Phần 1. Tác phẩm: Thương nhân đá quý và tiểu thư kim cương. Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh BL Radio. Chương 1, thứ 7, 26 độ C, trời trong nhiều mây. Đây là thời tiết đẹp nhất lúc này, không nóng cũng không lạnh, gió nhẹ lung lay rèm cửa. Ánh nắng rơi xuống từng lớp như vậy, rải rác loang lổ. Lúc này, Lục Kiều Vi đang nằm trên giường dò xét Tiểu Tam. Chồng sắp cưới của nàng đã ngoại tình. Yêu nhau 3 năm, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chỉ còn một bước là đến cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn thì Tiểu Tam xuất hiện. Sau khi Lục Kiều Vi phát hiện ra, nàng lập tức lưu lại thông tin liên lạc của Tiểu Tam, lợi dụng chồng sắp cưới đi công tác 2 ngày, mỗi ngày nàng đều ân cần hỏi han Tiểu Tam, gọi một tiếng muội muội, lừa Tiểu Tam cắn câu. Lý do làm như vậy rất đơn giản, nàng không chỉ muốn đá tên Tra Nam, mà còn muốn phá vỡ tình cảm của Tra Nam và Tiểu Tam. Tỷ tỷ đây bị phản bội, gian phu dâm phụ các người còn muốn sống tốt sao? Nằm mơ đi. Lục Kiều Vi gõ phím, cao 1m83, nặng 70kg, cơ bụng 6 múi, mông to, có muốn hẹn gặp mặt không? Văn Cẩn Ngôn, hỏi chấm. Văn Cẩn Ngôn, gửi ảnh qua đây. Văn Cẩn Ngôn, tôi muốn ảnh toàn thân, nàng chọn hai ảnh rồi gửi qua. Lục Kiều Vi, Hình ảnh, có đẹp trai không? Có muốn hẹn gặp mặt với ca ca không? Gửi tin nhắn mấy phút, Văn Cẩn Ngôn vẫn chưa trả lời nàng, góc trên bên phải cũng không có trạng thái đang hoạt động, Lục Kiều Vi có chút lo lắng, chẳng lẽ Tiểu Tam này không thích loại nam nhân dịu dàng, ưu tú mang mắt kính như vậy sao? Đây là nàng tìm theo bộ dáng của tên tra nam kia, thậm chí còn xuất sắc hơn. Lục Kiều Vi, em không hài lòng với dáng vẻ của ca ca sao? Lục Kiều Vi, thật ra này chỉ là bộ dáng của ca ca lúc trước. Bây giờ ca ca còn đẹp trai hơn, mấy tin nhắn vẫn chìm vào đáy biển. Lục Kiều Vi có chút không kiên nhẫn, đi đến tủ lạnh lấy một đĩa nho đỏ, vừa ăn vừa mắng Tiểu Tam. Vừa ăn vừa mắng xong thì trời đã gần tối, khi Lục Kiều Vi đang định bỏ cuộc, muốn mắng trực tiếp thì điện thoại reo lên. Văn Cẩn Ngôn, không phải là nữ sao? Văn Cẩn Ngôn, còn nữa, hai ảnh này không phải một người, Lục Kiều Vi kêu lên, có chút xấu hổ. Lục Kiều Vi, cúp C, cao 1m73, nặng 55kg, Lục Kiều Vi, có thấy hứng thú không? Sau đó, nàng vén váy lên chụp đôi chân nhưng không chụp mặt. Khiêu khích ở mức độ vừa phải, tùy theo lá gan của đối phương có lớn hay không. Văn Cẩn Ngôn, em thật trần trụi nha. Văn Cẩn Ngôn, đáng tiếc là không thể hẹn. Bất đắc dĩ. Không muốn hẹn mà còn muốn xem ảnh của nàng. Lục Kiều Vi thu hồi bức ảnh, phát hiện đã quá hạn thu hồi. Nàng cau mày gõ chữ, ai nói nữ nhân không được hẹn nữ nhân. Đã 2020 rồi. Tư tưởng của cô phong kiến như vậy sao? Không thể thả lỏng sao? Gửi xong, Lục Kiều Vi đi tắm, quấn khăn tắm đi ra, vừa định cho người kia vào danh sách đen thì đối phương đột nhiên gửi mấy tin nhắn tới. Văn Cẩn Ngôn, em tắm rửa sạch sẽ rồi đến nhà tôi đi. Văn Cẩn Ngôn, địa chỉ sờ. Văn Cẩn Ngôn, nhân tiện mua bao ở siêu thị nhé. Lục Kiều Vi. Trước sau chỉ có 20 phút, nữ nhân này đã mắc câu, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, lỡ như nữ nhân này lừa nàng thì sao? Nghĩ lại, nữ nhân này còn có thể lừa nàng thế nào, nếu nàng đến nhà Tiểu Tam, không phải nàng bắt gian Tra Nam thì cũng là Tra Nam bắt gian nàng với Tiểu Tam, dù sao đến lúc đó xé da mặt đều không có hại cho nàng. Nghĩ đến đây, Lục Kiều Vi lập tức thay quần áo đi ra ngoài. Nàng nghĩ tới hình ảnh bị bắt gian liền bật cười. Hơn nữa bọn họ đều là nữ nhân, còn có thể làm gì sao? Chưa kể, Tiểu Tam sống trong một khu dân cư cao cấp, ở vị trí đắc địa, nghe nói một căn nhà có giá ít nhất là 1000 vạn nhân dân tệ. Tài xế tưởng nàng là phú bà nên đã kéo nàng đi nửa vòng, lừa nàng thêm 10 đồng. Văn Cẩn Ngôn, thời điểm xuống xe em sẽ thấy trước cổng có một siêu thị, vào xem có bao không, nếu không có thì hỏi nhân viên hướng dẫn. Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện, xem đi xem lại, nàng hoàn toàn không hiểu là loại bao gì, nữ nhân cũng dùng bao sao. Nàng lớn như vậy cũng chưa mua bao giờ. Hơn nữa nàng không có ý định thực sự làm chuyện đó, mua bao làm gì. Lục Kiều Vi gửi vị trí, tôi tới rồi. Văn Cẩn Ngôn, có mua bao chưa? Bao cái gì mà bao, Lục Kiều Vi không buồn trả lời. Văn Cẩn Ngôn, đợi chút, tôi tới tìm em. Lục Kiều Vi đứng một lúc, bên cạnh nàng có một chiếc ô tô dừng lại. Cửa sổ chiếc Bentley màu đen từ từ mở ra, lộ ra sườn mặt của một nữ nhân tóc ngắn ngang vai, ngũ quan tinh xảo, vén tóc ra sau tai, trong mắt mang theo ý cười. Lục Kiều Vi bị vẻ đẹp của cô làm cho lóa mắt, sau đó nhìn bộ tây trang trên người cô mà kinh ngạc, Tiểu Tam ngày nay đều chăm chỉ như vậy sao, còn ra ngoài đi làm. Không lên xe sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi, giọng nói rất dễ nghe, khác hẳn với cảm giác khi trò chuyện, lại có phần ôn nhu.
chẳng trách chồng sắp cưới của nàng luân hãm trong nháy mắt. Không cần, tôi đi bộ qua. Không chừng xe là có giả nam nhân nào đó mua, Lục Kiều Vi ghét bỏ không muốn ngồi. Văn Cẩn Ngôn cũng không ép buộc nàng, chậm rãi lái xe, để Lục Kiều Vi đi theo phía sau. Đến trước cửa biệt thự, Văn Cẩn Ngôn xuống xe, cô lái xe không đi giày cao gót, đi một đôi giày bịch đứng bên cạnh Lục Kiều Vi, kỳ thật cô cao hơn Lục Kiều Vi một chút. Lục Kiều Vi cẩn thận nhìn nữ nhân này, khi nàng đến còn cố ý trang điểm, chỉ vì sợ thua tiểu yêu tinh này, không nghĩ tới nữ nhân này lại có dung mạo xinh đẹp, dáng người còn rất đẹp. Nàng không khẩn trương, nhưng những ngón tay có chút run rẩy. Lục Kiều Vi đút một tay vào túi quần, nhìn xung quanh, cô sống ở một nơi rất tốt. Cũng bình thường thôi. Văn Cẩn Ngôn mỉm cười, không quan tâm lắm. Trong nhà trang trí rất đơn giản, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, còn có tầng 2, Lục Kiều Vi nghĩ đến một câu, phí phạm, không biết có bao nhiêu người muốn mua nhà nơi này, phấn đấu một năm còn không đủ tiền mua phòng tắm. Tôi không sống ở đây thường xuyên, vừa mới mua một căn nhà mới. Lục Kiều Vi hiểu ra, ngành của bọn họ không phải ổn định lâu dài, cần phải đổi mới, này không phải giống chồng sắp cưới của nàng sao. Văn Cẩn Ngôn ném chìa khóa lên bàn, vẫn còn sớm, tôi làm chút đồ ăn cho em được không? Lục Kiều Vi tìm ghế sofa ngồi xuống, nghịch nghịch điện thoại, tùy tiện đáp ứng, quyết định chuẩn bị chụp vài bức ảnh. Khi đưa máy ảnh ở trên người Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, kiểu chụp ảnh này quá bình thường, không đủ mùi vị. Lục Kiều Vi hỏi, cô định mặc như vậy mà đi nấu cơm sao? Vậy em muốn tôi mặc thế nào? Nữ nhân này đặc biệt dễ nói chuyện, bỏ qua rất nhiều bước phiền toái, khiến Lục Kiều Vi nhất thời không nói nên lời. Nàng đang do dự không biết làm thế nào để nữ nhân này ăn mặc gợi cảm hơn một chút, nhưng đối phương đã chủ động nói, vậy tôi sẽ mặc váy ngủ, thế nào? Có thể. Trong chốc lát, Văn Cẩn Ngôn đi vào phòng ngủ, khi đi ra đã mặc một bộ váy ngủ bằng lụa, thậm chí còn vén tóc lên, để lộ chiếc cổ thiên nga, ngay cả khi cúi xuống cũng có thể lộ ra. Nữ nhân này quá mê người. Lục Kiều Vi cầm điện thoại tìm góc chụp, Văn Cẩn Ngôn tựa hồ cũng không để ý, nấu canh rồi lại xào rau. Nàng không nghĩ tới nữ nhân khi nấu ăn lại gợi cảm như vậy. Kể từ khi biết chồng sắp cưới của mình ngoại tình với tiểu yêu tinh này, nàng tức giận đến mức không ăn gì nhiều, mùi thức ăn liền thu hút cơn thèm ăn của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi nghĩ, nếu nữ nhân này không tán tỉnh chồng sắp cưới của mình, vậy thì nàng rất vui vẻ làm bạn với người nữ nhân này. Đồ ăn đã bày lên bàn, Lục Kiều Vi trước tiên múc một bát canh, vừa nhấp một ngụm, nữ nhân bên cạnh đã hỏi, lát nữa em muốn làm ở đâu? Lục Kiều Vi suýt chút nữa đã bị sặc chết, này là ý gì? Văn Cẩn Ngôn cười nói, em sẽ không cho rằng tôi nấu cơm là để em ăn no đấy chứ. Nếu không thì cô có thể thế nào? Này không phải là sợ em đói, lát nữa làm sẽ không vui vẻ sao? Tay cầm thìa của Lục Kiều Vi hơi run lên, cảm giác như mình bị lừa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại là nàng chủ động hẹn, người chịu thiệt chưa chắc là nàng. Văn Cẩn Ngôn lại hỏi, vậy em muốn hôn ở đâu? Lục Kiều Vi miễn cưỡng tiếp nhận, ngay tại đây đi. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, cũng không gấp gáp thúc giục nàng. Lục Kiều Vi cố ý ăn cơm lâu, nàng phải canh thời gian, hôm nay chồng sắp cưới của nàng đi công tác về, đến lúc đó hắn mở cửa ra, nhìn thấy nàng với Tiểu Tam đang nằm cùng nhau, ôi trời! Sảng khoái! Chỉ là quá trình này có chút gian nan, tầm mắt Văn Cẩn Ngôn luôn rơi vào trên môi nàng. Khi nàng đặt bát xuống, lại đi súc miệng, thật sự không có việc gì để làm, môi Văn Cẩn Ngôn cong lên, đáp xuống đôi môi đang mím chặt của nàng. Lục Kiều Vi không có chút phản ứng nào, thở cũng không được bình thường, chỉ cảm thấy kỹ năng hôn của Văn Cẩn Ngôn rất tốt. Còn cảm thấy khá tốt. Đầu lưỡi Văn Cẩn Ngôn lướt qua khóe môi nàng, ngứa ngáy, sau đó thâm nhập, phá vỡ phòng ngự của nàng. Hôn xong, tầm nhìn của Lục Kiều Vi mơ hồ. Nhiệt độ trên tay người khác với nhiệt độ của nàng, Lục Kiều Vi hơi nâng người lên, muốn tránh né, nhưng Văn Cẩn Ngôn không cho nàng có thời gian phản ứng, nhéo mặt nàng, dùng rất nhiều sức mà hôn nàng lần nữa. Văn Cẩn Ngôn cắn vành tai nàng, em chưa từng làm việc này bao giờ sao? Không có. Có muốn lên giường tiếp tục không? Lục Kiều Vi bị hôn đến choáng váng, nàng cảnh cáo nói, lên giường còn không biết ai có hại, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Không biết một nữ nhân như Văn Cẩn Ngôn lấy sức lực từ đâu, trực tiếp bế nàng lên, khiến Lục Kiều Vi sợ tới mức hét lên một tiếng A. Văn Cẩn Ngôn cười nhẹ, nói, đợi lát nữa em nhớ cũng kêu A như vậy. Văn Cẩn Ngôn bế nàng đi lên cầu thang, dọa Lục Kiều Vi muốn bay hồn, liên tục đẩy ngực cô, sờ đến nơi mềm mại, vành tai nàng đỏ bừng, nói, bỏ tôi xuống. Nếu bị ngã thì làm sao bây giờ? Ngã thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Văn Cẩn Ngôn nói, màn dạo đầu luôn cần có chút tình thú, chỉ cần em không nhúc nhích thì sẽ không bị ngã. Chịu trách nhiệm cái rắm, Lục Kiều Vi thầm mắng trong lòng, nhưng nàng không dám động đậy, để Văn Cẩn Ngôn bế nàng đi vào phòng ngủ, trong phòng không có đồ đạc,
chỉ có một cái giường và một cái đèn. Khoảnh khắc ngã xuống giường, cơ thể Lục Kiều Vi hướng lên trên một chút, tiểu tam này sẽ rất tận hưởng. Đang nghĩ gì vậy? Văn Cẩn Ngôn kéo dây đeo ra một chút, đừng thất thần, bắt đầu thôi. Chờ, chờ một chút. Lục Kiều Vi đỏ mặt, tắm cái đã, giữ vệ sinh một chút. Tôi rất sạch sẽ. Văn Cẩn Ngôn nói. Lục Kiều Vi cũng không vạch trần cô, nói, tôi cảm thấy tắm dùng chút sữa tắm, càng thơm càng kích thích, tôi thích cô, làm nhiều hơn một chút. Văn Cẩn Ngôn cười, trong mắt lấp lánh tia dụ hoặc cùng phong tình, cô chống tay đứng dậy, đi đến cửa quay lại nhìn Lục Kiều Vi, em sẽ không chạy đi. Tôi chạy cái gì? Tôi mới không chạy. Lục Kiều Vi ngồi ở đầu giường, liếc nhìn điện thoại trên bàn đầu giường, lúc Văn Cẩn Ngôn đóng cửa lại, nàng chạy nhanh lấy điện thoại, tiểu tam này thật sự không cảnh giác, thậm chí còn không đặt mật khẩu. Nàng trực tiếp đăng nhập WeChat, tìm được WeChat của tên tra nam, gửi vị trí, em rất muốn gặp anh, nhớ đến tim đều đau, lát nữa anh đến nhà em được không? A, buồn nôn chết đi được. Chương 2, Lục Kiều Vi cũng tắm trong phòng Văn Cẩn Ngôn, trong phòng tắm trải hoa hồng không nói, bồn tắm còn có trang bị massage, ngâm mình trong đó, Lục Kiều Vi không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Trong lúc nhất thời, Lục Kiều Vi không biết nàng đến đây để xé da mặt tiểu tam hay để hưởng thụ cuộc sống, cho đến khi choáng váng, nàng mới ra khỏi phòng tắm tìm quần áo. Văn Cẩn Ngôn, quần áo của tôi đâu? Treo trên bình phong. Người bên ngoài trả lời. Lục Kiều Vi đã sớm nhìn thấy quần áo trên bình phong, nhưng kia căn bản không phải là quần áo, vừa mỏng vừa ngắn, không chừng mặc vào còn nhìn thấu bên trong. Tôi giặt quần áo của em rồi. Cố ý, phản ứng đầu tiên của Lục Kiều Vi là nữ nhân này muốn thịt nàng, phản ứng thứ hai là mặc quần áo vào, quả nhiên không như nàng mong đợi, mặc như không mặc, Lục Kiều Vi vừa xấu hổ vừa tức giận nắm chặt tay đi ra ngoài. Kẻ đầu sỏ đang nằm trên giường ôm máy tính, một bên tai còn đeo tai nghe, ngón tay gõ bàn phím, không biết đang nói gì, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng nữ nhân này cố tình quá trắng trợn, bên ngoài mặc tây trang mà bên trong là váy hai dây gợi cảm. Lục Kiều Vi cảm giác nữ nhân này đang livestream, còn là loại livestream không đứng đắn. Nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy dưới góc phải của Văn Cẩn Ngôn đang côn video, trong đó toàn mặt người. Lục Kiều Vi tặc lưỡi một tiếng. Cảm nhận được hiện diện của nàng, Văn Cẩn Ngôn gõ ngón tay lên bàn phím, nói ngày mai lại nói, sau đó tháo tai nghe, cởi áo khoác, ngoắc ngón tay về phía Lục Kiều Vi. Tắm sạch rồi. Rất thơm. Lục Kiều Vi cảnh giác nhìn cô, tùy tiện nói, vừa rồi cô đang làm gì, livestream sao? Xem là vậy đi. Văn Cẩn Ngôn lại nói, lại đây. Tra nam còn chưa tới cửa, Lục Kiều Vi không dám đi qua, lỡ như từ diễn thành thật thì làm sao bây giờ, nàng tìm một đề tài nói. Cô còn trẻ làm gì mà không được, làm việc mình thích kiếm tiền không tốt sao? Văn Cẩn Ngôn cười nói, em đang khuyên tôi hoàn lương sao? Lục Kiều Vi hừ nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, hiện tại tôi chưa muốn hoàn lương. Văn Cẩn Ngôn nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía trước, làm Lục Kiều Vi lảo đảo ngã ngồi lên đùi cô. Lục Kiều Vi tức giận mắng, cô làm gì vậy? Em nói xem, đương nhiên là làm. Văn Cẩn Ngôn thổi khí vào tai nàng, ý tứ là nàng. Hai người dán gần. Lục Kiều Vi lùi lại một chút thì phát hiện hai mắt Văn Cẩn Ngôn có màu khác nhau, có một mắt màu xanh lam, nàng không nhịn được tò mò, vén tóc Văn Cẩn Ngôn ra sau tai, đây không phải là hiệu quả khi đeo kính áp tròng màu, Văn Cẩn Ngôn có đồng tử không đồng màu. Văn Cẩn Ngôn nắm tay nàng đặt lên môi, nụ hôn vẫn nhẹ nhàng như lần trước. Theo đạo lý mà nói, Lục Kiều Vi hôn cô một lần, lẽ ra phải bài xích thân mật, nhưng thân thể nàng lại. Đúng vậy, rất tận hưởng. Lục Kiều Vi phản ứng lại muốn giãy giụa thì đã quá muộn. Văn Cẩn Ngôn đã áp nàng xuống giường. Chờ, chờ một chút. Không chờ được. Văn Cẩn Ngôn không cho nàng có thời gian phản ứng, muốn hôn nàng lần nữa, Lục Kiều Vi đẩy ngực cô không cảm thấy còn quá sớm sao? Nếu không chờ một lát nữa đi. 9 giờ tối đã không còn sớm nữa. Đúng vậy, chồng sắp cưới cặn bã của nàng sẽ xuống máy bay lúc 7 giờ. Sao còn chưa đến Bắc Giang? Khi đến đây đã kiêu ngạo bao nhiêu, Lục Kiều Vi hiện tại lại hèn nhát bấy nhiêu. Nước mắt Lục Kiều Vi đều sắp rơi xuống, tim đập điên cuồng, Văn Cẩn Ngôn vén đi sợi tóc trên tai nàng, hôn lên mắt nàng, nghe lời. Cả người Lục Kiều Vi tê rần. Ôn nhu đáng chết này, nàng muốn tránh né nhưng lại không thể cử động, chỉ có thể đưa tay lấy điện thoại. Không ngờ Văn Cẩn Ngôn hôn không ngừng, hôn tai, lông mày, mũi, Lục Kiều Vi bị hôn đến choáng váng, điện thoại của tôi, đưa cho tôi muốn gửi uy chắc. Người hôn mặt nàng đột nhiên dừng lại, nghi hoặc mà nhìn nàng. Lục Kiều Vi yếu ớt nói, ý tôi là lưu kỷ niệm, chụp ảnh gì đó. Nhìn nhau một lúc lâu, Văn Cẩn Ngôn chống ở trên người nàng hỏi, tìm được chưa? Kêu xong, Lục Kiều Vi chạm tới điện thoại. Vậy thì nhanh lên.
Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng cọ cọ gò má nàng, Ngũ còn chụp ảnh, có vẻ rất kích thích. Lục Kiều Vi nghe thấy liền giật mình một cái. Bất giác buông ngón tay ra, điện thoại rơi xuống bụng dưới. Văn Cẩn Ngôn nhặt điện thoại, trả lại cho nàng. Lục Kiều Vi rung tay điều chỉnh máy ảnh, vẫn còn một bức ảnh được lưu trong khung nhỏ ở góc dưới bên phải. Dù chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng vẫn có thể nhìn ra được nữ nhân đang nấu ăn chính là Văn Cẩn Ngôn, cô đang khom người đứng cạnh dụng cụ nhà bếp, ánh nắng chiếu vào trên người. Hóa ra là em đã chụp rồi. Lục Kiều Vi sợ Văn Cẩn Ngôn đổi ý, cho nên click camera vào mặt Văn Cẩn Ngôn mấy lần, nhưng khoảng cách quá gần giống như đang chụp ảnh tự sướng, nàng bất mãn nói, lùi lại một chút, tìm tư thế. Được. Văn Cẩn Ngôn xoay người tựa vào đầu giường, vén làn váy lên cắn, Lục Kiều Vi luống cuống, không phải, cô đang làm gì vậy? Tôi đang suy nghĩ cho em một tư thế mới. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc nói, như vậy được không? Lục Kiều Vi nuốt khẩu khí, cố ý chụp hai bức ảnh nhưng thực tế là mở WeChat, thế mà chồng sắp cưới của nàng lại không có động tĩnh gì. Nhiếp ảnh gia, chụp xong chưa? Văn Cẩn Ngôn hỏi. Nàng lại thất thần chụp vài bức ảnh. Văn Cẩn Ngôn lại bắt đầu hôn nàng, còn lấy điện thoại ở đầu giường chụp ảnh chung. Lục Kiều Vi nhắm mắt lại, đột nhiên nhìn thấy camera điện thoại, nhìn chằm chằm Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn chụp thêm hai tấm ảnh, gò má ửng hồng đặc biệt bắt mắt, chỉ cần nhìn vào ảnh là có thể hiểu bọn họ đang làm gì. Cô đang làm gì vậy, mau xóa đi. Văn Cẩn Ngôn cười thật sâu, trong giọng nói mang theo ý cười trầm thấp, nói, em lưu ảnh của tôi chỉ lưu một ảnh của em mà thôi, coi như trao đổi đi. Trao đổi cái quỷ gì, đây là bằng chứng nàng bắt được Tiểu Tam, Văn Cẩn Ngôn chụp ảnh nàng làm cái gì. Đừng cứng đờ như vậy, tôi liền hôn em đây. Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói. Lục Kiều Vi nhẹ nhàng thở ra, mặc cho Văn Cẩn Ngôn công thành đoạt đất, nàng cảnh giác hỏi, không phải cô nói chỉ hôn thôi sao? Nhưng phải để tôi hôn đủ, phải không? Không đúng, kích cỡ này của em, hình như không phải là cúp C. Tôi nói có thì có, thích thì hôn không thì thôi. Mẹ nó, đây chắc chắn là một con yêu tinh. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, kỹ năng hôn của Văn Cẩn Ngôn thực sự rất tốt, không chỉ có thể hôn môi mà còn có thể hôn những nơi khác, làm người cảm thấy rất thoải mái. Lục Kiều Vi bị lăn qua lộn lại, mỗi một nơi đều không thể thoát khỏi miệng của Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn hỏi nàng, em đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ, tại sao cô lại biến thái như vậy? Dứt lời, nàng cũng để cô hôn tuyến phòng thủ cuối cùng. Lục Kiều Vi bị hôn một đêm, khi tỉnh dậy, mặt ướt đẫm, quá không có tiền đồ, cư nhiên để Tiểu Tam hôn đến khóc. Đáng giận nhất chính là sau khi Văn Cẩn Ngôn hôn nàng 2 tiếng đồng hồ, chồng sắp cưới của nàng giống như đã bốc hơi, không hề xuất hiện. Công cuộc bắt gian biến thành, nàng bị Văn Cẩn Ngôn hôn sạch. Lục Kiều Vi nhìn chằm chằm trần nhà, ý thức thanh tỉnh thì muốn rời giường, Văn Cẩn Ngôn đang ngủ bên cạnh, hai tay vẫn đặt trên eo nàng. Lục Kiều Vi dùng hết sức đẩy người ra, nhanh chóng đi xuống giường, nhưng chân nàng đau nhức, đầu gối liền chạm đất, Lục Kiều Vi không còn để ý đến cơn đau nữa, nàng ngã lộn nhào bò vào phòng tắm. Nàng hoài nghi Văn Cẩn Ngôn là cẩu tinh, cắn lấy vành tai nàng, cầm còn có dấu răng chứ đừng nói đến những chỗ khác. Tức giận xong, Lục Kiều Vi cầm điện thoại gửi tin nhắn, là gửi tin nhắn cho chồng sắp cưới của nàng. Đang gõ phím, nàng phát hiện ra nam kia đã gửi tin nhắn cho nàng vào lúc 10 giờ tối qua. Lạc Nhất Ngôn, hôm nay không về được, lão tổng có chuyện muốn giữ anh ở đây, hôm nay em không cần ra sân bay đón anh đâu. Lạc Nhất Ngôn, chờ anh về đi lãnh chứng. Lạc Nhất Ngôn, anh rất muốn gặp em, nhớ đến tim đều đau, mẹ nó, đã sao chép còn không chỉnh sửa. Lục Kiều Vi trả lời, gặp mẹ anh, lão nương đây đã cưỡng gian Tiểu Tam rồi. Lúc nàng đi ra, Văn Cẩn Ngôn đã dậy, cô đang dựa vào giường, dây áo màu đen trượt xuống khuỷu tay. Văn Cẩn Ngôn bưng cốc uống nước, hẳn là chưa tỉnh ngủ, hít mắt mà nhìn. Lục Kiều Vi quay mặt đi, hỏi, quần áo của tôi đâu? Em phải về sao? Nói xong, Văn Cẩn Ngôn chỉ về phía ban công, Lục Kiều Vi đi về phía ban công, đi đến nửa đường rùng mình một cái. Nàng quay lại nhặt tây trang của Văn Cẩn Ngôn mặc vào. Lần này Lục Kiều Vi không vòng vo với cô, nàng thay quần áo rồi trực tiếp rời đi. Khi trở về nhà, Lục Kiều Vi mệt mỏi mà nằm trên giường, giống như đều bị phế. Nói là hôn, Văn Cẩn Ngôn gặm muốn hói da của nàng. Rốt cuộc nữ nhân này khác đến cỡ nào vậy? Lục Kiều Vi che mặt, đặt hai tay lên mặt, lại xoay người, ngón tay nắm thành quyền đấm xuống giường, đánh mệt, lòng bàn tay nóng bừng. Màn đêm ngoài cửa sổ giống như cũng đang cười nhạo nàng, bầu trời đầy sao, có ngôi sao xanh lục, nhấp nha nhấp nháy. Lần này Lục Kiều Vi mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, điện thoại của nàng tràn ngập tin nhắn, từ công ty, từ Tra Nam, còn có Văn Cẩn Ngôn. Lục Kiều Vi đi tàu điện ngầm, nàng không có tinh thần, may mà những người dậy lúc 7-8 giờ đều giống nàng, toa xe rất yên tĩnh nên nàng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trên đường đi,
nàng bấm vào tin nhắn mà Văn Cẩn Ngôn gửi tới. Văn Cẩn Ngôn, về tới nhà chưa? Văn Cẩn Ngôn, em nói đúng, sau khi tắm quả thật rất thơm, rất kích thích, đúng vậy, vị tỷ tỷ này không cần phải nhắc tới đâu, hiện tại tôi đã hiểu rồi. Nàng cười lạnh một tiếng, lên tinh thần, không còn buồn ngủ nữa, nàng di chuyển ngón tay về phía danh sách đen thì tin nhắn hiện lên lập tức thu hút sự chú ý của nàng. Đến công ty, nàng chạy ngay vào toilet, vén váy lên xem, đúng là kiểu dáng mình thường mặc, nhưng nhìn kỹ thì trên đó còn có đường may táo bạo hơn. Văn Cẩn Ngôn, em có mặc quần lót của tôi đi không? Chương 3, tâm tình của Lục Kiều Vi rất phức tạp. Hôm qua nàng ra khỏi nhà Văn Cẩn Ngôn thì trời đã tối, quần lót cũng cùng màu nên khó tránh khỏi chuyện mặc nhầm. Nàng ấn giữa lông mày, còn chưa kịp trả lời tin nhắn chứ đừng nói đến việc trở về thay, điện thoại của nàng vang lên vài tiếng, nhắc nhở nàng đã đến giờ vào công ty. Lục Kiều Vi bước lên quẹt thẻ, đẩy cửa văn phòng ra, nhìn thấy một nhóm đồng nghiệp đang thảo luận, khi nhìn thấy nàng liền nhanh chóng giải tán. Lục Kiều Vi không có thời gian làm khó, nàng đến pháp vụ để lấy hợp đồng rồi gọi cho đối tác để quyết định thời gian ký hợp đồng. Đối tác nghe được lời nói của nàng liền sửng sốt, nói, không phải công ty của cô nói cô xin nghỉ kết hôn, giao công việc cho đồng nghiệp khác sao? Hôm qua tôi đã cử người đến thương lượng rồi. Lục Kiều Vi ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ đến vừa rồi mấy đồng nghiệp đang nói đến chuyện gì, còn nhóm công việc bị oanh tạc ngày hôm qua, nàng lập tức nhớ tới chuyện gì đang xảy ra. Nàng cố gắng duy trì nụ cười, nhẹ nhàng nói, vậy ngài đã ký hợp đồng chưa? Bên tôi chuẩn bị xong liền cho ngài ký. Đối tác bên kia nói đã ký rồi, còn nói đồng nghiệp mới họ Trịnh. Lục Kiều Vi sắp nổ tung. Hợp đồng mà nàng theo đuổi 2 tháng đã mất, sáng hôm qua còn bị ban giám đốc dắt đi lòng vòng, kêu nàng sửa lại bản thảo và thay đổi quy định trong hợp đồng. Lục Kiều Vi ném hợp đồng lên bàn. Một nhóm người đang bàn tán sau lưng bị nàng làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn nàng, không cẩn thận đầu trán chạm vào nhau. Chỉ là một cái hợp đồng mà thôi, có cần tức giận như vậy không? Một nữ đồng nghiệp bất mãn nói. Thế nào, Nhiếp Viễn Vân cô hôm nay lo tôi không bị chó cắn sao? Lục Kiều Vi đặt túi lên bàn, thích làm đàn bà ba hoa thế à? Nhiếp Viễn Vân giật giật khóe môi, không dám trả lời, cho dù Lục Kiều Vi bị nhầm vào thì hổ cũng vẫn là hổ. Chỉ có nữ nhân ngồi góc đối diện ngẩng đầu cười nói, bọn họ đang nói chuyện trong nhóm công việc ngày hôm qua, Kiều Vi, hôm qua cô không đọc tin nhắn trong nhóm sao? Lục Kiều Vi vừa mới nghe ở cửa, cơ bản biết là chuyện gì. Trịnh Tâm Ngữ không những đoạt lấy hợp đồng của nàng mà còn nói nhảm trong nhóm. Trong lòng nàng rất khó chịu, đều là hồ ly tinh ngàn năm còn chơi tôi sao, Trịnh Tâm Ngữ, chắc là hai ngày nay hầu hạ giám đốc mệt lắm phải không? Sắc mặt của Trịnh Tâm Ngữ thay đổi, sau đó lại mỉm cười, tôi không hiểu cô đang nói gì, bất quá tôi có thể thông cảm cho cô, dù sao cô cũng đã vất vả lâu như vậy rồi. Lục Kiều Vi kéo ghế ngồi xuống, tự xây dựng tâm lý cho mình, lấy bánh mì trong ngăn kéo ra ăn. Nhìn chằm chằm thời gian đang thay đổi ở góc dưới bên phải của máy tính. Kiều Vi, chúng ta làm trong lĩnh vực thiết kế này chính là dựa vào thực lực nói chuyện, người phụ trách Châu Lộc thích thiết kế của tôi hơn nên mới đưa hợp đồng cho tôi. À, đúng rồi, anh ta còn nói sau này cô đừng quan tâm đến dự án này nữa. Trịnh Tâm Ngữ đi tới, khoe vào tai nàng. Một nhóm người dùng ánh mắt ăn dưa mà nhìn hai người, chờ mong hai người nhanh chóng đánh nhau. Đợi hồi lâu cũng không thấy Lục Kiều Vi có động tĩnh gì, Trịnh Tâm Ngữ lại giả vờ làm người tốt. Được rồi, mọi người đừng nghị luận chuyện này nữa, chờ hoàn tất hợp đồng tôi sẽ đãi mọi người ăn lẩu, Vi Vi nhất định phải tới nha. Châu Lộc là hợp đồng lớn mới nhất của Lục Kiều Vi, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để có được, tiền thưởng ít nhất là 2 vạn, Trịnh Tâm Ngữ chỉ tốn một bữa lẩu là xong việc, thật đúng là hào phóng. Lục Kiều Vi cũng không vội mắng cô ta, lại càng lười phản ứng những chuyện vớ vẩn đó, nàng mở máy tính làm việc, kiểm tra nhật ký tháo tác nhiệm vụ gần đây. Bên trong không có hồ sơ nào bị sao chép. Trịnh Tâm Ngữ vẫn luôn cười, cứ mặc cô ta tự coi chính mình là người lương thiện, nhưng vẻ đắc ý trên mặt lại không áp xuống được, có một loại tự vị trà xanh. Lục Kiều Vi đặt chuột xuống, gõ lên bàn của đồng nghiệp bên cạnh, không phải cô định giao văn kiện cho trưởng phòng La sao? Tôi đưa giúp cô. Được. Thẩm Như Ý có quan hệ rất tốt với nàng, biết cô muốn tìm trưởng phòng làm gì, hạ giọng nhắc nhở, cô đừng ép buộc bản thân, hai ngày nay trưởng phòng rất đắc ý, tôi nghe nói sắp được thăng chức. Yên tâm đi, tôi có chừng mực. Văn phòng của trưởng phòng đối diện với phòng thiết kế, cách một lối đi, Lục Kiều Vi vuốt phẳng góc văn kiện, nhìn trưởng phòng La đi vào, nàng cũng đi theo phía sau đẩy cửa. Trưởng phòng La mặc tây trang, đắm chìm trong niềm vui sắp được thăng chức, hắn xịt keo vuốt tóc vuốt ngược lên, nhìn nhân mà dạng tẩu. Hắn chậm rãi ngồi lên chiếc ghế xoay, bắt chéo chân rồi hỏi, Kiều Vi, tôi đã phê duyệt giấy xin nghỉ phép kết hôn của cô rồi, cũng đã chuyển giao công việc dưới tay cô cho đồng nghiệp khác, cô phải nghỉ ngơi thật tốt, trở thành cô dâu đẹp nhất. Lục Kiều Vi giơ ngón tay đã tháo nhẫn cưới ra, cười nói,
hôn nhân không quan trọng bằng công việc, tôi sẽ không kết hôn. Nàng đặt văn kiện lên bàn, giọng nói đều đều, trả hợp đồng lại cho tôi đã làm xong, đối tác bên kia cũng gật đầu rồi. Trưởng phòng La bị câu trước làm cho giật mình, Vivia, không đùa được đâu, nào có đạo lý đã định hôn lại nói không kết hôn. Đúng vậy, bản phác thảo đều đã xong, cũng không có đạo lý đã đến bước cuối cùng lại chuyển giao cho người khác. Trưởng phòng, trả hợp đồng lại cho tôi. Trưởng phòng La chắp ngón tay, vẻ mặt khó xử, việc này không phải tôi quyết định, là đối tác yêu cầu. Thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ tốt hơn của cô, công ty chỉ có thể chọn Trịnh Tâm Ngữ, nơi làm việc là nơi tàn khốc như vậy đấy. Vậy anh cho tôi xem qua thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ đi, ít nhất cũng cho tôi biết mình kém ở chỗ nào, này chỉ còn một bước đã bị đối tác đá, tôi không phục. Trưởng phòng La lắc đầu, này không được, đây là cơ mật của khách hàng, hẳn là cô biết rõ yêu cầu của đối tác hơn tôi. Nếu không có cuộc điện thoại vừa rồi với đối tác, Lục Kiều Vi đã tin vào lời nói dối của hắn. Trình độ thiết kế của Lục Kiều Vi thế nào? Lục Kiều Vi nàng có thành tích tốt nhất mỗi tháng, nàng thực sự không tin thiết kế của Trịnh Tâm Ngữ có thể so sánh với nàng. Như vậy đi, tôi sẽ cho một hợp đồng khác, nếu cô hoàn thành hợp đồng này, thành tích và tiền thưởng của cô sẽ tăng gấp đôi, thậm chí cô còn có thể trở thành nhà thiết kế chính. Trưởng phòng La lấy ra một văn kiện từ ngăn kéo, đặt ở trên đó, phong bì nhựa màu xanh có đóng dấu ba chữ cái mạ vàng. Hợp đồng của DMD là hợp đồng lớn, nếu cô có thể bắt được hợp đồng này thì trong tháng sau ít nhất là con số này. Trưởng phòng La duỗi ra năm ngón tay, tôi rất tốt với cô phải không, chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà xé mặt nhau phải không, DMD là một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng quốc tế, chủ yếu sản xuất trang sức, họ có nhà thiết kế riêng, mỗi sản phẩm họ thiết kế đều là hàng chất lượng cao. Cách đây một thời gian, DMD bất ngờ tuyên bố sẽ thuê thiết kế bên ngoài, rất nhiều công ty thiết kế sôi nổi bắt lấy cành ô liu, công ty của nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là hợp tác với DMD không dễ dàng, nghe nói người phụ trách phía trên rất hà khắc, cơ hồ tới trình độ biến thái. Trưởng phòng La đưa hợp đồng cho nàng, nói dễ nghe là cho nàng một cơ hội, thực tế là coi nàng như vật tế thần, đến lúc công ty khiển trách thì hắn sẽ nói nhà thiết kế dưới quyền không giỏi, còn chính mình lại vỗ mông thăng chức. Lục Kiều Vi cầm lấy hợp đồng, xoay người rời đi. Ngược lại, trưởng phòng La há mồm thở ra một hơi gió lạnh, lạnh giọng nói, tất cả đều vì lợi ích của cô thôi. Lục Kiều Vi đi tới cửa, quay đầu nhìn hắn rồi đóng cửa văn phòng lại, vậy tôi cảm ơn trưởng phòng La trước. Một đám người trực chờ ở cửa văn phòng, đợi Lục Kiều Vi trừng một cái mới tản ra. Trịnh Tâm Ngữ nhàn nhã cầm hợp đồng, lắc lư đến bên cạnh Lục Kiều Vi, nói, Kiều Vi, đưa cho tôi một bản sao thông tin khách hàng mà cô đã làm trước đó đi, tôi muốn đến văn phòng trưởng phòng hỏi. Thật ngại quá, vừa rồi trưởng phòng La nói đối tác không thích thiết kế của tôi, cho nên tôi đã ném hết tài liệu vào máy nghiền giấy rồi. Lục Kiều Vi đá cái thùng rác dưới chân ra, đây, cô có thể tự mình xem. Trịnh Tâm Ngữ mím môi, quay đầu muốn đi văn phòng trưởng phòng cáo trạng, Lục Kiều Vi ngẩng đầu kêu, đúng rồi, cô có thể hỏi trưởng phòng, ông ta có tất cả bản sao lưu dữ liệu, dù sao cô muốn cái gì ông ta cũng sẽ cho cô mà. Cánh cửa bị Trịnh Tâm Ngữ đóng sầm lại. Giờ nghỉ trưa, mọi người đến căng tin ăn cơm, Lục Kiều Vi đến cửa hàng quần áo gần công ty mua quần lót mới. Lần đầu tiên nàng có một loại cảm giác mặc quần lót là điều hạnh phúc nhất trên đời. Đặc biệt là mặc quần lót của riêng mình. Sáng nay Văn Cẩn Ngôn không nhắn tin cũng còn tốt, nhưng sau khi nhắn tin làm nàng đứng ngồi không yên, hoảng hốt cả buổi sáng. Lục Kiều Vi gói quần lót màu đen kia vào túi rồi cho vào túi xách, sau đó đến bồn rửa mặt bổ trang, thuận tiện gọi điện cho bạn tốt của mình, kể cho cô ấy nghe chuyện ở công ty. Mẹ nó, mình mới bị điều đi có một tuần thôi mà đám chó đó dám bắt nạt cậu như vậy sao? Cúc Thanh Trúc vừa đi vừa mắng, cửa đóng sầm lại một tiếng lớn, con mẹ nó dám lén lấy thiết kế của cậu đưa cho Trịnh Tâm Ngữ sao? Đợi mình trở về xem có lột da bọn họ không? Bọn họ dùng chiêu điệu hổ ly sơn, tới khi cậu trở về thì Trịnh Tâm Ngữ đã trở thành nhà thiết kế chính dựa trên thiết kế của mình. Trưởng phòng La đẩy nồi cho mình, sau đó cũng được thăng chức. Cúc Thanh Trúc liên tiếp mắng hai câu thô tục, mẹ nó, tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được. Lục Kiều Vi cười lớn, lấy nước vỗ nhẹ lên mặt, nói, đương nhiên rồi, cậu cho rằng mình sẽ phải chịu loại tổn thất này sao? Mình có chịu thiệt bao giờ chưa? Nói xong, nơi nào đó của nàng lại nóng bừng lên. Chết tiệt, không phải đã thay quần lót rồi sao? Cúc Thanh Trúc cười lớn, vậy cậu định làm gì? Đến lúc đó cậu xem kịch là được rồi. Lục Kiều Vi lấy hộp mỹ phẩm ra che giấu hôn trên cổ, cái gã họ La đó đưa cho mình một bản yêu cầu biến thái của đối tác, thông tin khách hàng và thông tin thiết kế đều đưa cho mình, cậu xem có thể giúp mình tìm thông tin của DMD không? Lát nữa mình sẽ liên lạc với đồng nghiệp phụ trách DMD. Cúc Thanh Trúc dừng một chút lại nói, đúng rồi, hôm nay tên khốn lạc nhất ngôn kia gọi cho mình, cậu ngã bài với hắn rồi sao? Anh ta giống như mất trí rồi,
Bắc Dị cứ luôn hỏi có phải cậu đã ngủ với người khác hay không. Lục Kiều Vi trả lời, không có ngủ, chưa kịp nói hai chữ cưỡng gian thì Khúc Thanh Trúc đã ngắt lời, tiếp tục mắng, anh ta thật đê tiện mà, còn vu khống cậu như vậy, cậu đã đi gặp Tiểu Tam chưa? Nói chuyện này không tốt lắm. Lục Kiều Vi ừ có lệ hai lần. Hôm qua mình đã gặp cô ấy rồi. Thế nào? Hai người có đánh nhau không? Lục Kiều Vi nghĩ tới hôm qua mình bị người đẩy lên giường, mắt rưng rưng thở hổn hển, hàm hồ gật gật đầu. Vậy cậu thắng không? Có đánh cô ta đến chảy nước mắt không? Cậu xin tha thứ không? Lục Kiều Vi ậm ừ, dù sao nàng cũng rơi nước mắt xin tha, cũng không thể trách nàng, rất sảng khoái. Da đầu tê dại, môi cắn chặt, thân thể còn giữ lại dư vị, hồi tưởng vẫn còn cảm giác ngứa rang. Tình từ vui sướng của nàng so với Văn Cẩn Ngôn, hẳn là nàng thắng đi. Khúc Thanh Trúc ở bên kia vừa nghe vừa lo lắng hỏi, cậu có bị thương không? Mình thấy vóc dáng của Tiểu Tam kia cũng rất cao, không có túng mặt kéo tóc cậu đó chứ. Lục Kiều Vi không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng hôm qua, nữ nhân hôn lên mặt nàng như gió nhẹ mưa phùn, vuốt ve tóc nàng, lúc chiến đấu kịch liệt, ngón tay câu tóc nàng mà ngửi. Nàng hàm hồ lắc đầu, không có, nào có. Xem ra nữ nhân này nhìn vậy nhưng thực tế lại không có sức chiến đấu gì, nói vậy kỹ thuật trên giường rất lợi hại. Khụ. Lục Kiều Vi bị sặc, mặt đỏ bừng, khẩn trương nhìn điện thoại, sao cậu biết? Đoán mò thôi. Chuyện này khó mà nói quá nhiều, Lục Kiều Vi che đậy dấu răng cuối cùng, đổi chủ đề sang nơi khác, kêu cô gửi thông tin càng sớm càng tốt rồi cúp điện thoại. Có 7 nhà thiết kế trong một văn phòng, ai cũng muốn thăng tiến nhưng họ không cùng chí hướng, Lục Kiều Vi không mong đợi có ai giúp đỡ nàng. Hợp đồng bị cướp, buổi chiều Lục Kiều Vi tương đối rảnh rỗi, nàng đọc qua tin nhắn nhận được trên WeChat, Lạc Nhất Ngôn đã gửi cho nàng hơn 99 tin nhắn, trước đó hắn đã thu hồi rất nhiều tin nhắn, Lục Kiều Vi đoán hắn đã chột dạ mà thừa nhận, sau đó cảm thấy không ổn lại thu hồi, lại trách nàng. Tổng hợp tất cả những tin nhắn thì đại khái là, hắn không có ngoại tình, cũng không tìm Tiểu Tam, là Lục Kiều Vi hiểu lầm, hỏi Lục Kiều Vi rốt cuộc nàng có lên giường với người khác không. Sau đó hắn uyển chuyển mà chỉ trích nàng, ngần ấy năm, hắn luôn rất tôn trọng nàng, từ khi học đại học hắn chưa từng chạm vào nàng, sao nàng có thể tùy tiện lên giường với người khác như vậy? Có phải nên kiểm tra lại không? Cuối cùng, bảo bối, anh yêu em. Yêu cái mẹ anh. Lục Kiều Vi cười. Thế nào, chia tay còn phải cho anh ngủ một lần sao? Nếu trước đó Lục Kiều Vi không kiểm tra điện thoại, đọc những câu ô ngôn quế ngữ mà hắn gửi thì nàng sẽ thực sự tin một kẻ đạo đức giả đội lốt vô tội như hắn. Là nữ nhân, nhất định phải mở rộng tầm mắt. Buổi tối, Lục Kiều Vi về nhà sớm, chiên một đĩa sủi cảo, ngồi trước máy tính đọc thông tin Khúc Thanh Trúc gửi đến. DMD không hổ là một gã khổng lồ về hàng xa xỉ, những yêu cầu hà khắc về nó khiến đầu óc ai cũng phải to ra, nàng thử vẽ mấy lần nhưng không có manh mối, cảm thấy bí bách. Lục Kiều Vi đi rửa bát, đợi một lúc rồi lấy quần lót trong túi ra giặt, Lục Kiều Vi lại ngồi xuống, cửa sổ uy chát nhỏ lại không ngừng kêu lên, Tiểu Tam lại tới dò hỏi quần lót bị mất đêm qua. Lục Kiều Vi bấm vào khung thoại, gõ một hàng từ. Ai mà mặc quần lót phóng đãng của cô? Không mặc, không có mặc. Tôi không bao giờ mặc quần lót, tôi chỉ thích thả rong. Văn Cẩn Ngôn, em còn có sở thích này sao? Có phải rất lạnh hay không? Đại lộ rộng thênh thang có phải cô muốn quản luôn hay không? Nếu còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ đăng ảnh khỏa thân của cô ra ngoài, hủy hoại cuộc đời cô, chính mình bám đùi kim chủ không biết xấu hổ còn đi quản tôi. Cút đi! Hồ ly tinh chết tiệt! Lục Kiều Vi mắng xong, trong lòng cảm thấy sảng khoái, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một hình ảnh trong lúc vui sướng, nàng nhanh chóng cầm bút vẽ hai thân chồng lên nhau, đầu đuôi tương tiếp, một trên một dưới. Chương 4, Lục Kiều Vi vẽ đến 12 giờ, hôm sau nàng dậy cũng đã 7 giờ, vội vàng chạy đến công ty cũng trễ, hiện tại mọi người trong công ty đều đang chờ chê cười nàng, Lục Kiều Vi không muốn chật vật như vậy, dứt khoát đi ăn cơm, trang điểm tinh xảo nhất, thực hiện độ trễ đến cùng. Văn phòng trước sau vẫn nghị luận nàng. Lục Kiều Vi nhàn nhã đi tới đi lui trong văn phòng, Trịnh Tâm Ngữ vẽ bản thảo, nàng thì uống cà phê, Trịnh Tâm Ngữ gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng, nàng thì đắp mặt nạ. Đồng nghiệp chê cười nàng đều khó thoát khỏi sự tra tấn của nàng, bị nàng đi qua đi lại đến đau đầu. Các người chê cười tôi cũng không để cho các người sống tốt. Nhiếp Viễn Vân đứng ra bên vực muội muội, chỉ trích nàng, Lục Kiều Vi, cô có bệnh à, mọi người đều lấy năng lực làm việc, cô ghen ghét cái gì? Cô chán ghét ai? Ghê tởm thứ đàn bà ba hoa như cô đấy. Lục Kiều Vi cười nói. Tiểu Vân, đừng tức giận Kiều Vi, gần đây cô ấy không có việc gì làm, tính khí thất thường cũng là chuyện bình thường, thông cảm. Trịnh Tâm Ngữ giả vờ làm người tốt nói. Lục Kiều Vi thừa nhận mắng Nhiếp Viễn Vân, nhưng ai nói nàng không có việc gì làm,
Nhiếp Viễn Vân càng tức giận thì nàng càng chán ghét Nhiếp Viễn Vân. Lục Kiều Vi đi tới đi lui không nói, còn đến phòng trà lấy đồ ăn vặt, Nhiếp Viễn Vân là người ở gần nàng nhất, tai đều sắp nổ tung. Giữa trưa trưởng phòng la tới kiểm tra, sắc mặt nghiêm túc nói, Kiều Vi, cô quá mức rồi a, đồng nghiệp trong văn phòng đều bị cô ảnh hưởng rồi. Lục Kiều Vi không hề thay đổi sắc mặt, đúng vậy, công việc của tôi đều đã giao cho bọn họ, lương của bọn họ ít nhất cũng tăng gấp đôi, bọn họ nên cảm ơn tôi mới đúng. Trưởng phòng la cũng nghẹn lời. Lục Kiều Vi ngây thơ chớp mắt, không phải ngài đã tự mình sắp xếp thời gian nghỉ kết hôn rồi chuyển giao công việc của tôi đi rồi sao? Tôi là đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình nha. Trưởng phòng la nghẹn một lúc rồi mới nói, tôi cho cô 2 ngày nghỉ, cô trở về chuẩn bị cho công việc của DMD đi. Được, cảm ơn trưởng phòng. Lục Kiều Vi không khách khí rời đi, cầm túi sách ra khỏi văn phòng, đi đến cửa liền nghe được Nhiếp Viễn Vân hừ một tiếng. Nhiếp Viễn Vân nhỏ giọng nói với Trịnh Tâm Ngữ, cô ta thật sự dám đi, không sợ đi rồi liền không thể quay lại sao? Một đồng nghiệp khác phụ họa lên, đúng vậy, cô ta không biết xấu hổ còn khi dễ Tâm Ngữ, đủ vô liêm sỉ. Lục Kiều Vi đi tới cửa quay người lại, đứng ở trước mặt bọn họ, hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống hét lên, trưởng phòng la, tôi muốn xin nghỉ hàng năm. Khi nàng rời đi, các đồng nghiệp trong văn phòng muốn tổ chức tiệc chia tay cho nàng, nhưng Thẩm Như Ý đã đuổi theo đến tận cửa công ty khuyên nàng, Vi Vi, cô đừng bốc đồng, tôi luôn cảm thấy trưởng phòng la đang có ý đồ lớn để gây sự với cô, nếu không thì chờ giám đốc Khúc trở về lại nói. Buổi trưa, dưới cái nắng như thiêu đốt, Lục Kiều Vi vội vàng bước đi, ráng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, nàng xua tay quạt gió, cho dù tôi có cúi đầu, bọn họ cũng sẽ nhằm vào tôi, hơn nữa cô thực sự cho rằng trưởng phòng la muốn làm gì tôi sao? Nghĩ lại xem, ông ta sẽ được thăng chức ở đâu, ông ta chắc chắn đang thèm muốn vị trí giám đốc của Thanh Trúc bình thường chăm sóc tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy bảo vệ vị trí, yên tâm đi. Nói xong, nàng lại nói, thật ra tôi lo lắng cô, bình thường bọn họ thích bắt nạt cô, bây giờ cô lại thân cận với tôi, khi tôi đi rồi, không biết bọn họ sẽ nhằm vào cô như thế nào. Thẩm Như Ý nhéo ngón tay, như đang do dự điều gì đó, Lục Kiều Vi xoay người đi vài bước thì cô hét lên, Kiều Vi, công ty có động tĩnh gì tôi sẽ nhắn tin cho cô ngay, cô nhớ đọc kỹ đó. Mối quan hệ giữa Lục Kiều Vi và Thẩm Như Ý kỳ thực cũng không tốt lắm, nguyên nhân chính là nàng không thích tính cách của Thẩm Như Ý quá yếu đuối, dù ở nơi nào cũng là nhân vật bị người sử dụng bưng trà đưa nước. Về phần nàng, nàng không thể chịu thiệt, miệng không tha người, cho nên nàng không thể hiểu được Thẩm Như Ý nói đến tình bạn. Lúc Nhiếp Viễn Vân bắt nạt Thẩm Như Ý, nàng đã nói giúp Thẩm Như Ý vài câu, lần này Thẩm Như Ý đã có thể nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn hèn nhát, lựa chọn đứng về phía nàng là điều khó có được, Lục Kiều Vi nhớ ân tình này. Nàng nói lời cảm ơn với Thẩm Như Ý. Với kỳ nghỉ 2 ngày cộng thêm nghỉ hàng năm mà trưởng phòng la đưa ra, Lục Kiều Vi có thể nghỉ ngơi ở nhà một tuần, nhưng phải đến cuối tháng nàng mới trở lại công ty. Lục Kiều Vi không có thời gian đi đoán xem trưởng phòng la và Trịnh Tâm Ngữ định làm gì. Nàng tập trung toàn bộ sức lực vào phát thảo của DMD. Thiết kế chú trọng đến cảm hứng, nàng dành 2 ngày để hoàn thiện bản thảo và điều chỉnh các chi tiết, ra ngoài 1 ngày rồi trở về xem lại bản thảo. Lần này nàng không báo cáo với trưởng phòng la nên nhờ Khúc Thanh Trúc giúp nàng tìm địa chỉ email của người phụ trách DMD, sau đó đóng gói, gửi phát thảo. Thuận tiện nàng tự viết sơ yếu lý lịch của mình, sau đó lưu loát bày tỏ yêu thích của mình đối với công ty DMD. Cuối cùng là chờ đợi câu trả lời từ đối tác kén chọn nhất trong tin đồn. Đối phương vẫn chưa trả lời email, Lục Kiều Vi lo lắng liền gọi điện cho bạn tốt, Khúc Thanh Trúc trấn an nàng, người phụ trách DMD rất bận, bọn họ sẽ tham gia buổi triển lãm trang sức ở Beria mùa tới, mình nghe nói thời gian sớm nhất là chờ 3 ngày làm việc, mình mua cho cậu một bộ phim, cậu đi xem trước đi. Cứ chờ như vậy cũng không thành vấn đề, một người an tĩnh rất dễ suy nghĩ lung tung, ngoài mặt nàng không quá để ý nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Cách đây một thời gian, nàng chuẩn bị kết hôn, dùng toàn bộ số tiền có trong tay để trả khoản đặt cọc với Lạc Nhất Ngôn, sau này nàng và Lạc Nhất Ngôn nhất định sẽ ra tòa, nếu không tìm được việc làm để hồi máu thì kinh tế đình trệ là điều khó tránh khỏi. Bộ phim đang đến đoạn cao trào, điện thoại kêu tinh tinh, hộp thư nhắc có email mới, Lục Kiều Vi nóng lòng muốn xem diễn biến tiếp theo, kích động chạy đi lấy điện thoại. File đính kèm gửi đi bị gửi trả lại không chút lưu tình, hình ảnh đầy vạch đỏ thể hiện rõ không hài lòng của đối tác đối với bản thảo thiết kế, còn đối tác kén chọn đến mức không buồn nói một lời. Lục Kiều Vi chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai. Nàng tiếp tục thay đổi và gửi email, đối tác tiếp tục gửi trả lại không thương tiếc, tới tới lui lui, toàn bộ quá trình không trao đổi một lời nào, sửa lại hơn 50 lần. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Kiều Vi không thể chịu đựng được nữa liền gõ gõ, hỏi, xin chào Riêu tiểu thư, tôi có thể thêm thông tin liên lạc của ngài, nói chi tiết về các bộ phận của chiếc nhẫn không? Tôi đã sửa nơi này nhiều lần nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu của ngài,
tôi thực sự sợ làm lãng phí thời gian của ngài. Nghề thiết kế cũng giống như nghề lập trình viên, làm việc đến khuya, vẽ đến hói đầu, có đôi khi đối tác không hài lòng, họ gửi về đều vẽ lại, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp người kén chọn như riêu, sửa chi tiết hơn 50 lần. Trong miệng ngậm bánh mì, Lục Kiều Vi thầm nghĩ, ít nhất người phụ trách cũng không phủ nhận thiết kế của nàng, nếu không nàng đều phải ấn huyệt nhân trung. Người phụ trách nói cẩn thận nói, bản phác thảo phần hoa của chiếc nhẫn lại được khoanh tròn, thiết kế ở đây vốn là hai cơ thể nữ nhân bao quanh, Lục Kiều Vi sợ quá ủy mị bị hạn chế tiêu thụ, cho nên đã thay phần đầu bằng hoa văn khoét rỗng. Lục Kiều Vi, bản phác thảo gốc có thể không phù hợp với ngài, người phụ trách, tôi không xứng đáng có được sao? Sao có thể? Ai dám nói đối tác không xứng đáng? Nhất định là đối tác đang chế nhạo nàng không biết điều. Lục Kiều Vi, ngài rất xứng đáng, tôi sẽ đưa bản phác thảo cho ngài ngay. Lục Kiều Vi nhéo mũi, buổi tối mấy ngày nay làm sao vậy, càng ngày càng thú vị. Nói về bản phác thảo gốc thì đó là bảo phác thảo nàng đào ra từ nội tâm, tư thế sâu xa làm người cảm thấy thẹn, tên gọi tắt là 69. Một giây, hai giây, 10 phút, người phụ trách không trả lời. Dù chỉ là một bản phác thảo đơn giản cũng sẽ khiến người khiếp sợ. Lục Kiều Vi, bản phác thảo này là tôi tìm được cảm hứng từ một bộ phim nào đó, giữa nữ nhân và nữ nhân cũng có thể có tình yêu mãnh liệt, ngài có thể dùng đôi mắt đã thoát khỏi thế tục để nhìn phác thảo này, đừng quá chú trọng vào thân thể của hai nữ nhân. Mùa hè tháng 8 nóng nực, hơi nóng tích tụ ban ngày tích cốc vào ban đêm, môi Lục Kiều Vi khô nước, nàng rót một cốc nước, khi trở về, mặt không cảm xúc nhìn màn hình máy tính màu trắng, sau đó gõ ra mấy câu cầu vồng. Đối với người ưu tú như ngài, nhất định là có kiến thức rộng rãi. Biết còn nhiều hơn tôi đã tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt ngài, rất mong ngài chỉ điểm, ý kiến quý báu của ngài là động lực của tôi, DMD có một quản lý ưu tú như ngài, thật sự là nên lên Baidu tìm thêm từ gì đó cho thích hợp. Lúc này giao diện nhấp nháy, có email mới đến. Lục Kiều Vi lại mở tập tin đính kèm ra, mặt nàng liền đỏ bừng. Những bản phác thảo được gửi lại đều là đối tác vẽ và tô màu. Hai cơ thể giao triền đã được điều chỉnh từ biểu cảm cho tới động tác. Mái tóc dài mềm mại xõa xuống vai như một tấm màn che mưa, eo chìm vào trong giường, hai tay chống lên, đôi chân thon co lại dẫm lên lớp nhung mềm mịn. Trên má hồng hào, cánh môi hơi hé ra. Người kia bị ôm nằm nghiêng, môi khẽ chạm vào chân. Giống như một viên kim cương màu hồng lấp lánh, tỏa ra ánh sáng mê người. Đối tượng chỉ tô màu người bên dưới. Người phụ trách, sau khi làm xong thì gửi cho tôi biểu cảm còn lại, chú trọng đến chi tiết, được chứ? Trong lúc nhất thời, Lục Kiều Vi không thể phân biệt được mình đang nói về hình ảnh hay đang nói về bản thiết kế trang sức có giá trị 7 con số. Lục Kiều Vi uống vài ngụm nước, nở một nụ cười đáng yêu, gõ lại. Lục Kiều Vi, được a, tôi vẽ cái này siêu chuyên nghiệp, ngài chờ một chút, người phụ trách, yêu cầu của tôi có quá mức không? Lục Kiều Vi, ai nói, tôi sẽ làm cá mập cắn chết người đó. Lục Kiều Vi, là những thiết kế sư đó không hiểu được thẩm mỹ của ngài. Tôi thấy ý kiến của ngài rất hay, chẳng hạn như hai tư thế khó này, không ai có thể nghĩ ra được. Ngài thấy được hẳn là rất có kinh nghiệm. Người phụ trách, cô thật thú vị, tôi đánh giá cao cô. Lục Kiều Vi muốn rớt nước mắt, nếu ngài thực sự coi trọng tôi, đại nhân ngài rộng lượng mau cho bản thảo của tôi thông qua đi, đừng đến mức để tôi nửa đêm nửa hôm sửa lại phác thảo cho ngài. Có hàng trăm email qua lại trong hộp thư, Lục Kiều Vi giống như đang quay trở lại thời đại chai trôi, phải dùng lưới đánh cá vớt lên mới trả lời tin nhắn được. Lục Kiều Vi, cảm ơn ngài đã nâng đỡ, người phụ trách, cố lên, đêm càng sâu thì loại bản thảo này vẽ càng đẹp. Lục Kiều Vi tiếp tục vẽ, trí nhớ của nàng lại quay về ngày nàng đến nhà Văn Cẩn Ngôn, trên đường nàng tắm rửa thay quần áo và quần lót sạch sẽ. Văn Cẩn Ngôn có dáng người cân đối, bộ ngực đầy đặn, thích nghiêng người sang một bên, khi nhìn người đôi mắt rất ôn hòa, nhưng trong con ngươi khác màu lại có hình ảnh phản chiếu rõ rệt, vào nửa đêm rực rỡ như pháo hoa, cô luôn giam cầm Lục Kiều Vi, nắm thế thượng phong. Mẹ nó, cơ thể của tiểu tam thật sự quá nóng bỏng. Lục Kiều Vi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế khi sửa bản thảo, nàng tiếp tục sửa cho đến 8 giờ sáng hôm sau, lần này nàng chơi tiểu tâm cơ, nàng sửa lại một chút, trên 10 ngón tay đang vào nhau có chiếc nhẫn mới mà nàng thiết kế. Lục Kiều Vi, ngài xem như vậy có ổn không? Nội tâm, nếu sửa lại lần nữa, tôi sẽ đột quỵ mà chết, tha cho tôi đi. Ngày cuối cùng, Lục Kiều Vi nấu ăn, tắm rửa, dùng máy tính xem một bộ phim Hồng Kông rất có cảm giác niên đại. Tác phẩm đầu tay của Từ Khắc là Thanh Xà. Ở Tử Trúc Lâm dưới chân núi Thanh Thành có Thanh Xà và Bạch Xà đang tắm trong bể tắm đầy hơi nước. Hứa Tiên đột nhiên xông vào, Thanh Xà trượt eo, trốn sau lưng Bạch Xà. Trước kia nàng đã xem qua, xem con người sắt đá Phát Hải và Thanh Xà tán tỉnh nhau. Khi xem lại, trong đầu nàng lại có một suy nghĩ, chết tiệt, chẳng phải thời kỳ động dục của Thanh Xà rất dâm đãng sao? Thanh Xà mau đẩy ngã tỷ tỷ đi. Nàng xoa xoa mũi. Cuối phim, Bạch Xà chết,
Thanh xà biến mất trong nước, Lục Kiều Vi rơi hai giọt nước mắt, đi kiểm tra hộp thư lần nữa, người phụ trách đã hồi âm. Người phụ trách, tôi rất mong được gặp cô, Lục Kiều Vi, theo sau là biểu tượng cảm xúc đang cười. A a a. Lục Kiều Vi gõ, tôi cũng vậy. Một khắc đó, mọi hà khắc của đối tác đều biến thành ôn nhu chí mạng. Ngay cả sau khi ngủ 5 tiếng, quần thâm dưới mắt nàng đã biến mất, Lục Kiều Vi cũng không cảm thấy mệt mỏi mà còn tràn đầy năng lượng. Cùng ngày, nàng trang điểm nhẹ, xách túi nhỏ, mặc váy ngắn lộ vai màu đen, đi giày cao gót, rất thời thượng mà đến công ty. Các đồng nghiệp nhìn thấy nàng đều sợ ngây người, nghị luận còn sôi nổi hơn trước, Nhiếp Viễn Vân gần như muốn lấy loa hét vào tai nàng, nói rằng bộ phận nhân sự đã đưa ra thông báo rằng người có thành tích thấp nhất sẽ bị sa thải. Lục Kiều Vi ngồi xuống, Thẩm Như Ý đi tới nói với nàng là mấy ngày trước bộ phận nhân sự đã gửi tin nhắn sa thải, nàng ấy cũng gửi mấy tin nhắn nhưng Lục Kiều Vi không trả lời. Tuần này Lục Kiều Vi đang chơi trò chai trôi với người phụ trách, ánh mắt đều dán chặt vào email, không có thời gian đăng nhập WeChat. Trò chuyện vài câu, trưởng phòng La từ văn phòng chắp tay sau lưng đi tới, nói, Kiều Vi, đến văn phòng tôi có chuyện muốn nói với cô. Lục Kiều Vi xách túi đi theo hắn, khi trưởng phòng La liên tiếp thở dài, nàng liền lấy thư mời DMD từ trong túi ra, ném lên bàn. Cảm ơn trưởng phòng, tôi đã hoàn thành bản thiết kế của DMD rồi. Ai nha, Kiều Vi, công ty sắp sa thải nhân viên, tôi vừa nhận được, cái gì? Cô đã hoàn thành thiết kế của DMD rồi sao? Trưởng phòng La nghi hoặc mà nhìn nàng, lại không dám tin cầm thư mời lên xem. Mặc dù thư mời được in ra từ thư điện tử, nhưng con dấu chính thức của DMD sẽ không gạt người. Sắc mặt trưởng phòng La tái nhợt như gan lợn, sao cô lại trực tiếp qua mặt tôi mà tìm người phụ trách? Cô có biết đây là tình huống gì không? Đây coi như là đi làm thêm. Công ty sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô. Tôi đã hỏi qua giám đốc rồi, ngài không tin thì đi hỏi giám đốc Khúc đi. À, đúng rồi, ngày mốt cô ấy sẽ trở lại công ty. Lục Kiều Vi chớp mắt nhìn thông báo sa thải mà trưởng phòng La ấn định, là thông báo sa thải à, để tôi xem là ai, có cần tôi giúp ngài thông báo ai sẽ bị sa thải không? Đã bắt được thiết kế của DMD, Lục Kiều Vi là người có thành tích cao nhất. Vài phút sau, Lục Kiều Vi ra khỏi văn phòng, cầm theo thông báo sa thải mà trưởng phòng La đưa ra, mọi người đều trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn nàng. Làm sao vậy? Tại sao Lục Kiều Vi không có chút sợ hãi mà còn vui vẻ đắc ý như vậy? Sẽ không tức giận đến hỏng não đấy chứ? Chỉ thấy Lục Kiều Vi đi đến trước mặt Nhiếp Viễn Vân vẫn đang uống cà phê, dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn của cô ta, thật ngại quá, cô đã bị sa thải, đáng thương thật, cô còn không biết thành tích của mình ở hạng cuối cùng. Cô có muốn tôi mở tiệc chia tay cho cô không? Sẽ nấu cho cô một nồi lưỡi gà đầu vịt luôn. Sau khi thưởng thức khuôn mặt sặc sỡ cùng đôi mắt kinh ngạc sắp khóc của Nhiếp Viễn Vân, nàng lại quay đầu nhìn về phía Trịnh Tâm Ngữ. Ai nha, Tâm Ngữ, cô mau an ủi bạn tốt của cô đi, cô ấy sắp khóc rồi, thật đáng thương nha. Lục Kiều Vi hất tóc dài, thầm nghĩ, mình thật là kiêu ngạo mà. Chương 5, Nhiếp Viễn Vân bị đuổi việc đã đủ khó chịu rồi, không ngờ mỗi ngày Lục Kiều Vi đến làm việc đều tới chỗ cô ta hỏi, này, Nhiếp Viễn Vân, sao cô còn chưa đi? Không phải cô đã bị sa thải rồi sao? Nhiếp Viễn Vân sắp tức giận, nàng lại xem qua lịch bàn, thì ra hôm nay là ngày 29, còn có 2 ngày nữa cô mới có thể thu dọn đồ đạc rời đi. Lục Kiều Vi, có thật quá đáng, cô sẽ bị báo ứng. Nhiếp Viễn Vân nắm thành quyền, bộ dáng như muốn đánh nhau với nàng. Lục Kiều Vi vỗ vỗ vai cô ta, sau đó lại ghét bỏ lấy khăn giấy lau tay, đúng vậy, không phải tôi đã bị báo ứng rồi sao, trưởng phòng La đã chuyển giao hết công việc cô đang làm cho tôi, công việc cũng quá nhiều. Tôi còn phải làm thiết kế DMD, sao có thời gian được? Vừa nói, nàng vừa giao công việc Nhiếp Viễn Vân hoàn thành cho Thẩm Như Ý, nói, Như Ý, cô giúp tôi làm chút công việc, nhớ chuẩn bị tài liệu thật tốt nha. Lại nói, Nhiếp Viễn Vân đã lấy đi phần lớn công việc của Lục Kiều Vi, tuy Nhiếp Viễn Vân không có năng lực cao, nhưng cô ta là một liếm tẩu, tất cả khách hàng đều được cô ta liếm đến rất thoải mái, Lục Kiều Vi không cần phí tâm tư đi giao lưu với đối tác, đến lúc đó chỉ cần nộp bản thảo là được. Cảm ơn cô nha. Lục Kiều Vi chân thành nói. Nhiếp Viễn Vân khóc suốt buổi sáng, mọi người trong văn phòng đều khó chịu, Lục Kiều Vi đã sớm chuẩn bị tai nghe nhạc vui vẻ. Trong giờ nghỉ trưa, Lục Kiều Vi và Thẩm Như Ý đi ăn cơm trở về, liền nhìn thấy Nhiếp Viễn Vân ghé vào bàn khóc lóc ỉ ôi, nắm lấy tay Trịnh Tâm Ngữ, Tâm Ngữ, chị giúp em đi, đi nói với trưởng phòng La một tiếng, sa thải đồng nghiệp có thành tích thứ hai từ dưới lên đi, em còn phải trả tiền thuê nhà, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, chị tìm trưởng phòng La nói thử xem. Trịnh Tâm Ngữ đứng bên cạnh cô ta, cau mày thật chặt, hồi lâu không trả lời, cho đến khi Nhiếp Viễn Vân khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, cô mới rút tay ra, lạnh nhạt nói, là em không biết cố gắng. Lục Kiều Vi quay đầu nói với Thẩm Như Ý bên cạnh,
Lát nữa cô đi báo cáo với Cao Dĩnh Nhi, nói Nhiếp Viễn Vân đã nhờ Trịnh Tâm Ngữ nghĩ cách sa thải cô ấy. Cao Dĩnh Nhi chính là người phụ họa Nhiếp Viễn Vân lần trước nói Lục Kiều Vi không biết xấu hổ, Thẩm Như Ý khó hiểu hỏi, tại sao cô lại muốn giúp cô ta? Cô chờ xem sẽ biết. Tranh thủ thời gian pha cà phê trong phòng trà, Thẩm Như Ý chỉ đơn giản kể cho Cao Dĩnh Nhi những gì cô nhìn thấy trong giờ nghỉ trưa, không thêm bất kỳ cái gì, thuật lại xong liền rời đi. Một giờ sau, Thẩm Như Ý nghe đồng nghiệp nói Cao Dĩnh Nhi và Nhiếp Viễn Vân đang đánh nhau trong toilet, cô nhìn quanh nhưng không thấy Lục Kiều Vi, lại đi vào toilet thì nhìn thấy Lục Kiều Vi đang đứng ở bên ngoài cửa toilet, thỉnh thoảng lại vỗ tay. Mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, dây buộc tóc màu hồng có nơ, Lục Kiều Vi đứng nghiêng, cười rộ lên. Cũng như khi đó, khi cô giúp đồng nghiệp pha cà phê, Nhiếp Viễn Vân đứng đợi ở phía sau không kiên nhẫn mà đẩy cô, nước nóng liền bắn lên trên mu bàn tay, cô lùi lại theo bản năng muốn nói xin lỗi thì đã bị Lục Kiều Vi ngắt lời. Lục Kiều Vi bước tới nắm cổ tay cô, đặt cốc cà phê lên bàn, nhướng mày nhìn Nhiếp Viễn Vân, cô mù à, xin lỗi cô ấy đi. Lấy lại tinh thần, Lục Kiều Vi bước ra khỏi đám người đang ăn dưa, trên môi nở nụ cười, như không liên quan tới mình mà tặc lưỡi hai tiếng, hai nữ nhân này thật khôi hài. Thẩm Như Ý ừ một tiếng, mặt có chút nóng lên. Lục Kiều Vi đã tự mình bắt được hợp đồng DMD, sau khi báo cáo với công ty đều cảm thấy ăn phải miếng bánh, lập tức hứa hẹn sẽ cho Lục Kiều Vi đãi ngộ tốt nhất. Lục Kiều Vi chỉ có một yêu cầu, nàng sẽ tự mình hoàn thành việc bàn giao thiết kế với DMD, giám đốc La không được phép tham gia. Gần đây bộ phận thiết kế sa thải đã gây ồn ào huyên náo, phía trên nghe được một ít lời bàn tán, hơn nữa Khúc Thanh Trúc còn báo cáo, công ty rất không hài lòng với hành động gần đây của trưởng phòng La, đương nhiên liền chấp thuận yêu cầu của nàng. Trưởng phòng La bị cho một cái tát liền rất khó chịu, nhìn thấy Lục Kiều Vi tươi cười vui vẻ, trong lòng hận không thể bóp chết nàng. Khi buồn bực, hắn chỉ có thể trút giận lên Nhiếp Viễn Vân sắp nghỉ việc. Thứ tư, Lục Kiều Vi rời công ty để đến DMD. Trên đường gặp kẹt xe, Lục Kiều Vi trước tiên xuống xe, ôm máy tính trên tay chạy đi, nàng ngồi ở đại sảnh một lúc, chỉnh lại quần áo, tô son, thiết kế chú trọng thời trang, nhà thiết kế thời thượng tuyệt đối không được lỗi thời. Gần đây nàng khá xui xẻo, rất nhiều chuyện chỉ còn một bước lại bị đánh rớt, DMD chính là thời điểm nàng thay đổi vận mệnh nghịch thiên. Lục Kiều Vi gửi email cho người phụ trách. Riêu tiểu thư, tôi đã đến trụ sở DMD rồi, chỉ trong chốc lát, bên tai nàng vang lên một giọng nói ôn nhu, Lục tiểu thư, đã lâu không gặp. Lục Kiều Vi đầu tiên nghĩ giọng nói này nghe rất quen tai, sau đó nàng ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt khác màu, con ngươi màu xanh lam như viên kim cương màu biển sâu. Chết tiệt, Tiểu Tam. Sao cô lại tới đây? Lục Kiều Vi kinh ngạc nhìn Văn Cẩn Ngôn. Tôi làm việc ở đây. Văn Cẩn Ngôn cười nói. Ồ. Tuy hai người đã lâu không gặp, nhưng hai ngày nay Lục Kiều Vi vẽ bản thảo nên đầu óc vẫn có thể nhớ đến thân thể của Văn Cẩn Ngôn, làm tầm mắt của nàng vô thức nhìn vào chỗ không nên nhìn. Hôm nay Văn Cẩn Ngôn ăn mặc trang trọng hơn lần trước rất nhiều, mặc một bộ tây trang đen ôm eo, cài cúc đến tận trên, mái tóc ngắn ngang vai buông xuống, vuốt ra sau, nhìn nghiêm túc lại đứng đắn. Lục Kiều Vi đã nhìn thấy cô mặc chiếc váy hai dây gợi cảm, chỉ cảm thấy người này giả đứng đắn, bên trong lại lẳng lơ. Bên trong không phải nội y gợi cảm, mà chỉ là nội y màu đen. Nàng nhìn kỹ hơn, thấy đường cổ áo lộ ra viền ren màu trắng. Hừ, thật lẳng lơ. Lục Kiều Vi nghĩ cái gì thì nói cái đó, nhìn là biết không phải công việc đúng đắn. À, Văn Cẩn Ngôn cười khẽ một tiếng, thâm ý nói, đúng vậy, tôi tới đây làm kim chức. Lục Kiều Vi cau mày nói, đừng có dùng từ tùy tiện như vậy. Văn Cẩn Ngôn đột nhiên tới gần, một khuôn mặt phóng đại xuất hiện ngay trước mặt Lục Kiều Vi, quá chói mắt, giống như viên kim cương. Cô cười nói, Lục tiểu thư, sao em vừa nói chuyện lại vừa trần trụi nhìn tôi như vậy? Nhìn thì nhìn thôi, còn có thể trả lại cho cô sao? Lục Kiều Vi có chút chột dạ quay đầu đi, nhưng Văn Cẩn Ngôn lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng nói, tôi cũng không ngại em cho tôi xem lại đâu. Tưởng bở. Vừa nói xong, Lục Kiều Vi liền cảm giác được người trong đại sảnh đều đang nhìn mình. Thật không được tự nhiên. Lục Kiều Vi cúi đầu gửi tin nhắn cho Riêu, muốn sớm rời khỏi đây. Trong nháy mắt, nàng nghe thấy một âm thanh thông báo. Lục Kiều Vi kiểm tra email nhưng không nhận được hồi âm, mà Văn Cẩn Ngôn bên cạnh đang xem điện thoại, giao diện còn ở trang email. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Kiều Vi hỏi, cô đang làm gì vậy? Đối tác của tôi gửi tin nhắn cho tôi. Đối tác? Còn không phải là tình nhân sao? Mắc gì nói như chuyện thương nghiệp vậy? Lục Kiều Vi ừ một tiếng, gõ chữ cạch cạch cạch, rất khoe khoang, lại ra vẻ vân đạm phong khinh nói, tôi cũng đang gửi tin nhắn cho đối tác, là giám đốc điều hành của DMD, Riêu tiểu thư là sếp của cô phải không? Đúng vậy. Văn Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói. Lục Kiều Vi có chút không vui, nàng đang nghiêm túc khoe khoang,
nhưng người này lại có thái độ như vậy, cô có biết Riêu lợi hại thế nào không? Ánh mắt của nàng liếc nhìn một vòng trên người Văn Cẩn Ngôn, nếu cô nỗ lực bằng một nửa của người ta, cũng sẽ không đến mức thành cái dạng hiện tại. Em đang quan tâm tôi sao? Quên đi, tại sao nàng phải quan tâm đến Tiểu Tam? Công việc của người ta rất rộng rãi, không cần nàng phải nhọc lòng. Có thư mới đến. Riêu, phòng họp ở tầng 7, lên đi, Lục Kiều Vi, được, tôi rất chờ mong được gặp ngài, Riêu trả lời một mặt cười. Vừa lúc thang máy đi xuống, Lục Kiều Vi cầm máy tính đi vào. Lúc cửa sắp đóng lại, chân dài của Văn Cẩn Ngôn đi vào, Văn Cẩn Ngôn nói, tôi về văn phòng. Lục Kiều Vi lãnh đạm ừ một tiếng. Văn Cẩn Ngôn đi đến trước mặt nàng, đồng thời mang theo một mùi hương nước hoa đặc biệt, nhẹ nhàng thanh khiết, giống như mùi bạc hà, lại giống như mùi tiêu xanh, rất kích thích người. 5-6 người từ bên ngoài đồng loạt đi vào, ép 2 người vào trong, Lục Kiều Vi buộc phải thu tay chân, co ro ở trong góc. Xem ra Bình Phong Tiểu Tam này rất kém cỏi, mọi người đều không muốn đến gần cô, rất ghét bỏ cô. Lục Kiều Vi lùi về sau một bước, không biết mình đã giẫm phải chân ai, vội vàng lùi lại, thân thể bỗng nhiên loạn choạng ngã về phía sau, may mà có Văn Cẩn Ngôn đỡ nàng một phen, không làm nàng va vào tường. Hai người rất gần, mặt sắp dán lên nhau. Mùi nước hoa nhàn nhạt trở nên nồng đậm. Tránh xa tôi một chút, chúng ta không quen biết nhau. Lục Kiều Vi cau mày nói, nhưng thân thể nàng rất nóng, đặc biệt là môi vẫn rất ngứa. Nữ nhân này xịt nước hoa gì, sao lại giống như xịt xuân dược vậy? Em thật lạnh nhạt nha, tôi có chút thương tâm. Giọng nói của Văn Cẩn Ngôn trầm thấp, tựa như đang thì thầm, cọ vào tai nàng. Lục Kiều Vi không giấu vết mà lùi lại, giữ khoảng cách với cô, còn muốn khoe khoang, yên tâm, tôi không có hứng thú với cô, tôi sẽ không kể chuyện của cô ra ngoài đâu. Lại lạnh giọng bổ sung một câu, đừng làm phiền tôi. Văn Cẩn Ngôn cười nói, có phải em hiểu lầm tôi cái gì không? Lục Kiều Vi hạ giọng nói, cô không phải là streamer khiêu dâm sao? Có cái gì mà hiểu lầm? Không phải cô đến đây là vì mấy cái đó sao? Nghĩ đến chuyện bị chiếm tiện nghi ngày đó, Lục Kiều Vi càng tức giận, lời nói có chút ác ý, tuổi còn trẻ có không có gì tốt để làm sao? May mà thang máy đã dừng lại, người phía trước vừa đi ra, Lục Kiều Vi đã dùng tay đẩy cô ra, thẳng thân cầm máy tính sải bước ra ngoài. Văn Cẩn Ngôn ở phía sau nàng nhẹ nhàng nói, phòng họp ở bên phải, rẽ vào ngã tư phía trước. Lục Kiều Vi không nghe lời cô, đi thẳng một đường, mấy phút sau, nàng gặp phải ngõ cụt, thiếu chút nữa đã đến trễ. Phòng họp chật kín người, trong lòng Lục Kiều Vi rất áy náy, nàng nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn đứng ở ngoài cửa cười như không cười, giống như hồ ly tinh xuống núi dụ dỗ tiểu thư sinh. Lục Kiều Vi cầm máy tính lên đài, giới thiệu bản thân. Trong buổi diễn thuyết hôm nay, nàng đặc biệt mặc một chiếc váy màu đỏ ngắn đến đầu gối, vai trần, xương quai xanh hơi nhô ra, đeo một chiếc vòng cổ màu bạc rất bắt mắt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, hiệu quả rất lớn. Giám đốc ở gần nàng cười nói, thiết kế Lục, xin chờ một lát, giám đốc điều hành của chúng tôi vẫn chưa đến. Vừa nói xong thì cửa bị đẩy ra, nữ nhân vốn đứng ở cửa tiếp khách khoan thai tới muộn, đơn giản nhìn người trên đài một cái. Lục Kiều Vi dừng ngón tay đang cầm bút laser. Mẹ nó, nhất định là nàng bị mù rồi. Nếu không thì sao nàng có thể nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn ngồi ở vị trí chủ thượng, đối diện với nàng. Mấy người bên cạnh đều đứng lên, cung kính mà gọi một tiếng Văn Tổng. Văn Tổng, Văn Tổng. Đây là vừa làm streamer khiêu dâm, vừa kiêm chức đảm nhiệm giám đốc điều hành sao? Lục Kiều Vi điên cuồng hỗn độn dưới ánh đèn. Văn Cẩn Ngôn ngước mắt lên, lông mày hẹp dài nhướng lên, môi đỏ mọng hơi mím lại. Nàng có một loại cảm giác bị đùa giỡn, lại có cảm giác nóng rát ập đến. Cực kỳ giống hồ ly tinh tu luyện ngàn năm. Cô cong môi cười nói, thiết kế Lục, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp cô. Chương 6, Lục Kiều Vi nửa giờ trước khoa trương tự tin bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ nhục nhã bấy nhiêu, muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào. Môi mấp máy nhưng không nói nên lời, vẫn là Văn Cẩn Ngôn chủ động kéo nàng lại. Lanh lẽo, Lục Kiều Vi cảm thấy mình có khả năng xong đời. Lục Kiều Vi kết hợp bề mặt cắt của viên kim cương và màu sắc của viên kim cương để giải thích, viên kim cương màu hồng này đã được gia chứng nhận, cấp VVS, chúng ta có thể thiết kế thành hình cánh hoa bằng cách kết hợp đường cong bên mặt cắt của nó. Hầu hết kim cương của DMD đều khó tìm, bất kỳ viên kim cương nào cũng không hề rẻ, mỗi viên kim cương đều vượt quá 7 con số. Các tác phẩm của DMD thường được đưa ra đấu giá để phí thương phú bà săn lùng. Đối với viên kim cương xanh chói 6,1 carat này, tuy bề ngoài có tì vết nhưng không kiến nghị cắt thành những viên kim cương vụn, có thể thiết kế như một giọt nước. Cho nên sánh với đại dương sâu thẳm, sự không chắc chắn của nước có thể cải thiện sự hoàn mỹ của nó. Văn Cẩn Ngôn lên tiếng sửa sai, không phải màu xanh lam, mà là màu xanh đậm, fancy deep blue. Cấp độ của kim cương được quy định rất chặt chẽ, không thể sai sót, Lục Kiều Vi đã phạm vài sai lầm thông thường,
một số người phụ trách phía dưới hơi cau mày. Nàng căng da đầu tiếp tục nói. Văn Cẩn Ngôn lại hỏi, thiết kế Lục có thể giải thích thiết kế mặt hoa của chiếc nhẫn không? Tôi thấy mặt bên phải rất cao, có ngụ ý gì sao? Lại tới, nàng biết hồ ly tinh này sẽ không buông tha nàng. Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Lục Kiều Vi đã có chút suy đoán, nếu nàng ăn ngay nói thật là do nâng đùi lên, nhất định Văn Cẩn Ngôn sẽ cười nhạo cô. Lục Kiều Vi lựa chọn một cách an toàn, nói, điểm nổi này tượng trưng cho sống, tượng trưng cho con người sâu sắc vô tận. Tình yêu đến từ nguyên thủy, cũng như một viên kim cương phải mất 10.000 năm mới hình thành. Độc nhất vô nhị. Bạch bạch bạch. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ có Văn Cẩn Ngôn khoanh tay, trong mắt có chút thần sắc nhàn nhạt, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của giám đốc bên cạnh, cô không bị thuyết phục. Hơn 10 phút sau khi Lục Kiều Vi nói xong tất cả các mẫu thiết kế, nàng mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lại, Văn Cẩn Ngôn hơi nghiêng đầu, tựa như đang nghiêm túc nghe giám đốc bên cạnh nói, nhưng thực ra ánh mắt lại đang dừng ở trên mặt của nàng. Nếu Văn Cẩn Ngôn không nói, tất cả mọi người đều không dám gặm, nếu người điều hành không gật đầu, coi như hợp đồng thất bại. Nói xong rồi. Lục Kiều Vi gật đầu, đúng vậy. Hai chữ Văn Tổng thật khó nói, thật sự không thể nói được. Văn Cẩn Ngôn lật xem bản thiết kế, Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua, không phải phần nàng vừa diễn thuyết, Văn Cẩn Ngôn cư nhiên bơ nàng, còn nhận bản thảo của người khác. Chết tiệt, thật làm người tức giận. Tuy nhiên bây giờ người ta không phải là streamer khiêu dâm, cho nên Lục Kiều Vi chỉ có thể khom lưng cúi đầu, hỏi, ngài có hài lòng với bản thiết kế của tôi không? Văn Cẩn Ngôn nghênh đón tầm mắt của nàng, chậm rãi nói, không hài lòng. Nói xong, trực tiếp tan họp. Lần này là Lục Kiều Vi đi theo Văn Cẩn Ngôn, từng bước đi vào thang máy, Văn Cẩn Ngôn nhìn thẳng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Không có nhân viên chen chúc, hai người vẫn đứng rất gần. Không gian chật hẹp tạo cảm giác ngột ngạt. Này thực sự là thang máy tử thần. Lục Kiều Vi cứng đờ mà nghiêng người, nhấn nút tầng hầm. Ngón tay Văn Cẩn Ngôn rung lên, màn hình điện thoại chuyển động, Lục Kiều Vi quay đầu nhìn liền nhìn thấy dòng chữ trên đó. Ai mà mặc quần lót phóng đãng của cô? Không mặc, không có mặc. Tôi không bao giờ mặc quần lót, tôi chỉ thích thả rong. Mặt nàng đỏ bừng, tức giận hỏi, cô xem cái này làm gì? Hửng. Văn Cẩn Ngôn tựa hồ vừa nghe được giọng nói của nàng, nói, thiết kế Lục, trước đây chúng ta có quen biết nhau sao? Lục Kiều Vi. Nàng ổn định tinh thần lại, dù sao cũng sẽ không hợp tác nên nàng bình tĩnh nói luyên thuyên, không quen biết, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau. Văn Cẩn Ngôn hít mắt lại, đôi mắt nâu tràn đầy nghi hoặc, cô trượt ngón tay lên, lại có một tin nhắn khác, chị đây đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi tên Lục Kiều Vi, cô chỉ cần chọn ngày là được, cô lẩm bẩm, không phải viết như vậy sao, Lục Kiều Vi, có sai sao? Tôi tưởng cô là em ấy, còn định đưa hợp đồng cho em ấy, xem ra là hiểu nhầm rồi, thật ngại quá. Đã phiền toái cô hôm nay đến đây một chuyến rồi. Lục Kiều Vi. Nàng hít một hơi thật sâu, mỉm cười, là tôi. Lục Kiều Vi không thích mặc quần lót kia chính là tôi. Sao cô chứng minh được? Văn Cẩn Ngôn nhìn xuống eo của nàng, hỏi. Không gạt cô. Lục Kiều Vi cố nén xấu hổ, hôm nay tôi cũng không mặc quần lót. Văn Cẩn Ngôn, từng. Là ý gì? Là không thể để nàng vén váy lên cho cô ta xem sao? Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí nói không phân biệt được là ái muội, kích thích hay là xấu hổ. Khóe miệng Văn Cẩn Ngôn nhếch lên, đuôi lông mày nhướng lên một chút, Lục Kiều Vi hoài nghi cô là muốn cười nhưng lại phải giữ hình tượng, vẫn nhịn xuống, mẹ nó, cả đời nành chưa bao giờ mất mặt như vậy. May mà cửa thang máy mở ra, Lục Kiều Vi tưởng rằng cuối cùng nàng cũng được giải thoát, không ngờ lòng bàn tay của Văn Cẩn Ngôn đặt lên eo nàng, rất lịch sự mà ấn váy nàng xuống, nói, trời có gió lớn, cẩn thận bị cảm lạnh. Lục Kiều Vi nghiến răng nhịn xuống. Cảm ơn. Vẫn là ở sảnh tầng 1, vừa bước ra, Lục Kiều Vi đã hiểu tại sao trước đó nhân viên không làm việc mà nhìn chằm chằm hai người, bên cạnh nàng là lão đại của toàn công ty, giám đốc điều hành của DMD. Đến gần cửa, Lục Kiều Vi lấy hết dũng khí nói, cô xem khi nào là thời điểm tốt nhất để chúng ta ký hợp đồng, hoặc nếu trong hợp đồng có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể nói chuyện thêm. Nói, vẻ mặt Văn Cẩn Ngôn sẽ đứng đắn hơn một chút, trong đầu Lục Kiều Vi có vô số câu hỏi, đầu óc người này có bệnh sao? Vì sao lại nói mình là streamer khiêu dâm, chẳng lẽ là trong nội tâm có ham muốn phương diện này? Nếu không phải Văn Cẩn Ngôn lừa gạt nàng, nàng sẽ có thái độ như vậy sao? Nghe nói có một số người kiếm đủ tiền, họ sẽ trở nên biến thái. Trên mặt Văn Cẩn Ngôn lộ ra ý cười ôn nhu nhưng lời nói lại tàn nhẫn lạnh lùng, hình như thiết kế Lục còn chưa hiểu đủ ý nghĩa của chiếc nhẫn. Kế tiếp chúng ta còn cần bàn luận, nếu thiết kế Lục bận rộn, có thể đảm nhận các thiết kế khác trước. Không cần, tôi chỉ muốn cô. Hửng. Văn Cẩn Ngôn nhướng mày,
trong mắt hiện lên một loại ánh sáng giống như hứng thú. Lục Kiều Vi kéo khóe miệng cười nói, ý tôi là tôi rất rảnh, ngày mai có thể lại đến, chúng ta có thể lại thảo luận. Bị chỉnh cả một ngày, Lục Kiều Vi cảm thấy mặt mình cười đến cứng đờ, ai mà có thể ngờ streamer ngày xưa kiếm tiền nhờ sắc đẹp, lắc mình liền trở thành giám đốc điều hành DMD. Tiểu thuyết còn không dám viết như vậy à. Nàng véo thật mạnh vào mặt mình, thật đau, đau đến mức tỉnh táo, lại vì đau mà bắt đầu lo lắng sốt ruột, lỡ như Văn Cẩn Ngôn chỉ chơi đùa nàng, căn bản không muốn ký hợp đồng thì phải làm sao bây giờ. Mấy ngày trước, nàng đã hung hăng làm loạn ở công ty, mọi người trong công ty đều biết đại danh Lục Kiều Vi nàng, ngay cả nhân viên bảo vệ canh cổng khi nhìn thấy nàng cũng mỉm cười thân thiện. Nghe nói cả giới thiết kế cũng đồn thổi sự tích của nàng. Vốn dĩ nàng định bắt lấy hợp đồng đến công ty dạo vài vòng, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể xám xịt về nhà, lén lút liếc nhìn nhóm công việc, hy vọng không ai nhớ đến việc nàng đến DMD. Nhưng những đồng nghiệp đó đều muốn nịnh bợ nàng nên lần lượt tét nàng trong nhóm, thổi từng cái cầu vồng. Có thể nghĩ, nếu nàng không thể bắt được hợp đồng DMD thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Lục Kiều Vi đứng ngồi không yên, cơ thể như bị kim đâm. Trong lúc nghỉ ngơi vào ban đêm, Khúc Thanh Trúc gọi điện để hỏi thăm tình hình của nàng. Nàng do dự dự ấp úng nói ra chuyện xảy ra hôm nay. Giọng nói của Khúc Thanh Trúc gần như chọc thủng màng nhĩ của nàng, cái gì? Tiểu Tam của DMD, Phi, giám đốc điều hành của DMD là Tiểu Tam. Lục Kiều Vi ừ một tiếng, cả người như bị phế. Khúc Thanh Trúc cảm nhận được thống khổ của nàng, lại không thể tin mà lẩm bẩm, cô ta giàu như vậy, hẳn là không phải vì tiền mà là vì tình yêu đích thực. Cậu nói xem mình nên làm gì bây giờ? Ngày mai mình đến gặp cô ta nói thế nào đây? Chắc chắn lúc sáng cô ta đã biết là mình còn cố tình tra tấn mình, cậu không biết hai ngày nay cô ta vẫn luôn yêu cầu mình sửa bản phác thảo nhiều thế nào đâu. Bản phác thảo gì? Bảo phác thảo thiết kế. Lục Kiều Vi thật sự không nói được là nàng và Văn Cẩn Ngôn ở trên giường. Nhưng Khúc Thanh Trúc lại tự mình suy nghĩ, có phải cậu đã đánh nhau với cô ta không? Mình nhớ cậu đã đánh cô ta đến chảy nước mắt. Nghĩ lại chuyện cũ mà khiếp sợ. Lục Kiều Vi vò vò tóc, cậu nói mình phải làm sao bây giờ? Chuyện đã đến nước này, Khúc Thanh Trúc nói, hay là cậu để cô ấy đánh một trận đi? Này sao có thể? Cho dù Lục Kiều Vi có chết cũng không bao giờ lên giường với Văn Cẩn Ngôn. Lần trước Văn Cẩn Ngôn tùy ý hôn, thế giới trong mộng của nàng liền thay đổi nghiêng trời lệch đất, này còn phải làm một lần nữa sao? Khúc Thanh Trúc thở dài, hay là để mình đi chùa xem, nơi này có linh ẩn tự, ngày mai mình lên núi. Đi linh ẩn tự? Đến nỗi xuất gia sao? Mình không sợ cô ta. Cùng lắm thì mình từ chức. Không phải. Khúc Thanh Trúc nghiêm túc nói, Minh xin cho cậu một cái bùa, để hồ ly tinh không thể đến gần cậu, bảo vệ dương khí của cậu, thay đổi khí vận. Lục Kiều Vi rất muốn nói một câu, cậu yên tâm, lần trước đã bị cô ta hút khô, bất kể là dương khí hay âm khí, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Khúc Thanh Trúc lại khích lệ nàng, cậu nhịn thêm 2 ngày nữa, đến khi mình trở về thì có lẽ chuyện này sẽ xoay chuyển được. Hơn nữa, 3-4 ngày nữa mới giao bản thảo. Đến lúc đó không quan tâm đối tác có phải là hồ ly tinh hay không cũng không sao, cứ đi đánh nhau với cô ta một trận. Lục Kiều Vi thật sự không muốn nghe đến 2 chữ đánh nhau, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, mình sẽ cố gắng. Cậu cứ coi mình là một tiểu ni cô xuống núi, chưa khai thiên nhãn không biết người ta là hồ ly tinh. Được rồi, cậu đừng nói năng bừa bãi nữa. Từ xưa đến nay, làm gì có hồ ly tinh nào không thể hút dương khí. Nửa đêm, Lục Kiều Vi nằm trên giường tự thôi miên chính mình. Vẫn không ngủ được, nàng đứng dậy tra cứu các tài liệu quảng cáo trước đây của DMD, đọc thuộc lòng hàng chục điều rắm cầu vồng, luôn có một cái có thể sử dụng được. Hừng đông ngày hôm sau, Lục Kiều Vi trang điểm, gửi tin nhắn cho Văn Cẩn Ngôn. Khoảnh khắc nàng đi vào khung trò chuyện, nàng gần như ngất xỉu. Mấy tin nhắn mà Văn Cẩn Ngôn cho nàng xem ngày hôm qua đều ổn, nhưng khi nàng lướt qua, đều là nàng mắng Văn Cẩn Ngôn, chẳng hạn như hồ ly tinh, lẳng lơ, không biết xấu hổ vân vân mây mây. Khi đó nàng coi Văn Cẩn Ngôn như streamer khiêu dâm, cái gì cũng đều có thể mắng. Đột nhiên, thông báo WeChat vang lên. Văn Cẩn Ngôn chia sẻ, nhiệt độ 32 độ C, nắng chuyển sang mưa nhẹ, hai mắt Lục Kiều Vi sáng lên, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, chưa kịp gõ ra dòng chữ tôi sẽ nhớ mang ô thì bên kia lại gửi đến một tin nhắn khác. Nàng đặt điện thoại xuống, cầu nguyện Phật tổ phù hộ. Sau đó, súc miệng, thay quần áo, trả lời tin nhắn trên đường ra ngoài. Cảm ơn Văn Tổng đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ mặc quần lót, lời nói của Khúc Thanh Trúc đêm qua luôn vang lên trong tai nàng như âm thanh ma thuật. Nàng cắn răng trả lời lại. Riêu tiểu thư, ngài thật chu đáo, sao trên đời này lại có người chu đáo như vậy? Tôi suýt nữa đã quên mặc quần lót, cảm ơn ngài, Riêu tiểu thư, lời nhắc nhở đem theo ô của ngài là tốt nhất.
Chỉ với một cú nhấn liền có thể che mưa cho toàn bộ thành phố. Thành phố này đang chờ mưa, tôi thì đang cầm hợp đồng chờ ngài. Triêu tiểu thư, hôm nay tôi cũng rất mong được gặp ngài. Văn Cẩn Ngôn, tôi là ai? Kêu tên của tôi đi. Văn Cẩn Ngôn, tên tiếng Trung. Bạn đang nghe truyện từ CL Radio, Thiên đường bách hợp tiểu thuyết. Chương 7, Lục Kiều Vi là cố ý không gọi tên cô. Văn Cẩn Ngôn giống như tiểu tam hồ ly tinh phá hỏng hôn nhân của nàng, còn đưa nàng lên giường, ba chữ này ngăn cách một biển máu thâm thù, nàng không thể cúi đầu. Nhưng khi gọi là Riêu thì mọi chuyện lại khác, nàng có thể tự trấn an mình khi nghĩ rằng người nàng sắp gặp chính là giám đốc điều hành của DMD, đối tác tương lai của nàng. Lục Kiều Vi giả vờ như không phát hiện, không gọi. 9 giờ sáng, trụ sở DMD. Lục Kiều Vi đang ngồi trên sofa chờ, một chiếc Maybach màu đen đậu trước cửa, ánh đèn chiếu vào đầu xe, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong lòng nàng đang tự hỏi ai hoành tráng đến thế. Thư ký đứng ở cửa đi tới mở cửa xe, Văn Cẩn Ngôn hơi cúi người bước ra khỏi xe, mặc một bộ tây trang sọc trắng, giày cao gót tinh tế dẫm lên nền đỏ, nhân viên xung quanh đều sôi nổi chào hỏi cô, người trong đại sảnh lần lượt nói, Văn Tổng. Văn Cẩn Ngôn hơi nhướng mi, vẻ mặt nhàn nhạt, cho đến khi đi đến giữa đại sảnh, quay đầu lại liền nhìn thấy Lục Kiều Vi đang ở trong góc như một con chim cút. Cô cong môi, đáy mắt mang ý cười, thiết kế Lục đã tới rồi. Biết trước đã đến sau một chút rồi, Lục Kiều Vi im lặng, thực sự không muốn nói chuyện với cô. Lên lầu nói chuyện. Lục Kiều Vi ôm máy tính đi theo cô, dọc đường đi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, tâm tình Lục Kiều Vi rất phức tạp, nhưng vẫn im lặng đứng thẳng thân. Nàng là người từ dưới chót phấn đấu đi lên, một thân bốc đồng, thường sẽ hâm mộ những người trời sinh đã đứng trên đỉnh cao, tất nhiên nàng cũng khao khát đứng trên đỉnh cao. Một ngày nào đó nàng cũng sẽ như vậy. Lục Kiều Vi tràn đầy tinh thần chiến đấu, ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Văn Cẩn Ngôn trực tiếp đưa nàng đến văn phòng. Văn phòng rất rộng, không biết rộng bao nhiêu mét vuông, nhìn bề ngoài thì lớn hơn căn hộ rộng 120 mét vuông mà nàng đã trả trước hơn rất nhiều. Lại nói, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy văn phòng tổng tài, nàng chột dạ, đồng thời tự an ủi mình, nghĩ người điều hành cũng làm việc cho tổng bộ, mọi người đều là làm công, không phân biệt cao hay thấp. Khi mở máy tính ra, vẫn là bản vẽ thiết kế kia, nàng phóng to bản phác thảo lên, nói, như ngài thấy, trong bản phác thảo là hai cơ thể đan xen, tượng trưng cho khát vọng của tình yêu. Hai cơ thể đan xen là tình yêu lưu luyến, kiểu dáng được dùng chính là nửa ôm ấp. Nàng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn giống như một con hổ đang cười, biểu tình nhiều nhất đối với nàng đều là cười, lần đầu cười là khi Lục Kiều Vi bị ăn mệt ở trên giường, lần thứ hai cười là khi Lục Kiều Vi chịu thiệt ở công ty. Xem ra lần này cũng chịu thiệt ở văn phòng. Quả nhiên Văn Cẩn Ngôn không nghe tới đoạn cuối. Thiết kế Lục, công ty chúng tôi có phòng kế hoạch và phòng tuyên truyền. Điều tôi hỏi không phải là khẩu hiệu, mà là nơi này. Đầu ngón tay của Văn Cẩn Ngôn lướt qua màn hình, sau đó dừng ở chỗ nhô lên một chút, nơi này có ý nghĩa gì? Cô chắp tay nói, điều khiến người ta ấn tượng không phải là ngôn từ hoa mỹ, mà là cảm hứng sáng tạo của thiết kế sư, đó vốn là ngôn ngữ đơn giản nhất, tôi nghĩ em hiểu về vấn đề này nhiều hơn tôi mới phải. Lục Kiều Vi không có gì để nói. Quá hiểm ác. Nàng không phải là copywriter chuyên nghiệp, cho nên chỉ cần hài lòng với thiết kế là được. Văn Cẩn Ngôn cười nói, thiết kế Lục, sự phát triển của DMD cho đến nay không phải chỉ dựa trên thiết kế mà thôi, mỗi một viên kim cương đều có giá trị của nó, chúng là sự sống đầu tiên, là giá trị nghệ thuật. Em có bao giờ nghĩ vài năm sau, mười mấy năm sau, chiếc nhẫn này lại được nhắc đến, ca ngợi thiết kế của em là đỉnh cao, khi đó người ta sẽ giới thiệu nó như thế nào? Người ta sẽ thưởng thức cấu trúc thiết kế của em, hay là kinh ngạc cảm thán thời điểm nó ra đời, hay là nguồn cảm hứng chân thành nhất cùng ý tưởng độc đáo nhất? Hửng! Rất có đạo lý, Lục Kiều Vi bội phục. Yêu cầu của DMD luôn khắt khe như vậy, nếu không nó sẽ không trở thành thương hiệu xa xỉ số một thế giới, làm những người giàu có phát cuồng vì nó. Nàng vô thức hạ giọng nói, vậy kiến nghị của ngài là gì? Kiến nghị của tôi là, nếu thiết kế Lục thật sự không nghĩ ra được, có thể thiết kế lại, tôi không vội. Văn Cẩn Ngôn nhẹ nhàng nói. Lời nói rơi vào tai Lục Kiều Vi lại trở nên rất tàn nhẫn. Trong một giây, Lục Kiều Vi cảm thấy chính mình đã ngộ ra, nhưng lúc này lại bị tạt một gáo nước lạnh. Thiết kế lại. Trước đó nàng đã phải sửa một chi tiết hơn 50 lần, suýt chút nữa đã đột quỵ mà chết, nếu làm lại lần nữa, nàng sẽ còn mạng hay không chứ đừng nói là gặp được người như Văn Cẩn Ngôn, cảm hứng dễ có lắm sao. Không có gì ngạc nhiên khi bị người phụ trách DMD khắc nghiệt bắt bẻ. Khi đó đầu óc nàng có vấn đề mới cảm thấy đối phương khắc nghiệt bắt bẻ đều là ôn nhu chí mạng. Vậy ý kiến của thiết kế Lục thế nào? Lục Kiều Vi duy trì nụ cười nói, vậy ngài thích thiết kế như thế nào? Văn Cẩn Ngôn nói, đẹp là được. Không phải chỉ vẽ lại thôi sao, ai sợ ai?
Lục Kiều Vi cũng không rời đi, ngồi trong văn phòng bắt đầu vẽ bản phác thảo mới. Phải mất một thời gian mới vẽ xong bản phác thảo, nghẹn một cục tức, Lục Kiều Vi vẽ xong, sau đó đặt bản phác thảo trước mặt Văn Cẩn Ngôn, ngài hài lòng cái này không? Ừm, bên trái kém một chút. Chút nữa sửa lại, giống như bản đầu tiên. So sánh thì bản đầu tiên làm người ta đáng nhớ hơn. Bản đầu tiên. Lục Kiều Vi liên tục vẽ bản phác thảo đầu tiên 10 lần đều bị Văn Cẩn Ngôn phủ định còn lấy bản phác thảo đầu tiên ra so sánh. Nàng đưa bản phác thảo đầu tiên lên màn hình, Văn Cẩn Ngôn gật đầu, rất hài lòng nói, đúng là loại cảm giác này, không tệ. Cô bị mù à? Nó chính là bản phác thảo đầu tiên đấy. Con mẹ nó. Không sửa nữa. Lục Kiều Vi bật máy tính, bắt đầu chơi đánh địa chủ, sau hai ván đấu, cây đậu đã thua một nửa. Lục Kiều Vi tức giận muốn rút lui, nhưng bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Văn Cẩn Ngôn, thiết kế Lục đang đánh địa chủ sao? Lục Kiều Vi giật mình, mặt không đỏ tim không đập nói, ừm, vẽ mệt rồi, điều chỉnh một chút, lát nữa vẽ tiếp. Tôi thấy khá thú vị, em chơi thêm một ván đi. Không được, tôi có cảm hứng rồi. Lục Kiều Vi bình tĩnh rời khỏi trò chơi, nghe Văn Cẩn Ngôn bên tai thở dài. Trong lòng Lục Kiều Vi cảnh cáo chính mình không được phạm sai lầm, để Văn Cẩn Ngôn bắt được nhược điểm. Nhưng không có cảm hứng, thật nhàm chán. Vì thế lại mở trò chơi. Quá sa đọa, quá sa đọa. Ngày qua ngày nàng đến DMD nhiều hơn đi làm, ngày nào cũng đúng 7 giờ sáng bắt tàu xuất phát, vào văn phòng cùng một nhóm thư ký, sau đó ngồi ở văn phòng của Văn Cẩn Ngôn phát ngốc một hồi lại vẽ, vẽ không ra thì chơi game. Văn Cẩn Ngôn rất an tĩnh, ngoài sửa văn kiện còn đọc sách, Lục Kiều Vi ngồi trên sofa nghiến răng nghiến lợi, xong lại bắt đầu chơi game, Văn Cẩn Ngôn đứng bên giá sách, liếc nhìn nàng rồi nhẹ nhàng lật sách. Lục Kiều Vi rất hâm mộ, công việc của người điều hành chỉ đơn giản như mua nước tương. Chỉ là không đoán được Văn Cẩn Ngôn có ý gì, mỗi ngày đều đến văn phòng, cũng không ngại bị nàng làm phiền, mang đồ ăn thức uống ngon đến cho nàng, tựa như cùng Văn Cẩn Ngôn đi làm. Lục Kiều Vi đột nhiên nhớ đến ý chí chiến đấu cao độ của nàng ngày vào DMD, nàng cảm thấy mình không nên, quyết định làm việc chăm chỉ một phen, cho dù không có DMD nàng vẫn sẽ ăn hai cái thiết kế nhỏ để nuôi dưỡng dạ dày. Sau đó nàng trở về công ty, đi vào thì được đồng nghiệp trong văn phòng ân cần hỏi han, hư tình giả ý làm nàng phát ốm. Điểm chết người nhất chính là hợp đồng DMD đều không rời khỏi miệng bọn họ. Trịnh Tâm Ngữ cũng làm bộ làm tịch rót cho nàng một ly cà phê, thiết kế của DMD không dễ sửa, nhìn cô ngày nào cũng chạy tới đó, vất vả rồi. Bất quá đã mấy ngày rồi sao vẫn chưa thấy cô bắt được hợp đồng. Lục Kiều Vi mơ hồ, nhưng khí thế cũng không thấp, cô cho rằng thiết kế của DMD dễ làm như vậy sao? Mọi người lại thổi rắm cầu vồng về nàng, tai của Lục Kiều Vi đã tê rần, thay vì bị một đám người chán ghét, thà đến gặp Văn Cẩn Ngôn còn hơn. Tuy Văn Cẩn Ngôn sẽ trào phúng nàng, nhưng cô sẽ im lặng, tai nàng cũng được thanh tịnh. Buổi chiều, Lục Kiều Vi thu dọn đồ đạc, lại ôm máy tính đi sa đọa. Một đồng nghiệp nhỏ giọng nói, tôi nghĩ người phụ trách DMD đang chơi cô ta, lâu như vậy còn chưa ký, có lẽ thiết kế đã sớm thất bại rồi. Không phải đối tác đều như vậy sao? Ngoài miệng cái gì cũng nói tùy, chờ đến lúc giao bản phác thảo thì nói ở đây không được, ở kia cũng không được. Cuối cùng lại không ký hợp đồng. Chờ đến khi không chịu nổi nữa thì hợp đồng cũng thất bại. Đúng vậy, nếu hợp đồng chưa được ký thì cái gì cũng có thể xảy ra. Trịnh Tâm Ngữ trầm tư nhìn nàng rời đi. Đúng vậy, chỉ cần hợp đồng chưa được ký thì cái gì cũng đều có thể xảy ra. Khi đến DMD, tiểu tỷ tỷ thư ký nhiệt tình chào hỏi Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi không khỏi cảm thán, chết tiệt, nếu nàng đến DMD làm việc trong bầu không khí này thì tốt quá, nàng nhất định sẽ làm giám đốc điều hành. Lục Kiều Vi ôm máy tính đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Văn Cẩn Ngôn không có ở đó nên nàng lén mở game chơi, vừa chơi địa chủ vừa tự mắng mình. Ngày mai rồi hẳn vẽ. Sau đó chơi game. Đánh. Tốt nhất là nên thả bom trước. Lục Kiều Vi thả bom, cuối cùng mất đi một hạt đậu. Không biết chơi thì đừng ra lệnh cho tôi, ngày mai chơi cái gì. Nàng bất mãn nói, do dự có nên mua đậu hay không, vừa mới quyết tâm trả tiền. Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói, không cần mua, ngày mai em không cần tới đây, tôi có việc rồi. Bất tri bất giác nàng đã tới đây được mấy ngày, nàng cầm chuột thao tác, vậy cô nên hài lòng với bản thiết kế của tôi đi, nếu không, có thời gian tôi sẽ xem. Lời nói ngắn gọn, mang lại cho nàng chút hy vọng, nhưng không cho nàng câu trả lời, Văn Cẩn Ngôn thu dọn đồ đặt tan làm. Lục Kiều Vi đóng máy tính lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, hừ, hôm nay cô phớt lờ tôi, ngày mai tôi sẽ. Thiết kế Lục, kỳ thực tôi rất hài lòng với thiết kế của em. Không biết Văn Cẩn Ngôn đi theo nàng từ khi nào. Mùi nước hoa nồng đậm xộc vào mũi nàng, hương thơm tinh tế. Lục Kiều Vi xoa xoa mũi, tránh xa Văn Cẩn Ngôn, chắc chắn nữ nhân này vừa mới xịt nước hoa,
là chuẩn bị làm tiểu mèo hoang đi đêm sao? Làm gì mà kích thích như vậy? Văn Cẩn Ngôn ấn số tầng, hỏi, Thiết Kế Lục vừa nói gì? Hình như tôi không nghe rõ. Lục Kiều Vi mặt vô biểu tình bổ sung nửa câu cuối, nói, hôm nay cô không để ý tới tôi, ngày mai tôi sẽ tới tìm cô. Đến tầng 1. Văn Cẩn Ngôn mím môi đỏ mọng, nhìn chiếc Maybach đậu trước cửa công ty, em ở đâu, tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về. Ngày mai, ngày kia gặp lại. Lục Kiều Vi cười, qua hôm nay không bao giờ gặp lại. Tối hôm nay Khúc Thanh Trúc sẽ trở về, Khúc Thanh Trúc quay lại công ty thì nàng sẽ không phải nghẹn khuất như vậy, Khúc Thanh Trúc sẽ sắp xếp công việc khác cho nàng sẽ không phải quay lại đây nữa. Rời khỏi đi em đi, bắt taxi ra sân bay. Mặc dù Khúc Thanh Trúc ngoại tàu qua điện thoại nhưng ngoài đời cô khá xinh đẹp, mặt mày sắc bén, ít nói nhưng hành động như lãnh thủ trưởng, khi mở miệng cũng không biết từ bệnh viện tâm thần nào chạy ra. Cô nhanh chóng nhấc chiếc vali lớn lên, khi nhìn thấy Lục Kiều Vi, cô liền đeo một chuỗi Phật châu vào cổ tay nàng. Mình đã tìm được 18 cao tăng đắc đạo khai quang cái này, nhất định sẽ chữa khỏi đại hạn này của cậu. Từ giờ trở đi sẽ không còn yêu ma quỷ quái nào có thể xâm nhập vào cơ thể cậu. Lục Kiều Vi vốn là một người vô thần, từ khi gặp Văn Cẩn Ngôn, mọi chuyện trở nên không thuận, nàng bắt đầu tin vào sự tồn tại của hồ ly tinh. Nàng chắp tay niệm, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nhận lấy chiếc vali từ tay Khúc Thanh Trúc, Lục Kiều Vi hỏi, cậu về nghỉ ngơi hay là mình đưa cậu đi ăn cơm? Ăn cơm đi, đồ ăn trên máy bay khó ăn, đồ ăn ở Yến Sơn toàn thêm đường, miệng mình nhạt quá, chúng ta đi ăn cái gì kích thích vị giác đi. Lục Kiều Vi ừ một tiếng. Khúc Thanh Trúc vỗ vai nàng nói, đừng mặt ủ mày chau như vậy, mình mời cậu ăn cơm, yên tâm đi, mình đã về rồi, phòng thiết kế sẽ không khi dễ cậu được nữa đâu. Đúng vậy. Lục Kiều Vi có được tự tin, đây là lần đầu tiên hai người đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản khá cao cấp gần sân bay, không biết món nào ngon, Lục Kiều Vi xem đánh giá. Khúc Thanh Trúc rất tò mò về Văn Cẩn Ngôn, hai ngày nay Lục Kiều Vi đã oán giận với cô rất nhiều lần, Khúc Thanh Trúc nói, mình chỉ không hiểu, sao Lạc Nhất Ngôn lại có quan hệ với cô ấy, không phải cô ấy vẫn luôn phát triển ở nước ngoài sao? Ai mà biết? Nếu biết Văn Cẩn Ngôn có bối cảnh cường đại như vậy, ngày đó nàng sẽ không giao mình tới cửa, sau này cũng sẽ không hợp tác. Khi đồ ăn được mang lên, Lục Kiều Vi rót một ly rượu trắng trước, nàng nhấp một ngụm, cau mày nói, ngày mai mình được giải thoát rồi, sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Khi đang uống rượu, Khúc Thanh Trúc đột nhiên chạy đến trước cửa phòng, mở một khe hở trên cửa, nói, Vi Vi, cậu đến xem, người đó có phải là Lạc Nhất Ngôn không? Không chờ Lục Kiều Vi đi tới, cô nói thêm, nữ nhân bên cạnh anh ta có phải là Tiểu Tam không? Mẹ nó, cô ấy có đồng tử khác màu, giống như kim cương vậy. Lục Kiều Vi nghe thấy đồng tử khác màu, nhìn thoáng qua, đầu thò ra ngoài, lập tức ngửa đầu ra sau nói, bọn họ ở ngay phòng đối diện. Quan gia ngõ hẹp. Hai bên chỉ cách một lối đi, Lục Kiều Vi nhanh chóng kéo Khúc Thanh Trúc, đóng cửa lại. Lại cảm thấy không đúng, sao nàng lại đóng cửa? Không phải người nên xấu hổ là hồ ly tinh với tên tra nam kia sao? Nàng đột nhiên phản ứng lại, chẳng trách Văn Cẩn Ngôn tan làm xong lại xịt nước hoa, hóa ra là đến sân bay đón Lạc Nhất Ngôn, làm tiểu mèo hoang của hắn. Lạc Nhất Ngôn và Văn Cẩn Ngôn vừa mới tới đây, Văn Cẩn Ngôn cúi đầu xem thực đơn, Lạc Nhất Ngôn đang nói chuyện với phục vụ, mặc tây trang màu xám, tóc có chút lộn xộn. Hắn lau kính rồi nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn bên cạnh, Văn Cẩn Ngôn khẽ gật đầu, hai người nói một câu xong, phục vụ rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Lục Kiều Vi rất khó chịu. Đặc biệt là khi nàng không biết hai người này ở cùng sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng nàng giống như kim đâm. Khúc Thanh Trúc chỉ nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn trong ảnh, cô vươn cổ ra nhìn, Lục Kiều Vi ngăn cô lại. Khúc Thanh Trúc hạ giọng nói, bộ dáng rất có tiêu chuẩn là hồ ly tinh, mình chỉ không hiểu cô ấy có tiền có sắc sao lại yêu thích Lạc Nhất Ngôn. Lục Kiều Vi nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tối sầm. Khúc Thanh Trúc vội vàng cao giọng mắng, Lạc Nhất Ngôn thật sự con mẹ nó không phải thứ gì tốt. Vừa nói yêu cậu vừa lén lút qua lại với hồ ly tinh, quá đê tiện, hai người này là trời sinh một cặp. Nhìn một cái, Lục Kiều Vi kéo cửa lại. Nàng ngồi xếp bằng, đặt tay lên đầu gối, mỉm cười. Khúc Thanh Trúc không dám tới quá gần, khi Lạc Nhất Ngôn ngoại tình, Lục Kiều Vi cũng không có biểu tình như vậy. Khúc Thanh Trúc đi tới rót cho nàng một ly rượu. Lục Kiều Vi uống một ngụm, rượu nồng làm nàng sặc. Nàng ho khan nói, đúng vậy, chẳng trách cô ta nói ngày mai bận, không có thời gian xem bản thiết kế hay ký hợp đồng, hóa ra là ở đây thể hiện tình cảm. Thảo không có thời gian. Khúc Thanh Trúc. Cô nghi hoặc mà chớp chớp mắt, không biết mình có nghe nhầm không, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Kiều Vi mắng, nghĩ tới Văn Cẩn Ngôn nhận thiết kế của người khác, tức giận mắng, mẹ kiếp, nữ nhân này không phải một hai lần, mỗi ngày đi làm không làm việc chính mà cân nhắc đi câu dẫn người.
Rốt cuộc Khúc Thanh Trúc cũng nhận ra là chỗ nào không đúng, hỏi, Vivi, có phải cậu đã quên Lạc Nhất Ngôn là chồng sắp cưới của cậu, còn Văn Cẩn Ngôn là hồ ly tinh, là tiểu tam câu dẫn chồng sắp cưới của cậu rồi hay không? Lục Kiều Vi, chắc là vì hai ngày nay nàng quá sa đọa, muốn có hợp đồng nên mới lộn đầu lộn đuôi. Lục Kiều Vi cắn môi, rót cho mình một ly rượu. Này, đừng uống nhiều quá, ăn đi. Khúc Thanh Trúc gấp cá hồi cho nàng, an ủi nàng, chuyện đã đến nước này, uống nhiều như vậy cũng vô dụng, còn hại dạ dày tổn thương gan, nữ nhân phải yêu bản thân mình, đúng không? Ai nói vô dụng, mình uống say, mình liền đi giết bọn họ. Chương 8, Lục Kiều Vi liên tục uống mấy ly rượu, không ngăn cản được. Cho đến khi ánh mắt nàng mê ly, Khúc Thanh Trúc cầm lấy ly nói, đủ rồi, bây giờ cậu say rồi. Lục Kiều Vi cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, nàng đứng dậy, đi đến cửa mở ra, trùng hợp là cửa đối diện đang khép lại, Văn Cẩn Ngôn đứng ở cửa, ánh mắt quét qua nàng một cái, cánh môi động hai lần, khi Khúc Thanh Trúc ra khỏi phòng, Văn Cẩn Ngôn lại mím môi. Dừng lại. Lục Kiều Vi vội vàng đuổi theo, trong nhà hàng có rất nhiều khách, nàng lung lay mấy lần mới đi ra khỏi lối đi, khi đến chỗ rẽ, Văn Cẩn Ngôn phía trước đột nhiên dừng lại, đầu Lục Kiều Vi va vào lưng cô, nàng kêu một tiếng, cô chạy cái gì? Chột dạ à. Thực ra tôi muốn hỏi thiết kế Lục, hiện tại là thời gian tan làm, thiết kế Lục còn đi theo tôi làm gì? Văn Cẩn Ngôn quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc. Tôi tới Bắc Giang. Lục Kiều Vi kiên định nói, đừng tưởng tôi không biết. Văn Cẩn Ngôn cười nói, thiết kế Lục nói như vậy, giống như tôi trốn em tìm Tiểu Tam vậy. Không đúng, Lục Kiều Vi không có quay đầu lại, nàng là tới để Bắc Giang chồng sắp cưới và Tiểu Tam, nói như thế nào lại giống như nàng tới Bắc Giang Văn Cẩn Ngôn và Tiểu Tam vậy. Nàng dừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mẹ kiếp, nhất định là Văn Cẩn Ngôn cố ý hướng dẫn nàng, hiện tại nàng còn chưa nhìn đến Lạc Nhất Ngôn, nàng Bắc Giang kiểu gì. Văn Cẩn Ngôn giải thích, tôi không quen anh ta. Không quen mà cô ăn cơm với anh ta. Tan làm cô còn xịt nước hoa, đừng tưởng tôi không ngửi được. Lục Kiều Vi kịch liệt phản bác, nếu nàng không bảo tồn chút lý trí cuối cùng, nàng nhất định sẽ túm lấy cổ áo Văn Cẩn Ngôn, để cô ngửi xem mùi nước hoa trên người chính mình nồng như thế nào. Nói đến đây nàng không khỏi hít một hơi thật sâu, trong nhà hàng có chút mùi hỗn tạp, nhưng trên người Văn Cẩn Ngôn vẫn có mùi thơm. Lục Kiều Vi thấp giọng nói, lẳng lơ như vậy còn giả vờ thanh thuần làm gì? Không phải em thích mùi này sao? Văn Cẩn Ngôn nhìn nàng. Đùa à, tôi thích mùi hương này, cô liền xịt nước hoa, tôi đây thích hợp đồng, sao cô không đưa hợp đồng cho tôi? Lục Kiều Vi nhịn không được mà nói lớn tiếng, làm mấy người qua đường đều chú ý tới. Lục Kiều Vi tự giác xấu hổ, hạ giọng nói, cô chính là đang tìm cớ. Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói, không biết là ai đã dùng điện thoại của tôi nhắn tin, làm anh ta cho rằng tôi có ý tứ với anh ta, ngày nào anh ta cũng gửi tin nhắn quấy rầy tôi. Hôm nay tôi vô tình gặp được anh ta vẫn cứ quấn lấy tôi, bây giờ tôi mới bớt thời gian chuẩn bị rời đi. Ha! Lục Kiều Vi cười lạnh, cô thật buồn cười, ai lại nhàm chán đến mức dùng điện thoại của cô để nhắn tin như vậy? Cô ta ăn không ngồi rồi. Vừa nói nàng vừa nghênh đón ánh mắt của Văn Cẩn Ngôn, khoan đã, chẳng lẽ là nàng gửi lần trước? Lục Kiều Vi mím môi. Thật xấu hổ. Thiết kế Lục có biết người này là ai không? Văn Cẩn Ngôn nói thêm, thiết kế Lục thì sao? Vừa rồi tôi nhìn thấy em cùng một nữ nhân đi vào, vừa nói vừa cười, hai người có quan hệ gì? Cô cúi xuống, hô hấp ấm áp vả vào tai Lục Kiều Vi, hửng. Em không muốn giải thích sao? Tai Lục Kiều Vi lập tức đỏ bừng, nàng lùi lại một bước. Không tự tin nói, cậu ấy là bạn của tôi, cô nghĩ cái gì vậy? Chỉ là bạn thôi sao? Tôi thấy em cũng đã thay quần áo, còn mặc váy, ngắn như vậy, còn có thể nhìn thấy đùi. Văn Cẩn Ngôn liếc nhìn chân của nàng, lại nói, thiết kế Lục, mặc lẳng lơ như vậy, còn giả thanh thuần làm gì? Lục Kiều Vi. Mẹ kiếp, tự nhiên bị phản công. Đầu nàng sắp nổ tung vì tức giận, đặc biệt là nàng vừa mới uống rượu, có chút chóng mặt. Văn Cẩn Ngôn thừa thắng xông lên. Càng ngày càng tiến gần, nói lẳng lơ thì thiết kế Lục của chúng ta thực sự rất lẳng lơ, mặt đều đỏ, trên người em cũng rất thơm. Lục Kiều Vi đưa tay ra, bịt chặt miệng cô, câm câm miệng cho tôi. Đây là mùi sữa tắm. Mùi của cơ thể đấy hiểu không? Văn Cẩn Ngôn chớp chớp mắt. Lòng bàn tay của Lục Kiều Vi đột nhiên bị liếm, xúc cảm khiến lòng bàn tay nàng tê dại, nàng quên mất suy nghĩ, mờ mịt mà nhìn người trước mặt. Vài giây sau nụ hôn thứ hai, nàng lập tức lùi lại. Cô muốn làm gì? Nếm thử mùi cơ thể của em. Lục Kiều Vi không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, hồ ly tinh chết tiệt. Đi chết đi. Nàng đưa tay lên lau khắp người, lau xong cảm thấy toàn thân đều có mùi của Văn Cẩn Ngôn,
thuận tay giơ chuỗi Phật châu về phía Văn Cẩn Ngôn rồi nói, cô mau biến thành tro bụi đi. Tuy nhiên, hồ ly tinh không những không biến thành tro bụi mà ngược lại còn nhìn xuống, nắm lấy chuỗi Phật châu đeo vào cổ tay, vật nhỏ như vậy mà muốn thu phục tôi, đạo hạnh quá thấp. 18 cao tăng đắc đạo còn không thể thu phục hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, huống chi là tiểu thư sinh Lục Kiều Vi vừa mới xuống núi. Cô nắm tay Lục Kiều Vi, in dấu môi vào mu bàn tay nàng, cảm ơn món quà của thiết kế Lục, tôi rất thích. Thích cái rắm, Lục Kiều Vi hung hăng đẩy cô ra rồi bỏ chạy. Văn Cẩn Ngôn thật sự có bệnh. Nàng ở cùng Văn Cẩn Ngôn còn có bệnh hơn. Lục Kiều Vi thua hoàn toàn, bị chiếm tiện nghi. Buổi tối khi đi ngủ nàng mơ thấy mình đang ở trong văn phòng của Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn nói với nàng vô số câu sửa bản thiết kế, buộc nàng phải giảng nguồn cảm hứng của mình. Nàng không thể nói rõ, Văn Cẩn Ngôn đẩy nàng lên chiếc bàn gỗ lớn, nắm mắt cá chân của nàng, yêu cầu nàng thực hiện tư thế đúng như bản thiết kế. Lục Kiều Vi xấu hổ đến không nói nên lời, nước mắt rơi xuống. Sau đó, Văn Cẩn Ngôn biến thành một con hồ ly tinh đuôi dài, chiếc đuôi lớn quấn quanh eo nàng, hút lấy dương khí của nàng. Lục Kiều Vi cảm thấy hơi khát nước, nàng thở phì phò, ngực phập phồng kịch liệt, váy dài bị vén đến thắt lưng, ôm cái đuôi to kia tìm nước. A, hồ ly tinh. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, giấc mơ sắp bị đánh vỡ. Lục Kiều Vi cau mày, không muốn rời khỏi giấc mơ, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên cho đến khi nàng tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn lên trần nhà, ai lại đến nửa đêm nửa hôm vậy? Đầu tiên nàng nghĩ tới chính là Văn Cẩn Ngôn không, sao có thể là cô ta được? Lục Kiều Vi đứng dậy nhìn, nhưng nàng không dám mở cửa, nhìn qua mắt mèo. Nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Lạc Nhất Ngôn, đầy mùi rượu, một tay bấm chuông một tay gõ cửa, mồm miệng nói như mê sảng. Vi Vi, anh về rồi, sao em không tìm anh? Không đi gặp anh, nói không ngại mồm sao? Lục Kiều Vi không mở cửa, cố gắng không lên tiếng, mấy ngày nay nàng vẫn giao dịch với Văn Cẩn Ngôn, cho Lạc Nhất Ngôn vào danh sách đen, từ đó không liên lạc nữa, chủ yếu là vì ghê tởm. Không biết Lạc Nhất Ngôn lấy chìa khóa từ đâu, chọc chọc vào ổ khóa, bảo bối, mở cửa đi. Chúng ta nói chuyện nhé, sao em một hai phải chia tay với anh, chúng ta sắp lãnh chứng rồi kia mà. Chúng ta ở bên nhau từ hồi đại học, trải qua bao nhiêu năm cùng bao nhiêu thăng trầm, ba mẹ hai bên đều đồng ý rồi, sao em lại không cần anh? Em nói nơi nào anh không tốt, anh thay đổi có được không? Lục Kiều Vi đang muốn lao ra tát hắn vài cái, nhưng Lạc Nhất Ngôn lại là người cao lớn, có chuyện gì thì chính nàng là người chịu thiệt, nàng quay lại phòng tìm được số điện thoại của nhân viên bảo vệ ở tầng dưới, mấy phút sau, nhân viên bảo vệ đi tới kéo hắn đi. Nàng và Lạc Nhất Ngôn gặp nhau khi học năm 4. Trong mùa tốt nghiệp, nàng và Lạc Nhất Ngôn công khai mối quan hệ, mọi người đều chê cười. Sau khi tốt nghiệp, hai người cũng không chia tay, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Hai năm trước Lục Kiều Vi không làm việc ở Hoa Thị, năm nay nàng chuyển đến Hoa Thị để chuẩn bị kết hôn. Mấy năm nay yêu xa, nàng cho rằng mình đã tìm được một nam nhân tốt. Suy cho cùng, không có nhiều cặp đôi có thể yêu xa. Ai biết Lạc Nhất Ngôn chân trước đính hôn, sau lưng lại đi ngoại tình. Cũng không phải là nam nhân tốt, chỉ là nàng không phát hiện mà thôi. Tiếp tục nháo như vậy cũng không tốt, nàng phải đến gặp Lạc Nhất Ngôn, nói rõ chuyện chia tay, điều quan trọng nhất là lấy lại số tiền đặt cọc. Sau nửa đêm hoàn toàn mất ngủ, Lục Kiều Vi thức đến 6 giờ, thức dậy mua bữa sáng, trên đường đi gặp mấy dân cư, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Nàng cho rằng đó là vì chuyện tối qua nên cũng không quan tâm. Nàng đến DMD đã là 8 giờ sáng, hôm nay Văn Cẩn Ngôn đến rất sớm, cô đang ngồi trước bàn làm việc, hệt như cảnh tượng trong mơ, tay cầm một cuốn sách, nghe thấy động tĩnh, thoáng nâng mắt lên. Giấc mơ và thực tế chồng chéo lên nhau, khiến Lục Kiều Vi khó tiến về phía trước, nàng vô thức nhìn xuống xem Văn Cẩn Ngôn có đuôi hồ ly hay không, tầm nhìn của nàng bị bàn làm việc che khuất, nên nàng lại tập trung ánh mắt vào bàn làm việc. Giấc mơ quá hoang đường, mặt Lục Kiều Vi đỏ bừng, cho đến khi Văn Cẩn Ngôn nghe thấy động tĩnh, hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Văn Cẩn Ngôn cười nói, tối qua ngủ thế nào? Tối qua. Lục Kiều Vi đứng thẳng lưng, không có gì phải sợ hãi, hiện tại nàng cũng không phải đang nằm mơ, sải bước đi tới, tôi tới nói chuyện bản thiết kế. Thiết kế Lục có cảm hứng gì mới sao? Không có. Lục Kiều Vi nghẹn thở, tôi sẽ không sửa. Hửng. Văn Cẩn Ngôn nhướng mày, thiết kế Lục không muốn hợp tác sao? Kỳ thực, cá nhân tôi rất xem trọng tác phẩm của thiết kế Lục. Lục Kiều Vi nghe những lời này, miễn dịch, nói cô cho rằng tôi ngốc à, cô căn bản không muốn hợp tác với tôi nên lãng phí thời gian của tôi buộc tôi sửa, ha ha, tôi chưa từng thấy người nào như cô. Càng nói càng tức giận, nàng bước tới đập tay xuống bàn, tuy lòng bàn tay hơi đau nhưng nàng kiên cường nói, tôi nhịn cô lâu rồi đấy. Văn Cẩn Ngôn không cười nữa, chắp tay lại, tựa như đang suy tính gì đó. Lục Kiều Vi vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn tức giận,
nhưng không ngờ Văn Cẩn Ngôn lại bình tĩnh như vậy, điều này chứng tỏ cô thực sự không quan tâm đến thiết kế của mình. Văn Cẩn Ngôn còn nói thêm một câu, thực ra ở phần hàm nghĩa có chút vấn đề, chỉ cần cái rắm. Lục Kiều Vi cười lạnh, chống một tay lên bàn, nghĩ đến cơn tức giận mấy ngày nay, nàng đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống mắng, cô cho rằng mình biết rõ về thiết kế sao? Tôi mới là thiết kế sư, tôi có cảm hứng thế nào thì vẽ như vậy, chính là từ cái ngày chết tiệt mà cô đến, làm chết hết nguồn cảm hứng của tôi. Tôi nghiêm túc nói chuyện với cô không nghe, một hai phải bắt tôi nói những lời khó nghe như vậy sao? Nữ nhân cô thật là ngu ngốc, cô nghĩ phần chân nhô lên là đang làm gì, đó là khi tôi nhớ tới hôm đó, tôi với cô hài lòng chưa? Văn Cẩn Ngôn đột nhiên phối hợp gật đầu. Chết tiệt, thái độ gì đây? Lục Kiều Vi bị kích động, không sợ gì mà mắng, tôi nói này Văn Cẩn Ngôn, hiện tại là tôi chướng mắt cô, không muốn hợp tác với cô. Cô cầu xin tôi cũng không được đâu. Có thể ký. Ha ha, tôi không ký. Lục Kiều Vi sửng sốt, động tác trên tay cứng đờ, cô vừa nói gì, ký cái gì? Văn Cẩn Ngôn chắp tay nói, lời em vừa nói đã làm tôi cảm động. Cảm động? Mặt Lục Kiều Vi đầy dấu chấm hỏi, nàng nói cái gì làm người rơi nước mắt sao? Nàng bắt người, còn bắt được hợp đồng. Trên đời có chuyện tốt như vậy sao? Nàng không tin. Hiện tại còn muốn dùng trò đùa này dụ dỗ nàng, không có khả năng, nàng đã trưởng thành rồi. Lục Kiều Vi cười lạnh nói, cô cho rằng tôi ngốc sao? Tôi sẽ không lại bị cô đùa bẩn nữa. Văn Cẩn Ngôn nhướng mày, một đôi con ngươi dị sắc lóe lên, cười rất nham hiểm, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Lục Kiều Vi sợ mình choáng váng, định ôm túi máy tính rời đi, đi được hai bước, nàng quay lại chỉ vào cổ tay cô, trả lại vòng tay cho tôi. Không phải trước đó em nói tặng cho tôi sao? Cô tưởng bở à, lần này tôi tuyệt đối sẽ không để cô chiếm tiện nghi. Văn Cẩn Ngôn lắc đầu, nhưng vẫn không chịu đưa, em nói đây là vật gia truyền của nhà em. Sao có thể? Lục Kiều Vi không tin, cho dù có say, nàng vẫn nhớ rõ khúc thanh trúc đưa cho nàng để trừ tà, Văn Cẩn Ngôn đang nói bậy. Hơn nữa, chuyện nàng nhớ rõ nhất là khi Văn Cẩn Ngôn liếm nàng, làm nàng chạy trối chết, sau đó quên lấy chuối Phật Châu lại. Cho dù là bảo vật gia truyền, tôi cũng sẽ không đưa cho cô. Tôi nhất định sẽ đưa cho người tôi thích, cho đối tượng tương lai của tôi. Văn Cẩn Ngôn hít mắt lại, lúc Lục Kiều Vi duỗi tay muốn lấy lại, cô liền nắm lấy tay nàng, ánh mắt tối sầm, kéo nàng lại, khàn giọng hỏi, tại sao? Lục Kiều Vi bị khí tức xâm lấn của cô làm cho căng thẳng, cảnh mộng xuân trong giấc mơ hiện lên trong đầu nàng, nàng vô thức muốn tránh né, bởi vì, tôi là gái thẳng. Nàng còn chưa nói xong, môi hơi ngứa, môi Văn Cẩn Ngôn áp sát môi nàng, lập tức hôn nàng, vừa hôn vừa nói, được, vậy thì đứng thẳng, đừng khom lưng. Để tôi kiểm tra xem rốt cuộc thiết kế Lục có thẳng hay không. Chương 9, nụ hôn bất ngờ không kịp phòng bị, Văn Cẩn Ngôn trực tiếp cắn môi dưới, làm nàng có chút đau đớn, Lục Kiều Vi đưa tay định đẩy ra, nhưng lực của Văn Cẩn Ngôn lại cực kỳ mạnh, dễ dàng nắm lấy tay nàng, đặt ở ngực. Đẩy nơi này. Lục Kiều Vi trợn mắt kinh hãi, nàng muốn rút tay lại nhưng lại bị Văn Cẩn Ngôn đè xuống, hồ ly tinh này quá lẳng lơ, không những dụ hoặc mà còn mềm. Nàng còn chưa sờ qua chính mình như vậy. Môi tôi tê. Không thể theo kịp nhịp thở, Văn Cẩn Ngôn chậm lại, chuyển tới bên tai nàng, cắn nhẹ vành tai nàng, thích không? Lục Kiều Vi mấp máy môi, muốn hung hăng mắng, nhưng sức lực vừa dùng cạn rồi, nàng thở hổn hển. Môi Văn Cẩn Ngôn dời đi, cong không? Ngón tay cô đặt trên eo nàng, nhéo nhéo. Không thể khom lưng. Lục Kiều Vi chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, cố gắng đứng thẳng, quật cường nói, này tính cái gì, người khác hôn thì tôi cũng sẽ khom lưng. Người khác bao gồm nữ nhân sao? Văn Cẩn Ngôn hít mắt, trông rất nguy hiểm, khí lạnh lùa vào trong áo, Lục Kiều Vi cố chịu lạnh, căng da đầu nói, đúng vậy, gái thẳng chúng tôi cũng hôn môi, bạn thân nào mà không hôn môi, không phải chỉ là hôn môi thôi sao? Sao có thể xác định được công hay không công? Không sai, trước kia những bạn học nữ trong lớp của nàng thường hay ôm ấp ấp, hôn môi gì đó cũng rất bình thường, chỉ có người công mới có thể ngượng ngùng xấu hổ. Lục Kiều Vi trừng lại, lúc Văn Cẩn Ngôn không cười, vẻ mặt âm trầm, thực sự rất đáng sợ. Vậy thì, hôn lại lần nữa đi, dù sao cũng đều là nữ nhân. Giọng Văn Cẩn Ngôn hơi khàn khàn, rất dụ hoặc, dù sao vừa rồi em cũng rất hưởng thụ, coi như làm bài kiểm tra xu hướng tính dục miễn phí cũng không lỗ. Lục Kiều Vi, đây là cái logic gì vậy? Miễn phí, cô miễn phí, nhưng tôi không miễn phí. Văn Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, sau đó giãn ra, tự hồ đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nghiêm túc nói, em đang mở dịch vụ có thu phí sao? Định giá đi. Quả nhiên là người làm việc lớn, nói chuyện, buôn bán, rất chuyên nghiệp, Lục Kiều Vi thực sự bội phục cô, suýt chút nữa bị cô thôi miên, sửa miệng nói,
cô nằm mơ, tôi là gái thẳng, không bán. Nàng còn chưa nói xong, môi Văn Cẩn Ngôn lại dán lên, hầu như không cho Lục Kiều Vi kịp phản ứng. So với lần trước, lần này Văn Cẩn Ngôn rất dịu dàng, xoa xoa môi, chống hai tay lên bàn, ngoại trừ môi, hầu như không có bộ phận nào khác chạm vào nàng. Nhưng Lục Kiều Vi căn bản không có đường phản kháng, hai ba lần liền trực tiếp xuyên thủng tấm khiên của nàng, nàng mê mang mà nghĩ, nữ nhân chết tiệt này hôn thật giỏi, chả trách người kia lại yêu thích. Quá sảng khoái, quá kích thích. Ngón tay Văn Cẩn Ngôn sờ vào vạt áo của nàng, Lục Kiều Vi tránh né đụng chạm của cô, miễn cưỡng lấy lại ý thức, cô làm gì vậy? Văn Cẩn Ngôn tự nhiên nói, không phải em nói hôn rất bình thường sao, phía trên không kiểm tra được, kiểm tra phía dưới xem rốt cuộc, nơi đó có phát ra dục vọng hay không? Gì? Lục Kiều Vi sửng sốt, đừng động, eo của tôi. Eo của em làm sao? Văn Cẩn Ngôn híp mắt. Lục Kiều Vi không thể nói là eo nàng mềm nhũn, eo cứng. Văn Cẩn Ngôn nhìn nàng, chậm rãi nhếch môi, lẩm bẩm mấy câu, em thật có cốt khí. Lục Kiều Vi. Nàng có nên nói lời cảm ơn vì câu khích lệ này không? Cũng may lúc này có tiếng gõ cửa, bầu không khí quỷ dị bị phá vỡ, Văn Cẩn Ngôn bất đắc dĩ buông tay ra, tiếc nuối thở dài, vỗ nhẹ vào eo nàng, eo của Lục Kiều Vi liền mềm nhũn ra. Lục Kiều Vi trực tiếp ghé ở trên bàn, tư thế rất xấu hổ, đôi mắt Văn Cẩn Ngôn cũng rất tối, may là không mở cửa, nếu không nàng sẽ xấu hổ chết mất. Nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhấc chân bước ra ngoài, Văn Cẩn Ngôn gọi nàng ở cửa, ký hợp đồng xong rồi đi cũng không muộn. Sau đó, nhìn thư ký một cái, thư ký đưa cho nàng bản hợp đồng in sẵn có đóng dấu và chữ ký của Văn Cẩn Ngôn, chỉ cần Lục Kiều Vi ký vào. Cánh cửa đóng sầm lại, cửa bị Lục Kiều Vi đóng đến rung trời, làm thư ký tỷ tỷ đang định bước vào hoảng sợ. Thư ký cầm sách nhìn về phía Văn Cẩn Ngôn đang mang nụ cười nhàn nhạt, nói, Văn Tổng, hai người lại cãi nhau sao? Không có. Văn Cẩn Ngôn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khẽ cười, chỉ trêu mèo thôi. Mèo trong miệng cô sau khi rời khỏi DMD đã hối hận, quá bốc đồng. Hôm nay nàng đến đây định hù dọa Văn Cẩn Ngôn, thật sự không cần hợp đồng, huống chi là nàng bị Văn Cẩn Ngôn chiếm tiện nghi nhiều như vậy. Càng nghĩ càng bực mình, ít ra mình cũng phải ký hợp đồng mới đi chứ. Nhưng hối hận cũng vô ích. Lục Kiều Vi hít sâu một hơi. Nàng bị hôn quá thảm, trên môi vẫn còn vết cắn, dù có trang điểm thế nào cũng không che được, vừa bước vào công ty đã bị đồng nghiệp chú ý, mọi người tò mò nhìn chằm chằm vào nàng. Gần đây Lạc Nhất Ngôn đi công tác về, mọi người nghe thấy một ít lời đồn thổi. Đều biết quan hệ giữa hai người họ có vấn đề, một đám đều suy đoán ai đã cắn môi nàng. Lục Kiều Vi không có tâm tư đi để ý, trong đầu nàng bị các loại cảm xúc khác nhau lấn át. Thẳng đến Cúc Thanh Trúc mặc một thân đồ đen công sở, lạnh lùng liếc nhìn đám người ăn dưa, nói, các cô rất nhàn nhĩ, hôm nay đừng về, đều ở công ty tăng ca đi. Đám người ríu rít nhanh chóng giải tán. Buổi chiều, Cúc Thanh Trúc họp hội nghị, giày cao gót nhọn, thẳng thân, sắc mặt không chút biểu cảm, sau đó cô nhìn đồng hồ, đếm 3 giây. Khóa cửa nhốt người chưa đến ở bên ngoài, trực tiếp trừ tiền thưởng trong tháng này. Cô có được vị trí hiện tại là dựa vào thủ đoạn sấm rền gió cuốn, rất ít người trong công ty dám đắc tội cô, trưởng phòng La cũng là tự chiến cố gắng loại bỏ cô. Không nghĩ tới, Lục Kiều Vi vẫn ở lại công ty giữ chỗ đứng vững chắc cho cô. Cúc Thanh Trúc chỉnh chết bọn họ, điểm danh mắng, eo của trưởng phòng La đều sắp chạm đất, hèn nhát không dám phản bác một câu, chỉ có thể phụ họa nói Cúc Thanh Trúc mắng đúng. Cuộc họp chỉ kéo dài nửa giờ, không có trọng điểm gì. Chỉ dùng uy đạt được kết quả, mọi người báo cáo công việc của mình. Cúc Thanh Trúc nhìn Trịnh Tâm Ngữ, nói, tôi nghe nói khả năng ngoại giao và làm việc nhóm của cô rất tốt, có phải nên suy xét chuyển đến phòng tuyên truyền không, hay là tháng sau cô thu dọn chuyển qua đó đi. Trịnh Tâm Ngữ mím môi đón nhận trào phúng của Cúc Thanh Trúc, ngón tay lại run rẩy. Phòng tuyên truyền có thể kiếm được bao nhiêu tiền, công việc lại mệt mỏi, chưa kể cô ta ở phòng thiết kế lâu như vậy cũng đã có khách hàng cố định, này chuyển đi thì coi như xong. Khi tan họp, Lục Kiều Vi đi theo Khúc Thanh Trúc đến văn phòng. Cửa đóng lại, Khúc Thanh Trúc thẳng lưng, lắc lắc vai, không còn tàn nhẫn như trước đó nữa, mắng, đúng là một đám quạ đen, dọn dẹp xong cũng mệt chết mình. Ánh mắt cô nhìn đến môi của Lục Kiều Vi, môi cậu sao vậy? Buổi sáng cậu tới đây mình đã thấy rồi. Chó cắn. Khúc Thanh Trúc biết buổi sáng nàng đã đến DMD, nhìn tư thế này cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là không nhìn xuống. Cậu với cô ấy, chuỗi Phật Châu mình đưa cho cậu có tác dụng không? Tâm tình Lục Kiều Vi buồn bực, thấp giọng nói, cái kia vô dụng, đạo hạnh của cô ta quá cao. Khúc Thanh Trúc. Cô không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám nói. Lục Kiều Vi thẳng lưng nói, mình đã nói với cô ta mình sẽ không làm nữa, sẽ không ký hợp đồng, cậu xem chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Khúc Thanh Trúc có chút khó hiểu, mình đang định nói cho cậu biết chuyện này, DMD đã gửi tin nhắn,
nói họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Thư ký của cô ấy còn gọi điện khen thiết kế của cậu, công ty kêu cậu thừa thắng xông lên, định tổ chức tiệc khen thưởng cậu. Đây không phải là thừa thắng xông lên a, đây là giao hàng tận nhà. Lục Kiều Vi không hiểu Văn Cẩn Ngôn đang làm gì, lời nói của nàng thực sự làm cô ta cảm động sao? Chẳng lẽ hồ ly tinh này thật sự thiếu? Cúc Thanh Trúc bổ sung, thái độ của đối phương rất tốt, nếu không phải mình ngăn cản, mình hoài nghi thư ký của cô ấy sẽ tới đây đưa cờ thưởng cho cậu, cảm ơn cậu đã làm tổng tài khắc khe của bọn họ hài lòng. Cô ta hài lòng không phải là cái này đấy chứ. Lục Kiều Vi liếm môi, đau quá. Cúc Thanh Trúc nói, nếu không thì cậu nhận đi, có tiền thì chúng ta mới sống được phải không? Không phải hiện tại cậu rất thiếu tiền sao? Nếu không được thì mình đi với cậu, mặt mũi nào có quan trọng bằng tiền, đúng không? Nói vậy cũng có lý, Lục Kiều Vi gần như đã không còn tức giận, nàng nhất định sẽ không từ bỏ việc hợp tác này, dù sao chỉ còn nửa tháng. Nàng mím môi, chút quật cường cuối cùng cũng vỡ vụn, vậy cậu liên lạc với bọn họ đi, nhưng lần này tốt hơn là đừng trì hoãn ký hợp đồng, sau này cũng đừng liên lạc với họ nữa. Được. Lục Kiều Vi đi ra ngoài, tức giận nói, còn nữa, kêu cô ta đến xin lỗi mình. Giám đốc điều hành đi em đi đến xin lỗi. Nghe thế nào cũng đều không thể đi. Cúc Thanh Trúc mờ mịt, nhìn môi nàng, sau đó nghĩ đến Văn Cẩn Ngôn, thăm dò hỏi, là xin lỗi vì đã cắn môi cậu sao? Mặc dù Lục Kiều Vi không thừa nhận nhưng trong đầu Cúc Thanh Trúc đã nảy sinh một ảo tưởng phi thực tế, tiểu tam này nguy hiểm đến vậy sao? Cướp bạn trai của Lục Kiều Vi, lại ái muội với Lục Kiều Vi. Nam nữ ăn thông sao? Hay là, ngay từ đầu tiểu tam đã có tâm tư với Lục Kiều Vi? Cúc Thanh Trúc bị ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng lắc đầu, tự nhắc nhở mình không có khả năng, sao có thể xảy ra chuyện cẩu huyết như vậy, không thực tế chút nào. Mấy ngày tiếp theo, Cúc Thanh Trúc nhìn Lục Kiều Vi với ánh mắt không mấy thích hợp, cho đến khi vết thương trên miệng Lục Kiều Vi biến mất. Lục Kiều Vi vẫn thẳng lưng như thường ngày, thỉnh thoảng tới hỏi tin tức của DMD. Thứ bảy sau khi tan làm, Lục Kiều Vi và Cúc Thanh Trúc cùng nhau về nhà, vừa rời khỏi công ty đã bị một chiếc ô tô chặn lại. Cúc Thanh Trúc còn chưa kịp xác định đó là xe của ai thì đã thấy Lục Kiều Vi kéo lấy tay cô, giống như chỉ cần liếc mắt một cái nàng đã nhận ra đó là xe của ai. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Văn Cẩn Ngôn, cô đặt hai tay lên vô lăng, trên cổ tay đeo chuỗi Phật châu, rất dễ thấy, nếu không phải cô ôm nhu lễ tiết, Cúc Thanh Trúc sẽ nghĩ đây là khiêu khích. Văn Cẩn Ngôn khách khí gật đầu với Cúc Thanh Trúc, sau đó nhìn Lục Kiều Vi, chân thành nói, mấy ngày không gặp em, nên tới xin lỗi em, rất xin lỗi chuyện lần trước. Lời xin lỗi nghe ra rất thoải mái, nhưng trong mắt Văn Cẩn Ngôn lại tràn ngập ý cười, điểm xuyết ánh sao, có chút giảo hoạt, ánh mắt đó rõ ràng đang nói, lần sau còn dám. Đáng tiếc Lục Kiều Vi không nhận ra điểm này, Khúc Thanh Trúc đã quá quen thuộc, cô đảm nhận rất nhiều hạng mục, là người giỏi nhìn mặt đoán ý, cô đang định nhắc nhở Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng hoang hô nhảy nhót, thật sản con mẹ nó khoái, rốt cuộc Văn Cẩn Ngôn thua một lần. Nàng làm giá, không trả lời. Văn Cẩn Ngôn đích thân xuống xe, mở cửa, rất lễ phép nói, thiết kế Lục, mời. Chương 10, vốn dĩ Lục Kiều Vi vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó, cũng không có ý định lên xe của Văn Cẩn Ngôn, dù sao Văn Cẩn Ngôn cũng có thể cưỡng hôn nàng, cô là một kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ, là một kẻ nguy hiểm. Tình cờ hiện tại là lúc tan làm cao điểm, người đến người đi, nhiều đồng nghiệp trong công ty nhìn nàng đầy tò mò, khuôn mặt của vị giám đốc điều hành DMD rất dễ nhận ra. Văn Cẩn Ngôn nói, thiết kế Lục, cho tôi một cơ hội chuộc tội đi. Lục Kiều Vi cong eo trên xe, Khúc Thanh Trúc ở một bên cũng không có phản ứng, nhưng Văn Cẩn Ngôn cũng không có ý định mời Khúc Thanh Trúc cùng đi ra ngoài, nàng từ bên kia lên xe, thắt dây an toàn. Khúc Thanh Trúc đứng tại chỗ, Vi Vi, cậu. Sao vậy? Lục Kiều Vi nhìn cô, theo sau là ánh mắt của Văn Cẩn Ngôn, Khúc Thanh Trúc do dự, chỉ là... Chỉ mong cậu không có chuyện gì. Maybach đi vòng qua cổng công ty, lái vào dòng xe cộ. Ngày thứ bảy tan sở có rất nhiều người đi lại, đi đi dừng dừng, gặp vài cái đèn đỏ. Lục Kiều Vi rất căng thẳng, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn Văn Cẩn Ngôn, sau khi lên xe nàng có chút hối hận, người bên cạnh chính là một con hồ ly tinh làm cái gì mà không được, nếu đưa nàng vào khách sạn, hoặc là một ngọn núi cằn cỗi thì làm sao bây giờ? Tới rồi, đợi một chút. Văn Cẩn Ngôn xuống xe trước, sau đó đi vòng qua, lễ tiết mở cửa cho nàng. Trước mắt nàng không phải là khách sạn hay ngọn núi cằn cỗi, mà là một nhà hàng nổi tiếng ở Hoa Thị, nghe nói nguyên liệu được vận chuyển bằng đường hàng không, một miếng bít tết nhỏ có thể có giá mấy nghìn nhân dân tệ, đó là thứ mà người làm công ăn lương hàng tháng như Lục Kiều Vi không dám nghĩ tới. Văn Cẩn Ngôn tiến về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn nàng, cười nói, thiết kế Lục, cho tôi một cơ hội chuộc tội đi, đã đặt chỗ rồi. Trước khi Lục Kiều Vi có cốt khí nói, không ăn, thì cô đã kịp thời bổ sung,
nếu em không ăn thì thôi vậy. Lục Kiều Vi bị đả động, dù sao đó là tiền của Hồ Ly Tinh, nàng muốn tiêu hết tiền của Tiểu Tam. Lúc đến bàn, Lục Kiều Vi cầm thực đơn bắt đầu xem qua những món đắt tiền nhất. Trước khi bắt đầu gọi món, nàng nghe thấy Văn Cẩn Ngôn nói với phục vụ bên cạnh, tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có một chai rượu đắt tiền nhất. Lục Kiều Vi rất sợ phục vụ mang đến một chai Lafite 1982, liền nói, không cần rượu, tôi phải về sớm. Văn Cẩn Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý, lấy nước trái cây đi. Lục Kiều Vi lại bổ sung, loại đắt nhất. Ăn cho cô nghèo. Một lúc sau bữa ăn được dọn ra, hai người xấu hổ nhìn nhau, nói là cuộc đối đầu giữa Chính Cung và Tiểu Tam nhưng không có mùi thuốc súng, nói là liên hoan giữa bạn bè bình thường nhưng lại có vài phần đối chọi gay gắt. Trời vẫn chưa tối, cũng đã hoàng hôn, có thể nhìn thấy những con đường rừng trúc tuyệt đẹp bên ngoài, những chiếc lá xanh óng ánh nắng vàng của ánh chiều tà, tĩnh lặng làm người thoải mái, quả thực là cuộc sống chỉ có kẻ có tiền mới có thể tận hưởng. Đúng lúc nàng đang cảm thán thì điện thoại trên bàn reo lên, Lục Kiều Vi liếc nhìn ID người gọi, cau mày, không trả lời, vài giây sau lại gọi đến. Văn Cẩn Ngôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ không thèm để ý, cuộc gọi này là của mẹ Lục Kiều Vi, mẹ nàng có một thói quen xấu là gọi điện không nghe máy liền vẫn luôn gọi. Lục Kiều Vi lướt qua nghe máy, giọng mẹ Lục vang lên, Vi Vi, con nói xem con với Nhất Ngôn có chuyện gì vậy? Thằng bé nói con không muốn kết hôn. Này đã gần đến tiệc rượu sao còn nháo lên như vậy? Có phải con tìm người ở bên ngoài? Lục Kiều Vi tìm trong túi một chiếc tai nghe, cắm vào, đeo một bên tai, nàng trực tiếp ngắt lời, là anh ta ngoại tình. Nhà hàng rất yên tĩnh, Lục Kiều Vi không thể quá lớn giọng, giọng rất nhỏ, gần như nghiến răng nghiến lợi, là anh ta ngoại tình trên WeChat, bị con phát hiện ra. Mẹ Lục sửng sốt một lát rồi nói, thằng bé nói với ba mẹ, trong thời gian thằng bé đi công tác, con với người khác. Mẹ tin con hay anh ta? Đương nhiên là tin con gái mình, mẹ Lục bị nàng hỏi vài câu liền đứng vững vàng, thậm chí còn mắng Lạc Nhất Ngôn nhân cách có vấn đề, nói, chuyện này mẹ với ba con sẽ không tha cho nó, dù sao cũng phải lấy tiền đặt cọc lại, không thiếu một xu, tiền đặt tiệc rượu cũng phải lấy lại. Vậy nếu con không kết hôn với Lạc Nhất Ngôn thì mẹ thấy ở đơn vị của ba con trai của dì Vương không tệ, là nhân viên công chức, thế thì... Mẹ, chờ giải quyết xong chuyện này đã. Hiện tại, tạm thời Lục Kiều Vi không quan tâm lời giới thiệu này, nàng vừa mới chia tay với Lạc Nhất Ngôn, nàng không muốn hẹn hò mù quáng để bắt đầu một mối quan hệ khác, nàng che ống nghe nói, con cúp máy đây, con đang gặp đối tác. Không biết người bên kia đã nghe bao nhiêu, Lục Kiều Vi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên, từng đĩa một, cả bàn đều đầy ắp. Theo một nghĩa nào đó, nàng nên cảm tạ Văn Cẩn Ngôn, nếu không nàng cũng sẽ không phát hiện ra Lạc Nhất Ngôn là kẻ đạo đức giả, kết hôn với loại người này coi như cả đời ở trong tay tra nam, nhưng nàng cũng không thể tha thứ cho Tiểu Tam vì đã chen chân vào. Chồng sắp cưới của em ngoại tình sao? Văn Cẩn Ngôn hỏi. Ừ, chồng sắp cưới của tôi đã lừa dối tôi. Em còn yêu anh ta không? Văn Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn Lục Kiều Vi, nghe thấy Lục Kiều Vi cười lạnh, nàng cúi đầu tiếp tục thái đồ ăn. Trước kia Lục Kiều Vi và Lạc Nhất Ngôn rất hòa hợp, vì yêu xa nên không sống cùng nhau và không hiểu rõ về nhau. Mỗi lần gặp nhau, nỗi tơ vương lại trỗi dậy, liền bao dung rất nhiều vấn đề. Trước đây nàng muốn mua một chiếc nhẫn bạch kim, giá khoảng 10 vạn, Lạc Nhất Ngôn nói quá đắt, trong lòng Lục Kiều Vi rất không vui, nếu nàng không kết hôn, ngày thường nàng nhìn trúng liền trực tiếp mua, căn bản không cần suy xét giá cả. Nhưng mà, Lạc Nhất Ngôn đã cùng nàng phân tích, nói nàng nhìn trúng chỉ là chiếc nhẫn đã 10 vạn, họ có thể mua được một căn hộ trả trước. Một căn hộ ở vị trí tốt có thể tăng giá trị, sau này khi thu nhập trở nên thoải mái hơn, họ có thể mua 10 chiếc nhẫn. Ba mẹ của họ cũng nói họ vẫn còn trẻ, không nên quá phung phí, cần tiết kiệm tiền còn sống cả đời. Cuối cùng, Lục Kiều Vi đã chọn một chiếc nhẫn kim cương nhỏ mà nàng không thích, hình dáng cũng bình thường, nàng đã từng hoài nghi thiết kế sư đã vẽ ra thiết kế này. Dù trong lòng bất mãn nhưng nàng vẫn đồng ý, Khúc Thanh Trúc vì chuyện này mà mắng nàng rất lâu, mắng, Lục Kiều Vi cũng bình tĩnh lại, nếm trải cuộc sống trước. Bây giờ nghĩ lại, cả đời của một nữ nhân đối với chuyện hôn nhân, phải thận trọng một chút. Sao cô không hỏi đối tượng ngoại tình như thế nào? Lục Kiều Vi cười, trong lòng nghẹn quất. Văn Cẩn Ngôn trả lời, cô ấy thế nào? Là một con hồ ly tinh, toàn thân toát ra yêu khí, cách xa trăm dặm cũng đều có thể ngửi được. Lục Kiều Vi nhìn Văn Cẩn Ngôn, nhận xét, cũng không phải là người đứng đắn, thích câu tam đáp bốn, có thể câu dẫn bất cứ ai, ha ha, làm cho tôi chưa kịp kết hôn, thì đã cho tra nam đội rất nhiều nón xanh. Văn Cẩn Ngôn gật đầu, rất đê tiện, còn rất lẳng lơ. Lời tổng kết này làm Lục Kiều Vi rất vui vẻ, cô mắng vài câu nữa đi. Trong mắt Văn Cẩn Ngôn mỉm cười nói, mắng ở nơi này không thích hợp lắm, lần sau tìm nơi khác.
Đúng vậy, lần sau gặp nhau, Lục Kiều Vi nhất định phải chỉ vào mũi cô mà mắng. Nàng cười thầm trong lòng, cầm dao thật chặt định cắt miếng bít tết nhưng lại phát hiện Văn Cẩn Ngôn đã cắt hết. Nàng ghim một miếng cho vào miệng nhai. Thật ngon. Văn Cẩn Ngôn bỗng nhiên nâng ly lên nói, mừng chia tay. Lục Kiều Vi cũng cụng ly, vậy cảm ơn cô. Bầu không khí thật kỳ quái. Ra khỏi nhà hàng thì đã là 8 giờ tối, Văn Cẩn Ngôn mở cửa xe, đã muộn như vậy, bắt taxi về không an toàn, tôi đưa em về nhé. Nửa đêm ngồi xe của Hồ Ly Tinh không an toàn, cô nữ quả nữ, Hồ Ly Tinh lại là người không kiềm chế, lại hút nàng thì sao? Lục Kiều Vi do dự một chút, kiểm tra xem gần đó có trạm xe buýt hay không, Văn Cẩn Ngôn lại nói, đã ngồi một lần rồi, em còn sợ sao? Trước lạ sao quen, Lục Kiều Vi không đợi Văn Cẩn Ngôn mở cửa liền lên xe, đèn trong xe chưa bật, Lục Kiều Vi không tìm được dây an toàn nên sờ tìm một lúc. Người bên cạnh nghiêng người, tiến lại rất gần. Nâng người lên. Giọng nói của Văn Cẩn Ngôn rất nhẹ nhàng, như đang thì thầm hoặc đang dỗ dành. Lục Kiều Vi vội vàng chạm vào nắm cửa, thân thể căng thẳng, chuẩn bị chạy trốn. Hửng. Văn Cẩn Ngôn siết chặt dây an toàn vừa mới rút ra, hoài nghi nhìn nàng, sao vậy? Thật xấu hổ, đặc biệt là Văn Cẩn Ngôn giúp nàng thắt dây an toàn, nàng còn tưởng Văn Cẩn Ngôn khi dễ nàng. Ngày mai là cuối tuần. Văn Cẩn Ngôn vừa xoay tay lái vừa nói. Lục Kiều Vi mất tự nhiên ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô sẽ không cho tôi leo cây đấy chứ. Chúng ta đã đồng ý nhanh chóng ký hợp đồng rồi. Thứ hai được không? Cuối tuần tôi không tăng ca. Vậy tôi tới nhà cô, dù sao tôi biết nhà cô ở đâu. Lục Kiều Vi đắc ý nhìn cô, nàng cũng không ngốc, lúc này chơi vòng vo có ích lợi gì, nàng sẽ không để bồ câu bay đi. Văn Cẩn Ngôn chưa kịp từ chối, Lục Kiều Vi đã nói trước một bước, Văn Tổng đừng nói không giữ lời, như vậy sẽ làm ngài có vẻ đặc biệt không thành ý. Nàng thật sâu mà nhìn Văn Cẩn Ngôn đang đặt ngón tay lên vô lăng gõ hai cái, sau đó dùng giọng thỏa hiệp nói, được. Lục Kiều Vi nhếch môi nghĩ đến số tiền mình sắp nhận được, xuống xe, nàng mang vẻ mặt ôn hòa nhìn Văn Cẩn Ngôn. Đèn pha của ô tô bật sáng, Lục Kiều Vi nương theo ánh đèn điều chỉnh chiếc túi nhỏ đeo bên hông rồi đi qua trạm bảo vệ. Sau đó, nàng quay lại nhìn, chiếc Maybach màu đen đang lùi lại, ánh đèn đường kéo dài bóng của nó, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe cộ. Trông thật ấu trĩ, ban đêm còn không biết lái xe chậm một chút. Ngày hôm sau, Lục Kiều Vi thức dậy, gọi cho Khúc Thanh Trúc hoãn cuộc hẹn hôm nay. Khúc Thanh Trúc cảm thấy rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi, không phải hôm qua cậu nói muốn đi ăn lẩu, không ăn cậu sẽ chết, nhất định phải đi ăn thật sảng khoái sao? Lục Kiều Vi đánh răng, rửa mặt, nóng lòng muốn ra ngoài, nói, nhưng mình còn có thể hưởng tiền thưởng nhiều hơn, bây giờ mình sẽ đến nhà Văn Cẩn Ngôn ký hợp đồng, sau này sẽ đãi cậu muốn ăn nhà hàng nào cũng được. Khúc Thanh Trúc cảm thấy tai mình có vấn đề, cậu không đến trụ sở DMD sao? Không đến DMD, đến nhà Văn Cẩn Ngôn, phải nói là vị giám đốc này rất hưởng thụ, mỗi ngày không làm gì thì đọc sách, cuối tuần có thể ở nhà chơi, còn chúng ta thì thức khuya tìm cảm hứng, Lục Kiều Vi chua chát nói. Mấy câu sau Khúc Thanh Trúc không nghe nhiều, chỉ nghe lời trước đó, đến nhà Văn Cẩn Ngôn. Cô vội vàng rời giường, nói, Vi Vi, đợi mình đi cùng cậu. Mình đi xe buýt, lát nữa cậu đến đón mình là được rồi. Lục Kiều Vi nói, Văn Cẩn Ngôn quá xảo quyệt, mình phải sớm bắt được cô ta, taxi ở chỗ đó cũng rất gian xảo, lần trước bọn họ lừa mình 10 tệ. Nàng tính toán thời gian, ký hợp đồng xong liền rời đi, lập tức đi ăn lẩu, sau đó không bao giờ hợp tác với DMD nữa, chỉ ăn tiền một lần. Chỉ là, từ hôm qua nàng đã ăn miếng bít tết mấy nghìn, cho nên ham muốn ăn lẩu của nàng không còn lớn nữa, đó không phải là dấu hiệu tốt. Lần trước đến tìm Văn Cẩn Ngôn đã gần 2 tháng, Lục Kiều Vi xuống xe đi dạo quanh khu vực đó một lúc, nhất thời không nhớ là cửa nào, vừa định gọi điện thì có người vỗ vai nàng quay đầu lại nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn. Cô mặc đồ thể thao, để lộ bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn, trên tai đeo tai nghe, hơi thở nhẹ nhìn nàng rồi tháo một chiếc ra. Sớm như vậy, Văn Cẩn Ngôn chạy đến tại chỗ, lau mồ hôi mỏng trên trán, tôi còn chưa chạy xong, thư ký nghỉ phép cũng chưa tới, hay là lát nữa em quay lại đây đi, khoảng giữa trưa. Không sao tôi có thể đợi. Lục Kiều Vi cười nói, cô không cần lo lắng cho tôi, cô tùy ý chạy, tôi ở đây chờ cô. Nàng ra bộ dáng không đi, Văn Cẩn Ngôn bất đắc dĩ cong môi nói, trước mặt là nhà tôi, em có thể vào ngồi một lát, tôi chạy thêm nửa vòng nữa. Ngài cứ tự nhiên. Lục Kiều Vi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trúc, buổi sáng không cần tới đây, buổi chiều đến đón mình. Chương 11, Lục Kiều Vi không vào nhà Văn Cẩn Ngôn mà đợi ở cửa cho đến khi Văn Cẩn Ngôn chạy bộ về. Văn Cẩn Ngôn đang làm động tác giãn cơ đơn giản, chân dài eo thon, quần áo vừa vặn tôn lên vóc dáng gợi cảm mê người. Lục Kiều Vi nhìn hai lần rồi không nhìn nữa, đều là nữ nhân, nếu nàng mặc như vậy cũng không kém gì Văn Cẩn Ngôn.
lần sau em không cần đến sớm như vậy, bình thường buổi chiều tôi mới có thời gian. Văn Cẩn Ngôn lau mồ hôi nói. Lục Kiều Vi là cảnh giác cao, sợ tới quá muộn không bắt được người, sợ tới trời tối hồ ly tinh làm bậy, nàng sẽ bị hôn sạch. Vào nhà, Văn Cẩn Ngôn chỉ lên lầu nói, tôi đi tắm, em muốn ngồi đâu cũng được, thư ký cũng đang trên đường tới đây. Lần trước đã tới một lần, Lục Kiều Vi có chút ấn tượng, nàng ngồi trên sofa chờ cô, trong nhà không có gì thay đổi nhiều so với lần trước, trang trí vẫn rất đơn giản, nhưng bên trong lại có nhiều thứ hơn. Ví dụ, ghế sofa trong ấn tượng không mấy mềm mại. Nàng chơi game, mời Khúc Thanh Trúc chơi cùng. Hai người rất giống nhau, đánh người đều có thể thua thảm hại, nàng bất đắc dĩ nói, bảo bối, cậu đừng chạy vào trụ, chúng ta lao tới sẽ chết ngay đấy. Không chờ Khúc Thanh Trúc bên kia phản ứng, Văn Cẩn Ngôn đã từ phía sau nàng nói, khuyên em đừng chơi game này, chơi địa chủ không phải tốt hơn sao? Chơi địa chủ cũng thua thảm hại, gặp bẫy cũng có thể thua một vạn cây đậu. Lục Kiều Vi nói, sau đó kéo ra khoảng cách với cô, nữ nhân vừa mới tắm xong, trên người có mùi sữa tắm, rất kích thích. Văn Cẩn Ngôn mặc đồ mỏng manh, áo ba lỗ và quần thể thao, thỉnh thoảng đi qua đi lại trước mặt nàng, eo trắng nõn mông săn chắc, rất nhiều lần Lục Kiều Vi bị thân hình của cô thu hút, nhưng sau đó lại cúi đầu xuống. Thư ký thực sự rất đúng giờ, nói chiều đến thì chiều liền đến, đúng 6 giờ chiều, không muộn một phút. Thư ký mỉm cười gật đầu với Lục Kiều Vi, nói, Văn Tổng, văn kiện ngài muốn đã chuẩn bị xong rồi. Thiết kế Lục. Văn Cẩn Ngôn nhìn về phía Lục Kiều Vi đang co người lại. Lục Kiều Vi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, lấy văn kiện từ tay thư ký, nàng cũng không vội ký, đầu tiên nàng đọc kỹ hợp đồng, sau đó đối chiếu với hợp đồng trước đó, phát hiện có thêm một dòng. Nơi này, tại sao sau khi ký hợp đồng tôi còn phải cung cấp dịch vụ cho đối tác, các người sẽ không yêu cầu tôi sửa bản phác thảo đến chết đấy chứ? Thư ký giải thích, thiết kế Lục, ngài có thể yên tâm, sau khi giao bản phác thảo thiết kế, chúng tôi sẽ không động vào hình dáng thiết kế của ngài. Chỉ là đồ trang sức của công ty chúng tôi đều được làm thủ công, hình dáng sẽ được điều chỉnh theo cara kim cương, chỉ cần ngài hỗ trợ góp ý để chiếc nhẫn trở nên hoàn hảo hơn thôi. Lục Kiều Vi còn có chút do dự, sợ Văn Cẩn Ngôn lừa mình nên nhất định phải cẩn thận. Văn Cẩn Ngôn nói, thêm một lời giải thích bổ sung, nếu tôi lại yêu cầu em sửa bản phác thảo, tôi sẽ bồi thường cho em tiền vi phạm hợp đồng và phí gia công. Lục Kiều Vi nghe không tệ nên gửi tin nhắn cho đồng nghiệp ở phòng pháp lý, đợi đồng nghiệp xem qua nói có thể, Lục Kiều Vi mới gật đầu đồng ý ký hợp đồng. Thư ký nói, nhưng ngài phải đợi thêm một thời gian nữa, hôm nay cuối tuần nên đồng nghiệp ở phòng pháp lý không đi làm, đợi lát nữa cô ấy sẽ đến giao hợp đồng bổ sung. Lục Kiều Vi. Nàng thật sự nhịn không được, thừa dịp Văn Cẩn Ngôn rời đi, nàng lén hỏi, bình thường công ty của cô nhàn nhã như vậy sao? Đến cuối tuần hoàn toàn mặc kệ chuyện công ty sao? Giống như nàng, nếu công ty nói một câu thì nàng phải tức tốc chạy đến công ty, nếu đến muộn sẽ bị trừ tiền thưởng, cuối tuần nàng cũng ở nhà sửa bản phác thảo, chưa từng có một ngày cuối tuần thực sự thư giãn. Thư ký coi đó là điều đương nhiên, văn bản hợp đồng lao động có quy định rõ ràng ngày nghỉ cuối tuần, tôi đây nên hợp lý tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần a. Lục Kiều Vi thật sự khâm phục. Thư ký vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ nhìn nàng, không thể nào, chẳng lẽ công ty của ngài không như vậy sao? DMD chúng tôi vẫn luôn như vậy, chúng tôi không tăng ca, chỉ cần hoàn thành công việc trong ngày, sau đó uống trà hay gì đều được, mà tăng ca cũng sẽ được tiền thưởng. Còn có chuyện tốt như vậy ư? Lục Kiều Vi kinh ngạc. Hiện tại công ty nào mà không áp bức nhân viên? Cho dù công ty không áp bức thì mọi người cũng phải đua thành tích. Trong lòng Lục Kiều Vi tràn đầy cảm xúc, nàng nhìn thư ký tỷ tỷ trước mặt, trông giống như quý tộc, so với các thư ký trong công ty của nàng, mỗi ngày đi làm đều lo lắng đề phòng, không chỉ có đi làm, ngày thường còn phải giống như hầu hạ cấp trên, vận khí không tốt còn sẽ bị quấy rối tình dục. Trước đây ngài chưa từng cân nhắc đến DMD sao? Thư ký nói, tôi thấy thiết kế của ngài khá tốt, không thua kém gì các nhà thiết kế của công ty chúng tôi. Thiết kế DMD luôn cung không đủ cầu, nhà thiết kế lại hiếm hơn những cái khác, đều là trực tiếp nối tiếp với minh tinh và nhà tư bản. Không phải cô chỉ là thư ký sao? Sao lại biết nhiều như vậy? Nếu không phải DMD ở ngưỡng cao, Lục Kiều Vi sẽ cảm thấy thư ký đang quảng cáo cho nàng, còn là quảng cáo sai sự thật. Bởi vì các nhà thiết kế rất nhàn, bọn họ không có việc gì làm liền tụ tập nói chuyện phiếm. Lục Kiều Vi, đãi ngộ của các cô thật tốt. Thư ký nhún nhún vai, tôi cảm thấy giống nhau thôi. Ngài xem công việc hàng ngày của giám đốc điều hành của chúng tôi, ngài ấy rất nhàn rỗi, cuối tuần đều không bật điện thoại. Đây không phải là nói dối, Lục Kiều Vi ở trong văn phòng của Văn Cẩn Ngôn mấy ngày, Văn Cẩn Ngôn mỗi ngày không làm gì thì đọc sách, uống cà phê, thỉnh thoảng mở họp, phần lớn thời gian là xem nàng đánh địa chủ. Nàng lại tò mò hỏi, bởi vì thiết kế của các cô không làm việc nên mới tìm thiết kế bên ngoài sao? Cơ bản cũng có một phần nhỏ là bởi vì chuyện này.
Thư ký ngầm nói, Lục Kiều Vi hỏi thêm, dù sao bí mật nội bộ của công ty đều là cơ mật, nàng chỉ muốn lấy tiền mà thôi. Văn Cẩn Ngôn đi tới đưa nước trái cây đã rót cho hai người, thư ký nói cảm ơn rồi bắt đầu thưởng thức mà không hề suy xét chức vị. Nhưng Lục Kiều Vi vẫn đang rối rắm có nên khách khí hay không, Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc nhìn nàng, sao vậy? Không có gì, chỉ là có chút chua mà thôi. Rất rất chua. Đã đến giờ ăn cơm, Văn Cẩn Ngôn đi đến trước tủ lạnh hỏi, có muốn ăn gì không? Lục Kiều Vi nhìn thoáng qua bít tết, sườn cừu, tôm hùng, bao bì đều bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, nàng nuốt nước miếng. Thư ký thậm chí còn không ngẩng đầu lên mà nói, tôi sao cũng được, cảm ơn Văn Tổng. Văn Cẩn Ngôn mang đồ vào phòng bếp. Sau đó, cuối cùng Lục Kiều Vi cũng thấy người giàu tùy tiện như thế nào, trên bàn có đủ loại đồ ăn, bao gồm đồ ăn bay trên trời, đồ ăn chạy dưới đất, bơi dưới sông, à, còn có bơi dưới biển. Lúc ăn cơm, Lục Kiều Vi ngồi vào bàn chỉ nhìn Văn Cẩn Ngôn, nàng cũng không biết thư ký đã rời đi từ lúc nào, Lục Kiều Vi nghi hoặc nhìn khắp nơi, thư ký của cô không ở lại ăn cơm sao? Cô ấy nói việc ăn cơm với sếp không nằm trong phạm vi công việc, đã rời đi rồi. Lục Kiều Vi, lá gan nhân viên của cô có lớn quá không? Tự nhiên dám phản bác lời nói của cô. Văn Cẩn Ngôn không chút để ý nói, thời gian tan làm không quản được. Sau đó, cô mỉm cười hỏi, em quan tâm tôi sao? Không có. Tôi chỉ cảm thấy nhân viên của cô rất ngầu. Cơm nước xong, người của phòng pháp lý vẫn chưa đến, Lục Kiều Vi kiểm tra thời gian mấy lần, mỗi lần sốt ruột muốn hỏi Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn đều sẽ uyển chuyển nói, nếu không thì ngày mai em quay lại đi, tôi thật sự sẽ không cho em leo cây, như vậy rất lãng phí thời gian của em, buổi chiều ngày mai tới đây là được. Sau đó cô xem thời gian, cô ấy sẽ đến muộn một chút. Lục Kiều Vi vốn định muốn về trước, nhưng nghe cô nói vậy liền ngồi lại nói, không sao, tôi còn nhiều thời gian. Cùng lắm là nàng về muộn một chút, ngày mai lại tới không biết là chờ đến khi nào. Văn Cẩn Ngôn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng còn lộ ra chút mệt mỏi. Lục Kiều Vi cũng cảm thấy mình mặt dày, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoài việc đối đãi như vậy với đối tác kén chọn như Văn Cẩn Ngôn. Nàng luôn nghiêm túc trong công việc, không để xảy ra sai lầm gì. Được, tôi chờ cùng em. Văn Cẩn Ngôn thở dài, nhường ghế, nói, em có muốn qua đây ngồi không? Tôi mở phim giết thời gian. Tùy ý đi. Văn Cẩn Ngôn chọn một bộ phim Hồng Kông xem, kể về câu chuyện Đông Phương bất bại sau khi rơi xuống vách đá, Lục Kiều Vi cảm thấy cốt truyện không hay lắm, nhưng Lâm Thanh Hà diễn Đông Phương bất bại và Vương Tổ Hiền diễn Tuyết Ngàn thực sự rất xuất sắc, đặc biệt là ở trong nước, môi kề môi, hôn cổ, ôm nhau. Nữ nhân và nữ nhân có thể ngọt ngào như vậy. Nàng quay đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn, Văn Cẩn Ngôn rất bình tĩnh, tựa lưng vào ghế sofa, rất nghiêm túc, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Nàng nghe nói hồ ly tinh không có giới tính cố định, xu hướng tính dục có thể là nam hoặc là nữ. Sau khi xem xong một bộ phim nhưng phòng pháp lý vẫn chưa tới, Văn Cẩn Ngôn lại chuyển sang một bộ phim Hồng Kông khác tên là Trung Vô Diệm, Lục Kiều Vi cũng đã xem rồi, vẫn nhớ câu kinh điển trong đó, hữu sự trung vô diệm, vô sự hạ nghênh xuân. Hữu sự trung vô diệm, vô sự hạ nghênh xuân, người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi. Nàng nghĩ thầm, nói về tình cảm nam nữ, cũng không có việc gì. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì có gì đó không đúng, Hạ Nghênh Xuân trong đó là một hồ ly tinh có thể biến đổi nam nữ, hơn nữa lại thích nữ chính Trung Vô Diệm hơn, thường xuyên câu dẫn Trung Vô Diệm. Xem đến đoạn cao trào, Văn Cẩn Ngôn tạm dừng phim, đúng lúc Hạ Nghênh Xuân chuẩn bị động phòng với Trung Vô Diệm, Lục Kiều Vi cảnh giác nép vào trong góc, không ngừng rung chân, cảm giác Văn Cẩn Ngôn sắp biến hình. Tôi đi tắm. Văn Cẩn Ngôn nhàn nhạt nói. Ờ. Lục Kiều Vi đặt chân xuống. Nàng kiểm tra lại thời gian, đã gần 10 giờ. Ở lại đây với hồ ly tinh vào thời điểm này có chút nguy hiểm, Lục Kiều Vi nghĩ ngày mai lại đến. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, Văn Cẩn Ngôn ở trên lầu đột nhiên nghe điện thoại, sau đó nhìn Lục Kiều Vi nói, pháp vụ sắp đến rồi, nếu em đã chờ chán thì... Lục Kiều Vi dừng lại. Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói, muốn lên làm chút không? Bạn đang nghe truyện từ TL Radio, Thiên Đường Bách Hợp Tiểu Thuyết. Chương 12, Lục Kiều Vi từ dưới lầu ngước nhìn cô. Sau đó nàng cười một tiếng, gằn từng chữ, Văn Tổng, ngài tưởng bở. Văn Cẩn Ngôn chớp chớp mắt, tự hồ không hiểu ý nàng. Lục Kiều Vi khoanh tay nói, cô thật sự cho rằng tôi không nhìn ra kịch bản của cô sao? Văn Cẩn Ngôn đứng không nhúc nhích. Lục Kiều Vi chỉ vào đoạn phim đang dừng lại, vừa lúc dừng ở thời điểm này, cô cho rằng tôi không nhìn ra sao? Động phòng đấy. Màn hình lớn vẫn đang ở cao trào. Hạ Nghênh Xuân sẽ sớm hạ gục Trung Vô Diệm, lấy được thân thể của Trung Vô Diệm, chưa kể Hạ Nghênh Xuân đã khao khát lâu như vậy, nàng ấy khó có thể nhịn được nữa. Văn Cẩn Ngôn đáp xuống tay vịn cầu thang,
dùng đầu ngón tay xoa xoa hoa văn. Không phải cô muốn chờ đến khi tôi nhịn không được nữa liền trở về tìm phim xem sao? Sau đó phát vụ đến, vừa lúc tôi không có ở đây, sau đó cô càng có lý do không cho tôi hợp đồng, đúng không? Cô cũng quá xấu xa rồi. Lục Kiều Vi xem như đã hiểu rõ kịch bản của cô, không đi tắm để chà đạp nàng dọa nàng chạy đi thì cũng là cho nàng xem hồ ly tinh, xem hồ ly tinh xong còn cố ý để nàng tùy tiện ngồi, giả vờ rộng lượng làm nàng xấu hổ không dám ở lại lâu hơn. À, Văn Cẩn Ngôn đột nhiên cười lớn, hơi nhíu mày, nói, thiết kế Lục, em thật cảnh giác. Lục Kiều Vi ha ha hai tiếng, chấp nhận lời khen của cô, Văn Tổng, ngài có thể đừng dùng kịch bản nữa không, chân thành nhiều chút là được rồi. Em hiểu lầm rồi. Văn Cẩn Ngôn chân thành nói, đây không phải là kịch bản của tôi. Lục Kiều Vi không kiên nhẫn cau mày, còn cãi bướng làm gì, không cảm thấy buồn cười sao? Nói ra cũng sợ cười đến rụng răng. Nhất định sẽ không nhịn được cười, nhưng Văn Cẩn Ngôn cười rộ lên vẫn rất đẹp, nhất là khi nhìn Lục Kiều Vi, bắt đầu nhìn như muốn nín cười nhưng lại nhịn không được, sau đó lại cúi đầu, bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Tôi đi tắm. Văn Cẩn Ngôn nói. Lần này không để nàng tùy tiện ngồi. Hồ ly tinh lẳng lơ này thật sự không biết xấu hổ, lúc nào cũng đi tắm, may mà nàng kháng cự được, nếu không hôm nay đã công đạo ở đây. Lục Kiều Vi lại nhìn đồng hồ rồi quay lại tiếp tục xem bộ phim đã tạm dừng, nàng không ngờ Hạ Nghênh Xuân và Chung Vô Diệm lại không thành hôn. Vào thời điểm quan trọng, Hạ Nghênh Xuân trở thành một cô gái, đồng thời vì mang thai đứa con của Tề Vương, cuối cùng không thể biến thành nam nhân. Quá ngược, Lục Kiều Vi cảm thấy khó chịu, lại tự an ủi cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó các nàng sẽ làm sau lưng, mỗi ngày cho tên tra nam Tề Vương đội nón xanh, nghĩ đến cũng thấy thật kích thích. Cuối phim, chuông cửa vang lên, Lục Kiều Vi đi ra mở cửa thì nhìn thấy một nữ nhân có mái tóc ngắn ngang tai, mặc tây trang công sở, kẹp túi đựng tài liệu dưới cánh tay, trông rất nghiêm túc và có năng lực. Lục Kiều Vi mở cửa, thân thiết hỏi, có phải là phát vụ của DMD không? Tôi là Lục Kiều Vi. Nữ nhân gật đầu, đưa cho nàng bản hợp đồng bổ sung, sau đó nhìn đồng hồ nói, có gì không hiểu thì cứ hỏi. Nhưng thấy bộ dáng bận rộn nên nàng cũng không dám hỏi, Lục Kiều Vi gửi ảnh đến phòng pháp vụ của công ty nàng, bên pháp vụ gửi ok, nàng nhanh chóng ký vào. Khi Văn Cẩn Ngôn từ phòng tắm đi xuống, lại ký tên và niêm phong hợp đồng, làm hai bản, cuối cùng tâm của Lục Kiều Vi cũng rơi xuống, nàng nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm vào mình rồi nói, ký hợp đồng xong rồi, tôi đi đây. Sau đó nàng cắt ngang lời Văn Cẩn Ngôn muốn đưa nàng về, tôi đã gọi bạn đến đón rồi, cô không cần đưa tôi về đâu. Tạm biệt. Lục Kiều Vi nhanh chóng chạy ra ngoài, giọng nói của nàng vẫn còn vang vọng trong phòng. Văn Cẩn Ngôn còn muốn lừa mình, chuẩn bị hố mình trong hợp đồng, may mà mình có hỏa nhãn kim tinh, lại còn thông minh. He he, quá sung sướng. Trong phòng chỉ còn lại Văn Cẩn Ngôn và Pháp Vũ nhìn Văn Cẩn Ngôn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa nói, cái này. Không ngờ thiết kế Lục cảnh giác cao như vậy. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng, sau đó lại cười. Kê thuốc đúng bệnh là được rồi. Lục Kiều Vi không chỉ rất cảnh giác trong công việc mà còn rất nhanh nhẹn. Thứ hai đi làm, Lục Kiều Vi quẹt thẻ xong, mang hợp đồng đi nộp. Cuối cùng công việc với DMD cũng đã hoàn tất. Việc bàn giao sau đó dễ dàng hơn Lục Kiều Vi tưởng tượng. Nàng chỉ đến DMD một lần, làm chút thay đổi nhỏ trong chi tiết. Điều làm nàng ngạc nhiên là DMD thực sự đã sử dụng một viên kim cương hồng 8,1 carat VS2 Fancy Intense Spin cấp bậc A là trân phẩm. Trong quá trình đó, nàng cũng đã tích lũy được rất nhiều kiến thức. Nàng đã đến thăm phòng thiết kế của DMD, bên trong quả thật là nơi thần tiên, phối trí tốt nhất, chỗ ngồi thoải mái nhất, còn có liệu pháp làm đẹp. Văn Cẩn Ngôn còn cố ý khiêu khích hỏi xem nàng có thích không. Răng của Lục Kiều Vi đều đau. Nàng từng hợp tác với các công ty nhỏ, cơ bản là nhận đơn hàng từ 3 đến 5 carat, tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn ra vẻ có kinh nghiệm trước mặt Văn Cẩn Ngôn, làm bộ làm tịch nói, cũng còn được. Khi trở lại công ty, nàng Vân Đạm Phong khinh nói với đồng nghiệp, Nga, quả thực là một viên kim cương quý hiếm, rất đẹp, trị giá không ít, để xem tiền thưởng hàng tháng của tôi là bao nhiêu. Cuối tháng tiền thưởng và tiền lương sẽ được phát cùng lúc, Khúc Thanh Trúc đăng một thông báo trong nhóm, tên Lục Kiều Vi đứng đầu, lương cơ bản tăng còn tăng thêm tiền thưởng, con số đằng sau gần như vượt quá 6 con số. Mọi người trong văn phòng khen nàng, chỉ kém là đến đấm bóp chân cho Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi mỉm cười tiếp nhận lời nịnh nọt của bọn họ, không nói móc như trước mà nhàn nhạt nói, mấy người nhiệt tình như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không mời mấy người ăn cơm đâu. Làm những người đó xấu hổ, Lục Kiều Vi thưởng thức hồi lâu, nàng đã học chiêu này từ Văn Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng, sau đó phát ra bạo lực. Ngân hàng nhắc thông báo nhận tiền, nàng định đưa Khúc Thanh Trúc đi ăn mừng, dù sao trước đó cũng đã cho cô leo cây mấy lần, có chút ngượng ngùng. Buổi trưa Lục Kiều Vi không đến căng tin công ty, nàng vừa nói chuyện với Khúc Thanh Trúc vừa nhấn nút thang máy, vô tình đụng phải Lạc Nhất Ngôn.
Lạc Nhất Ngôn đang xách theo hai phần cơm hộp, khi nhìn thấy nàng, hai mắt hắn sáng lên, nhẹ giọng nói, Vi Vi, anh đang định tìm em, anh vừa gọi đồ ăn, chúng ta ăn cùng đi. Lục Kiều Vi liếc nhìn một cái, trong lòng có chút chán ghét. Nàng cũng chợt nhận ra mình hẳn phải thuộc nhóm có thu nhập cao, sau khi ở bên Lạc Nhất Ngôn, vì Lạc Nhất Ngôn tiết kiệm mà nàng đã hạ thấp tiêu chuẩn về mọi mặt. Quá mệt. Lạc Nhất Ngôn ra khỏi thang máy, đổi tay cầm cơm hộp, tay còn lại dắt Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi trực tiếp né tránh động tác của hắn, Lạc Nhất Ngôn cũng không xấu hổ, cười hỏi, em làm sao vậy? Cúc Thanh Trúc đứng trước mặt Lục Kiều Vi, cau mày nói, cậu ấy làm sao trong lòng anh không hiểu à? Ở công ty ngày nào cũng có chuyện phiền toái, rốt cuộc có cái gì an tâm? Lạc Nhất Ngôn không trả lời câu hỏi của cô mà vẫn nhìn Lục Kiều Vi, anh đã mua nhà mua xe rồi, thế chấp mua nhà mấy tháng, em nói không kết hôn thì cũng không còn tiền thế chấp, anh không hiểu, anh đã làm gì sai sao? Sau này anh sẽ nỗ lực làm việc để em không phải chịu khổ, được không? Một đồng nghiệp quen biết cả hai khi nghe vậy đã nhẹ giọng thuyết phục Lục Kiều Vi, đúng vậy, chị dâu, bây giờ hai người đều đã khá hơn rồi, sau này áp lực cũng sẽ bớt đi. Nhất Ngôn ca cũng đã gọi cơm hộp ăn mừng cùng chị, hai người mau làm lành đi. Vẻ mặt Lạc Nhất Ngôn chua xót, gọi Vi Vi một tiếng, tư thế càng hạ xuống, Lục Kiều Vi càng có vẻ ương ngạnh. Lục Kiều Vi lạnh lùng nói, không cần. Nàng nhìn hai nhân viên kia, sau này đừng gọi tôi là chị dâu, Lạc Nhất Ngôn không xứng. A, đồng nghiệp đang nói giúp liền ngây ngẩn. Lạc Nhất Ngôn là trưởng phòng phòng tài chính, hắn đã làm việc được vài năm, chắc chắn không hề ôn nhu như vẻ bề ngoài. Cách đây một thời gian, hắn đã làm ra rất nhiều chuyện ghê tởm, đầu tiên là đến gặp ba mẹ Lục Kiều Vi để cáo trạng trước, nói Lục Kiều Vi đã ngoại tình. Bây giờ giả làm người tốt trong công ty, còn giả vờ thâm tình, rất dễ để người khác nghĩ rằng Lục Kiều Vi trèo cành cao, bắt được hợp đồng đi em đi liền đá hắn. Lục Kiều Vi nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, rất nhiều người thèm muốn, đều chờ chê cười Lục Kiều Vi, bên cạnh nàng không ít người như vậy. Phải nói rằng Lạc Nhất Ngôn đã chọn thời điểm này để quấy rầy Lục Kiều Vi cũng thật đê tiện. Lạc Nhất Ngôn nói, là anh không tốt, không có bản lĩnh gì. Ồ, anh cũng biết vậy à? Lục Kiều Vi cười nói, không có bản lĩnh liền tới đòi tiền tôi sao? Biết tôi nhận được tiền thưởng, anh liền mang cơm hộp đến dỗ dành tôi sao? Lạc Nhất Ngôn vừa định giải thích, nàng chỉ vào mặt mình nói, nhìn tôi rất dễ lừa à. Hơn nữa, tại sao tôi phải trả tiền thế chấp? Chẳng phải trước đó tôi đã nói với anh bán đi nhân lúc còn sớm rồi sao? Sau đó chúng ta hảo tụ hảo tán, chính anh không chịu nghe thì tự lo mà trả đi. Em. Sắc mặt của Lạc Nhất Ngôn thay đổi, lúc này, nhân viên của các phòng khác đã ra chờ thang máy, Lạc Nhất Ngôn có danh tiếng tốt trong công ty, lịch sự văn nhã, lại có người bắt đầu nói giúp hắn. Lạc Nhất Ngôn đẩy kính lên, chua xót nói, không sao, anh sẽ trả hết tiền thế chấp. Vi Vi, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi, chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm. Được. Lục Kiều Vi đi vào thang máy, thản nhiên nói, vậy gọi tiểu tam của anh ra đi, chúng ta mặt đối mặt nói chuyện, tôi mời. Dưới ánh mắt của mọi người, nàng vuốt màn hình điện thoại hỏi, có cần tôi gọi người ra dùng anh không? Chương 13, hai người không nháo ở công ty mà đi đến tiệm bánh ngọt ở tầng dưới của công ty. Lạc Nhất Ngôn đẩy thực đơn cho Lục Kiều Vi, nói, em xem em muốn ăn gì, anh nhớ lần đầu tiên em tới công ty đặc biệt thích món này. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, tôi không thích ăn uống. Lục Kiều Vi cúi đầu chơi điện thoại, do dự có nên gửi định vị cho Văn Cẩn Ngôn hay không, để Tiểu Tam tới trải nghiệm xem Tu La Tràn là thế nào, thuận tiện cảm thụ đôi mắt của chính mình mù đến mức nào. Nàng cắn môi gửi tin nhắn, muốn ăn cơm cùng nhau không? Đối phương lập tức trả lời, muốn. Lục Kiều Vi sửng sốt một chút, vừa định gửi vị trí của mình, liền bị một miếng tuyết mị nương đưa vào miệng, sau đó ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt thâm tình của Lạc Nhất Ngôn, sợ đến mức hất ra, anh đang làm gì vậy? Đừng giả vờ nữa, ở đây không có ai ở công ty thưởng thức kỹ năng diễn xuất của anh đâu, chúng ta mau giải quyết mọi chuyện đi, về sau hảo tụ hảo tán. Nàng nói rất to, xung quanh có rất nhiều thực khách đang nhìn chằm chằm vào hai người. Lạc Nhất Ngôn thở dài, anh thật sự không có ngoại tình, anh vẫn luôn chỉ có em, chỉ có một mình em thôi. 3 phần chân tình, 7 phần ủy khuất. Lục Kiều Vi thu liễm tức giận, anh thực sự cho rằng tôi chỉ nói ngoài miệng sao? Tôi không có bằng chứng sao? Tôi không ngại nói cho anh biết, tôi đã lưu lịch sử trò chuyện của anh, còn ghi lại màn hình, anh vẫn còn muốn giả vờ với tôi à? Lạc Nhất Ngôn sửng sốt. Tôi chỉ nói vậy thôi, chúng ta hảo tụ hảo tán, không ai làm ai xấu mặt, anh thích ở bên ai cũng được, không liên quan đến tôi. Lục Kiều Vi nói, không cần nói chuyện tình cảm, nói chuyện căn hộ đi. 2 năm qua Hoa Thị đã thăng cấp lên thành phố cấp 1, giá nhà đất tăng cao, khi đó họ hành động nhanh chóng, thu về số tiền đặt cọc gần 1 vạn, hiện tại đã tăng lên rất nhiều, bây giờ nếu bán lại thì tuyệt đối không lỗ được.
Đương nhiên, nếu sau này bán sẽ kiếm nhiều tiền hơn, phần lớn nguyên nhân khiến Lạc Nhất Ngôn trì hoãn không chịu bán là vì điều này. Hắn nói, bán cũng được, Vivi, hay là chúng ta làm hợp đồng tinh thần được không? Anh có ý gì? Lạc Nhất Ngôn nghiêm túc nói, anh không có ý định bán, nhưng nếu em nhất quyết muốn bán, trung gian có tổn thất thì chẳng phải em nên ra tiền đền bù sao? Nếu đem bán lại, số tiền thế chấp trả mấy tháng nay chắc chắn sẽ ném đá trên sông, anh tính toán tổng cộng là 5 vạn 7, em có nguyện ý trả không? Mẹ nó, cái tên cha nam này. Lục Kiều Vi tức giận, thật không hổ là nhân tài của phòng tài chính. Nàng đứng dậy nói, anh đừng có tưởng bở, nếu anh không muốn bán thì anh tiếp tục trả tiền thế chấp đi, dù sao tôi cũng sẽ không trả một xu. Vi Vi. Lạc Nhất Ngôn gọi nàng, đẩy kính trên sống mũi, còn một cách khác, nếu em không trả tiền thế chấp, sau này anh có thể tự mình trả, em đừng đòi tiền trả trước nữa. Lục Kiều Vi yên lặng ngẩng đầu nhìn hắn, nửa phút sau, toàn bộ nước trái cây trên bàn đều hất vào mặt hắn, tỉnh chưa? Nước trái cây chảy xuống mặt hắn, nhưng cũng không thể xoa dịu cơn giận của Lục Kiều Vi một phần, nàng lại lấy một ly khác hất đi. Nếu không có đám đông làm ồn ào, nháo đến khó coi, nàng nhất định đã cởi giày cao gót tát vào mặt hắn. Toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ kéo dài 10 phút, khi Lục Kiều Vi đi ra, điện thoại của nàng vang lên tiếng bíp, Văn Cẩn Ngôn trả lời rất nhiều tin nhắn, thậm chí còn gọi điện. Văn Cẩn Ngôn, tôi chuẩn bị xong rồi, Văn Cẩn Ngôn, địa chỉ, ở đâu? Các nhà hàng gần công ty của em có vẻ rất tốt, thiết kế Lục. Tôi tới đó tìm em ăn cơm được không? Lục Kiều Vi trào phúng trả lời, gấp như vậy sao, nóng lòng muốn, thượng vị à. Gửi đi hồi lâu không có hồi âm, Lục Kiều Vi cho rằng mình đã chọc trúng tim đen của hồ ly tinh cảm thấy hổ thẹn khi đối mặt với nàng. Cho đến khi nàng quay lại công ty, nghe thấy tiếng thông báo. Văn Cẩn Ngôn, có chút, không chờ được, chết tiệt. Thật không biết xấu hổ. Cả ngày, Lục Kiều Vi đều nghe người khác nghị luận về nàng, không gì khác là nói về chuyện của nàng và Lạc Nhất Ngôn, giám đốc nhân sự có tới một lần, yêu cầu nàng không được mang chuyện cá nhân đến công ty. Lời nói có chút khó nghe, Lục Kiều Vi nhịn không được mà mắng cô ta, người đứng sau giám đốc nhân sự chính là phó chủ tịch, có quyền lực rất lớn trong công ty. Lục Kiều Vi mới đến công ty đã bị cô ta nhắm tới, sau này Khúc Thanh Trúc đã ra mặt trấn áp cô ta, khiến cô ta không dám lỗ mãng. Lục Kiều Vi cười nói, ngài giúp đỡ Lạc Nhất Ngôn như vậy làm gì? Tôi đang bắt Tiểu Tam, ngài không định tránh bị nghi ngờ sao? Nói xong, Lục Kiều Vi rời đi, nàng ngồi ở chỗ làm việc, mày mò điện thoại, sắp xếp lại tất cả những thứ mà trước đó nàng lấy từ điện thoại của Lạc Nhất Ngôn, sau đó sửa sang, nén lại. Làm xong, Lục Kiều Vi nhìn thấy một bài đăng trong vòng bạn bè. Kim chức, tôi giỏi giải quyết các tranh chấp về tình cảm và tài sản, tôi giỏi nhất trong việc giải quyết các tranh chấp về bất động sản. 50 tệ một giờ, đảm bảo từ nay bạn sẽ nhanh chóng tạm biệt Tra Nam mà không cần lo lắng về sau. Tư vấn miễn phí, không thành công sẽ hoàn tiền đầy đủ, các vị lão bản hãy đánh giá. Mặt sau còn thêm sơ yếu lý lịch, trông rất chuyên nghiệp, còn tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, giá cả thật sự quá rẻ. Lục Kiều Vi có chút động tâm. Nàng không nhớ rõ người này là ai, khi vào trang cá nhân của đối phương, nàng phát hiện đó là pháp vụ của DMD. Lần trước thêm bạn ở nhà Văn Cẩn Ngôn, nàng nhớ rõ đối phương để tóc ngắn, ăn mặc sang trọng, tính cách lạnh lùng, không ngờ có thể gặp một người tài giỏi như vậy trong nhóm tìm việc làm, còn thảm hơn nàng. Lục Kiều Vi cảm thấy có chút đồng cảm, dù có địa vị như thế nào thì họ cũng đều có nỗi khổ riêng. Nàng trả lời bên dưới, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên. Ôm một cái nha, sợ không an ủi được người, nàng lại đưa thêm một loạt hoa hồng nữa. Trả lời xong, Lục Kiều Vi đi đến phòng giám đốc nộp văn kiện chuẩn bị tan làm. Khi trở ra thì phát hiện pháp vụ đã xóa bình luận của nàng, một lúc sau cũng không có tin tức cập nhật nào nữa. Nàng đã nói gì sai sao? Lục Kiều Vi suy nghĩ một chút, cho rằng đối phương hẳn là đã tìm được đơn hàng, liền không nghĩ nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc tan làm, điện thoại của nàng lại rung lên, là của Văn Cẩn Ngôn, Lục Kiều Vi nhịn không được, hôm nay hồ ly tinh thật sao động, nàng còn chưa gọi điện tìm cô ta vạch mặt Tra Nam, vậy mà vẫn luôn quấy rầy nàng. Lục Kiều Vi gõ, không thấy tôi cúp điện thoại sao? Tôi cúp điện thoại chính là tôi không muốn nói chuyện với cô, hiểu không? Mấy ngày nay, việc hợp tác của nàng với DMD rất thuận lợi, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn, nhưng ánh mắt của Văn Cẩn Ngôn thật sự không mấy tốt đẹp. Làm nàng hận sắt không thành thép a. Cô có biết người cô coi trọng là loại rác rưởi gì không? Cô không biết điều kiện của mình sao? Chỉ cần cô có tầm nhìn cao hơn một chút thì bây giờ cũng không phải là độc thân. Xin Thượng Đế phù hộ cho cô, mau mau cho một cơn mưa lớn để rửa sạch đôi mắt của cô. Nói xong, nàng nhớ tới ánh mắt của chính mình cũng không ra gì, nói Văn Cẩn Ngôn cũng tương đương nói chính mình, nên nàng thu hồi tin nhắn lại. Văn Cẩn Ngôn lập tức trả lời. Văn Cẩn Ngôn,
Tôi thấy hết rồi, tôi cũng không cảm thấy người mình coi trọng là rác rưởi. Lục Kiều Vi ném điện thoại xuống, dùng ngón tay nhéo xương mũi của mình. Mấy phút sau, điện thoại lại vang lên, Văn Cẩn Ngôn lại gửi thêm mấy tin nhắn. Tôi cảm thấy người mình thích là thiên thần, thật vô nghĩa. Lục Kiều Vi, tôi thấy cô thích chính là cái này, béo vệ. Gửi xong liền nhìn thấy Khúc Thanh Trúc đi ra khỏi văn phòng, nàng nói thêm, buổi tối đừng nhắn tin quấy rầy tôi, hôm nay tôi sẽ đến nhà bạn tôi, ngủ cùng cậu ấy, Văn Cẩn Ngôn, ngủ cùng. Lục Kiều Vi không muốn để ý đến cô. Văn Cẩn Ngôn lại nói, em đứng yên đừng nhúc nhích, Lục Kiều Vi. Văn Cẩn Ngôn, tôi tới tìm em. Chương 14, Lục Kiều Vi đến nhà Khúc Thanh Trúc ăn cơm, hai ngày nay luôn muốn mời cô ăn cơm, ban đầu hai người định ra ngoài ăn nhưng lại đổi ý, dứt khoát đi siêu thị mua một ít thịt bò về chiên, lại nấu thêm một cái lẩu, an toàn lại khỏe mạnh. Ăn xong nàng ở lại đó ngủ. Lục Kiều Vi không hiểu hỏi, tôi ăn cơm với bạn, cô tới làm gì? Cô kêu tôi đừng nhúc nhích, tôi liền bất động sao? Tôi càng muốn động. Tức chết cô đi. Nàng bước ra ngoài hai bước, đang định lên xe của Khúc Thanh Trúc thì nghe thấy Khúc Thanh Trúc nói, không động đậy. A. Lục Kiều Vi không hiểu ý gì. Khúc Thanh Trúc vỗ nhẹ vào vô lăng hai lần nói, xe không chuyển động, sáng nay lái xe tới đây vẫn còn tốt mà. Chiếc xe này mua năm ngoái, là một hãng rất nổi tiếng, nhưng thường xuyên bị hỏng hóc, cách đây vài tháng cũng bị hỏng một lần, lúc đó hai người ra ngoài chơi, đột nhiên dừng trên đường suýt tông vào đuôi xe khác. Lục Kiều Vi. Trong điện thoại vang lên một tiếng cười, Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói, tôi sắp tới rồi. Lục Kiều Vi cảm thấy nhất định là hồ ly tinh khắc nàng, nếu không tại sao mỗi lần nàng gặp cô đều không có chuyện gì tốt. Nhất định là hồ ly tinh này đã ở mức độ thảm họa, dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi cái loại này. Xe bị kẹt ở cửa cũng không thể di chuyển, Khúc Thanh Trúc nhờ tiệm sửa xe đến lấy xe, phải nửa tiếng nữa thợ sửa xe mới tới, hai người đợi ở cửa. Trong khoảng thời gian này, gặp phải Lạc Nhất Ngôn đi theo giám đốc nhân sự không biết đang nói gì, làm giám đốc nhân sự lúc nào cũng bật cười. Nhìn thấy Lục Kiều Vi, hắn đi tới ôn nhu hỏi xem họ có cần giúp đỡ không, giả vờ rộng lượng, Lục Kiều Vi liếc hắn một cái rồi hỏi, anh không thấy giả tạo quá sao? Lạc Nhất Ngôn không chiếm được hảo cảm, xám xịt rời đi. Văn Cẩn Ngôn còn đến nhanh hơn thợ sửa xe, xuống xe đứng chờ cùng hai người, Khúc Thanh Trúc còn tưởng Lục Kiều Vi sẽ mắng Văn Cẩn Ngôn, hắn giọng chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Không nghĩ tới, Lục Kiều Vi mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, thậm chí còn vẫy tay với cô, bên ngoài nóng muốn chết, Thanh Trúc, mau lên đây. Khúc Thanh Trúc nhìn Văn Cẩn Ngôn bên cạnh, người kia khẽ gật đầu, Vi Vi nói đúng, lên đó chờ đi. Vi Vi, không phải gọi là thiết kế Lục sao? Khúc Thanh Trúc nghi hoặc ngồi ghế sau, chờ Văn Cẩn Ngôn lên xe, liền nghe thấy Văn Cẩn Ngôn nói chuyện với Lục Kiều Vi, thiết kế Lục, sao em lại nghĩ đến việc ngủ ở nhà người khác? Từ người khác nghe có chút chói tai, Lục Kiều Vi sửa đúng nói, cậu ấy là bạn của tôi, đến nhà bạn ngủ không phải là chuyện bình thường sao? À, là bạn A. Giọng điệu nghe càng không tốt. Bầu không khí vô cùng xấu hổ, tâm tình Khúc Thanh Trúc phức tạp, nghe xong cảm thấy tịch mịch. Thật giống như cặp đôi đang ve vãn đánh yêu, cô là kẻ thứ ba. E. Một lúc sau, người ở tiệm sửa xe mới lấy xe đi, nói vấn đề rất phức tạp nên phải mang về kiểm tra, Khúc Thanh Trúc đưa chìa khóa xe cho họ, lại nhìn Lục Kiều Vi, cô phát hiện Lục Kiều Vi không có ý định xuống xe nên đành phải quay lại ghế sau. Trong lúc Văn Cẩn Ngôn lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với Lục Kiều Vi, đa phần là Lục Kiều Vi sẽ nói móc Văn Cẩn Ngôn sẽ ôn thanh tiếp nhận, sau đó Lục Kiều Vi sẽ mỉm cười, bộ dáng giống như đắc ý, khả năng bản thân nàng cũng không cảm nhận được, nhưng Khúc Thanh Trúc là người ngoài cuộc, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Khi Lục Kiều Vi nói chuyện với Văn Cẩn Ngôn, trong tình huống bình thường đều là rất vui vẻ. Xe đổ ở trước cửa một nhà hàng, khi Khúc Thanh Trúc gặp khách hàng đã từng tới đây vài lần, cấp 5 sao, tiêu hao tối thiểu 1.000. Văn Cẩn Ngôn mở cửa cho Lục Kiều Vi, tự nhiên nói, nếu đã đi ngang qua nhà hàng này thì chúng ta cùng ăn cơm đi, tôi nhớ thiết kế Lục rất thích nhà hàng Bít Tết này, có muốn mang bạn vào ăn thử không? Tôi mời. Khúc Thanh Trúc vốn muốn nói không cần, nhưng Lục Kiều Vi lại đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói, hồ ly tinh có tiền, không thể không ăn. Vào nhà hàng cũng không cần phải đặt chỗ, trực tiếp ngồi vào bàn, gọi một bàn đầy đồ ăn. Khi Bít Tết được bưng lên, Văn Cẩn Ngôn cắt cả hai phần, đẩy một phần cho Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi ghim một miếng cho vào miệng, ăn xong mới phát hiện có gì đó không đúng, cau mày trừng mắt nhìn Văn Cẩn Ngôn. Làm cái gì vậy hả? Làm như mối quan hệ của hai người tốt lắm không bằng. Văn Cẩn Ngôn chậm rãi ăn miếng Bít Tết, nói, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Lục Kiều Vi tò mò hỏi, trước kia cô từng làm đầu bếp sao? Không có, trước kia tôi thích cắt kim cương. À, người ta là giám đốc điều hành của DMD, rất lợi hại. Lục Kiều Vi im lặng ăn.
Khúc Thanh Trúc vừa ăn vừa nhìn, ăn được một nửa thì vào toilet. Không lâu sau, cửa bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn, bị khí tức của Văn Cẩn Ngôn áp chế, đứng sang một bên một chút. Có Lục Kiều Vi ở đây thì không sao, khóe miệng của Văn Cẩn Ngôn vẫn mang theo ý cười như có như không, nếu không có Lục Kiều Vi ở đây, ánh mắt và vẻ mặt của cô đều là lạnh lùng mang theo áp bức. Văn Cẩn Ngôn rửa tay, trên cổ tay vẫn còn đeo chuỗi Phật châu. Văn Tổng, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Khúc Thanh Trúc nhìn cô. Văn Cẩn Ngôn lấy khăn giấy ra, chậm rãi lau tay, sau đó nhìn thẳng vào cô. Trước kia Khúc Thanh Trúc cảm thấy đôi mắt dị sắc của cô rất đẹp, nhưng bây giờ đều là ánh sáng lạnh lẽo. Văn Cẩn Ngôn hỏi, vậy cô sẽ chủ động giải quyết hiểu lầm sao? Trong đầu Khúc Thanh Trúc tràn đầy dấu chấm hỏi, nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng có chút đáp lại, chắc chắn Văn Cẩn Ngôn có tâm tư với Lục Kiều Vi. Cũng không biết là tốt hay xấu, nhìn Văn Cẩn Ngôn có vẻ ôn nhu, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng thực tế lòng dạ rất sâu. Ăn xong, Văn Cẩn Ngôn tiếp tục làm tài xế, trước tiên đưa Khúc Thanh Trúc về, sau đó đưa Lục Kiều Vi về, dù sao Lục Kiều Vi vừa mới ăn cơm, nàng không cần phải ở nhà Khúc Thanh Trúc. Khi đến cổng tiểu khu của Lục Kiều Vi, Văn Cẩn Ngôn đột nhiên nghiêng người, nhấn tay nắm cửa, ngăn cản Lục Kiều Vi xuống xe. Khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, Lục Kiều Vi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, liên tục lùi về phía sau, nhưng đường đã bị Văn Cẩn Ngôn chặn lại, nàng chỉ có thể ngồi xuống ghế, run rẩy nói, không, không, không phải chứ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng căng thẳng. Văn Cẩn Ngôn trấn an nàng, tôi chỉ muốn cùng em làm. Làm cái gì mà làm? Cô đừng có tưởng bở. Lục Kiều Vi hít một hơi thật sâu, vô thức nắm lấy tay nắm cửa xe, sau đó tay nàng chạm vào tay Văn Cẩn Ngôn, tay cô rất lạnh, Lục Kiều Vi lùi về liền đập đầu vào nóc xe. Em đừng lộn xộn, tôi còn chưa nói xong. Văn Cẩn Ngôn không nhanh không chậm bổ sung, tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi. À, Lục Kiều Vi bình tĩnh lại, xấu hổ mà nhìn cô. Hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, nói chuyện cũng đều mẹ nó mang nghĩa khác. Nàng không cảm thấy đó là vấn đề của mình. Văn Cẩn Ngôn nói rất chậm, hết câu này đến câu khác. Còn nữa, tôi muốn ăn lẩu với em. Cùng nhau mua coca đi. Ánh mắt Văn Cẩn Ngôn thành khẩn nói, được không? Sau khi xuống xe, Lục Kiều Vi cơ hồ là té lộn nhào chạy về nhà, suýt chút nữa nàng đã bị dụ hoặc, nhưng cũng may nàng phản ứng nhanh, mở cửa bỏ chạy. Làm bạn. Tưởng bở. Về đến nhà, Lục Kiều Vi đi tắm trước, rửa sạch nước hoa trên người, nằm trên giường ngửi tay mình, hình như vẫn còn thoang thoảng mùi thơm. Lúc này điện thoại rung lên, nàng tưởng là Văn Cẩn Ngôn gửi tới, đang định mắng thì nhìn thấy tên Khúc Thanh Trúc, nàng liền dụi dụi mắt. Khúc Thanh Trúc đã chia sẻ rất nhiều tin tức cho nàng. Clip để xem, nếu trà xanh bên cạnh bạn trai coi trọng bạn, bà nội trợ tuyệt vọng, ngày hôm đó chồng tôi đưa Tiểu Tam về nhà, Tiểu Tam mặc váy ngủ gợi cảm đến gõ cửa phòng tôi, ngồi ở đầu giường sờ đùi tôi, hỏi tôi có muốn nữ nhân không, phòng trộm, phòng cháy, phòng Tiểu Tam. Người đăng bài khóc lóc kể lể quá trình bị Tiểu Tam nhốt chặt cả đời là thế nào, sách gợi ý cho bạn, bà chủ nhỏ và Tiểu Tam gợi cảm, Tiểu Tam bá đạo yêu tôi, cơ thể vợ anh thật thơm, phản ứng đầu tiên của Lục Kiều Vi, tài khoản của Khúc Thanh Trúc bị hack sao. Phản ứng thứ hai là những tựa đề này nhìn rất thú vị, nàng cơ hồ không nhịn được mà muốn nhấn vào xem. Lục Kiều Vi vừa nhấp vào nút báo cáo, Khúc Thanh Trúc đã trả lời, không bị hack, cậu xem mấy thứ này đi, Lục Kiều Vi, những liên kết này vừa nhìn đã biết không đúng đắn, mình mới không vào xem. Lỡ trúng độc thì sao, trừ khi cậu chứng minh được cậu là chính chủ. Khúc Thanh Trúc, hồ ly tinh là giám đốc điều hành của DMD, Lục Kiều Vi, ok, nàng không biết Khúc Thanh Trúc lấy đâu ra nhiều linh lung tung rối loạn như vậy, khi nàng ấn vào thì phía trên có rất nhiều hình ảnh hoặc hình gợi cảm, nàng cố hết sức bỏ qua. Ngày hôm sau đi làm, Lục Kiều Vi ngáp liên miên, ăn sáng xong vẫn thấy không có tinh thần, Thẩm Như Ý rót cho nàng một cốc cà phê rồi hỏi, hôm qua cô thức khuya vẽ phác thảo sao? Sao buồn ngủ như vậy? Lục Kiều Vi nói cảm ơn, nhấp một ngụm cà phê, có vị hơi đắng, nàng ném một viên đường vào nói, không có, tôi xem thứ khác. Rất đẹp sao? Thẩm Như Ý hỏi. Lục Kiều Vi xoa xoa giữa mày, giảm bớt đau nhức, nhưng không trả lời, nghĩ đến hôm qua xem những thứ kia, nàng cảm thấy có chút phức tạp. Buổi sáng học xong, Khúc Thanh Trúc gõ cửa, Vi Vi. Tới đây. Lục Kiều Vi đặt cốc xuống, theo cô ra ngoài, sau khi vào văn phòng, Khúc Thanh Trúc đóng cửa lại, hạ giọng nói. Hai năm nay phòng nhân sự rất có ý kiến với cậu, mỗi khi mở họp đều nói cậu mang chuyện cá nhân đến công ty, muốn sa thải cậu. Phòng nhân sự luôn có mối quan hệ tốt với phòng tài chính, họ có mối liên hệ trực tiếp với phó chủ tịch bên trên, hôm qua nàng không kiềm chế được mà mắng giám đốc nhân sự, người ta muốn gây rắc rối cho nàng là chuyện bình thường. Nhưng thành thật mà nói, nàng không chút hối hận, làm khó thì làm khó đi, chẳng lẽ nàng quay ngược thời gian nuốt lại lời nói của mình.
Lục Kiều Vi khá vô dục vô cầu trong công việc, hàng tháng nàng đều đảm bảo vị trí đầu tiên trong bảng thành tích, tiết kiệm tiền là được. Không phải nàng không có tâm tiến tới, mà là điều kiện không cho phép, sau lưng nàng không có ai có địa vị cao, Khúc Thanh Trúc đạt được chức vụ giám đốc một phần là nhờ có chú làm phó tổng giám đốc chiếu cố. Ngay cả Lạc Nhất Ngôn lên làm giám đốc, cũng là liếm cẩu cho giám đốc nhân sự mấy năm. Tính tình Lục Kiều Vi nóng nảy, độc miệng, xuất thân từ một gia đình bình thường, không biết lấy lòng người khác nên chưa bao giờ nghĩ đến việc thăng chức. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn là một thiết kế sư nhỏ, phòng nhân sự và phòng tài chính có thể dễ dàng khi dễ nàng. Khúc Thanh Trúc lo lắng nói, hai phòng đều có người chống lưng, nếu như liên hợp lại làm. Làm thì làm đi, ai nói mình không có ai chống lưng, người điều hành của DMD đều muốn cùng mình làm. Dừng một chút, Lục Kiều Vi nuốt xuống chữ bạn, nàng không sợ làm bạn với hồ ly tinh sẽ chết nhanh hơn sao. Những lời này rơi vào tai Khúc Thanh Trúc, nghe không phải ý tứ kia, Văn Cẩn Ngôn muốn cùng nàng làm tình. Trắng ra như vậy sao? Cô hỏi, cậu đã xem mấy cái link mình gửi hôm qua chưa? Lục Kiều Vi gật đầu. Khúc Thanh Trúc hỏi, cậu có nhìn ra cái gì không? Khúc Thanh Trúc kéo ghế cho nàng ngồi, hai người đối mặt nhau, Lục Kiều Vi lên tinh thần, mím môi dưới, mình cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Khúc Thanh Trúc khẩn trương nhìn nàng, lúc trở về cô cũng đã nghĩ tới, thời điểm Văn Cẩn Ngôn xuất hiện quá phi logic, thân là Tiểu Tam lại hoàn toàn không đi theo lộ tuyến bình thường Tiểu Tam. Nào có Tiểu Tam nào không quanh quẩn bên cạnh Tra Nam, mà lại cứ quanh quẩn bên bạn gái của Tra Nam. Cảm thấy rất kích thích. Lục Kiều Vi nghiêm túc nói. Hả? Đêm qua xem kích thích muốn chết, mình xem một hơi đến 4 giờ sáng, cậu không biết đâu, hôm qua mình xem đến đoạn Tiểu Tam thông qua Tra Nam câu dẫn bà chủ. Bọn họ ở trong phòng ngủ làm chuyên ấy ấy, Tra Nam còn đang nghĩ vận đào hoa của mình đến rồi, anh ta vào bếp nấu cơm cho bọn họ. Xem đến đó mình cười đến sảng khoái, quá kích thích rồi. Khúc Thanh Trúc. Cô thực sự sợ Lục Kiều Vi sẽ nói một câu, cũng trách mình không có bản lĩnh, nếu không mình cũng đi câu dẫn Tiểu Tam. Lục Kiều Vi hồi tưởng lại tặc lưỡi hai tiếng, thở dài nói, không biết có phải tác giả chưa viết xong hay không, mình không thấy nửa phần sau, cậu có phần tiếp theo không? Chia sẻ cho mình đi. Ai nha, nói cái này xấu hổ quá đi mất. Chương 15, Lục Kiều Vi ra khỏi văn phòng, bấm vào giao diện thiết kế, chưa kịp vẽ hai bút thì một đồng nghiệp đã gõ cửa bảo nàng đến phòng nhân sự, nói giám đốc nhân sự đang tìm nàng. Lần đầu đến không có ai, đồng nghiệp lại kêu đi một chuyến, nhưng khi đến đó vẫn không có ai, Lục Kiều Vi biết bên nhân sự muốn gây sự với nàng. Lần thứ ba nàng dứt khoát không trở về, bị trưởng phòng nhân sự chỉ vào mũi khiển trách. Trưởng phòng họ Vương này là chó săn của giám đốc nhân sự, hoàn toàn không khách khí nói, Lục Kiều Vi, gần đây thái độ làm việc của cô rất có vấn đề. Không làm việc đến phòng nhân sự làm gì? Bắt lấy đơn của DMD có thể làm cô thoải mái như vậy sao? Nghe có vẻ như không phải là hắn kêu Lục Kiều Vi qua đây vậy, Lục Kiều Vi cố chịu đựng không nổi nóng, để cho đối phương mắng mình, sau đó rót cho hắn một tách trà rồi nói, trưởng phòng, còn có việc gì không? Tôi vẫn chưa vẽ phác thảo xong, đang rất bận. Trưởng phòng Vương nhìn nàng chằm chằm, nói, Vi Vi, nhìn cô khá xinh đẹp, sao đầu óc lại không thông suốt, không biết cách để cho miệng của mình ngọt một chút. Lục Kiều Vi cười nói, trưởng phòng Vương, anh có biết bạn trai cũ của tôi là ai không? Lạc Nhất Ngôn sao? Trưởng phòng Vương nhấp một ngụm trà rồi nói, cô và Lạc Nhất Ngôn đã chia tay, quan hệ cũng trở nên căng thẳng. Cô cho rằng cậu ta còn sẽ giúp cô sao? Để tôi nói thật cho cô biết, đây là Lạc Nhất Ngôn đang muốn chơi cô. Lục Kiều Vi đóng cửa văn phòng lại. Khi trở về, nàng bật máy tính, kết nối ổ USB, Thẩm Như Ý lo lắng hỏi nàng, cô không sao chứ? Vừa rồi bọn họ bàn tán nói cô bị nhân sự nhắm đến, muốn đuổi việc cô. Bọn họ nói đúng. Lục Kiều Vi nhàn nhạt đáp lại. Phòng nhân sự và phòng thiết kế là hai phòng khác nhau, ngoại trừ điều chuyển nhân sự ra thì rất ít khi tương tác với nhau. Chuyện gọi nàng đến phòng nhân sự lần này, còn có thể là chuyện gì, chỉ để hành hạ nàng ra oai thôi. Lục Kiều Vi gõ máy tính hai lần, sau đó lười biếng duỗi eo nói, rót giúp tôi một cốc trà, tôi cần lên tinh thần. Được, giờ nghỉ trưa cô có thể nằm trên bàn ngủ một lát. Thẩm Như Ý đi đến phòng trà nói, khi họ tới tôi sẽ trông chừng giúp cô. Không cần, ngủ không thú vị. Trong giờ ăn trưa, nhà ăn của nhân viên vô cùng náo nhiệt. Nhân viên vài bàn tụ tập lại bàn tán, giọng nói cũng không cố ý đè thấp, nếu để ý kỹ thì có thể biết họ đang nói cái gì. Mọi người có nghe nói phòng tài chính đã xảy ra chuyện gì không? Hôm nay bọn họ đang họp, một email đã được gửi vào hộp thư của toàn thể nhân viên. Một người trong số họ vừa lúc ở phòng tài chính, cô ta liên tục gật đầu, nói cho mấy người biết, email này là của trưởng phòng chúng tôi, lịch sử trò chuyện tán tỉnh của Lạc Nhất Ngôn. Ôi trời, anh ta nói chuyện rất đáng khinh,
để người khác khỏa thân nói chuyện với anh ta nữa, thật buồn nôn. Là ai nói chuyện với anh ta vậy? Tôi không biết, ảnh đại diện của đối phương bị che rồi. A, lúc tôi đến phòng tài chính tổng kết lương, Lạc Nhất Ngôn còn rất kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi vẫn luôn coi anh ta như nam thần, chết tiệt, tôi vỡ mộng rồi. Coi chừng anh ta cũng muốn dụ dỗ cô, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không phải trước đó anh ta đã chia tay bạn gái sao? Còn vu khống bạn gái lừa dối, muốn đút tiền của bạn gái, ngày đó làm ầm ĩ trước cửa thang máy, tôi nhìn thấy rất rõ. Hình như bạn gái của anh ta là Lục Kiều Vi ở phòng thiết kế. Tôi biết Lục Kiều Vi, cô ấy đã một mình thu phục giám đốc điều hành của DMD, rất có năng lực và xinh đẹp, còn ưu tú hơn Lạc Nhất Ngôn. May mà Lục Kiều Vi sớm thông minh. Mọi người bàn luận đến cuối cùng đều cảm thấy đau lòng Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi cùng Khúc Thanh Trúc đang ngồi ăn cơm trong góc nhà ăn. Khúc Thanh Trúc nghe nghị luận xong, ngơ ngác nhìn Lục Kiều Vi, kinh ngạc hỏi, Vi, email này không phải là cậu gửi đi đấy chứ? Lục Kiều Vi nhét một miếng khoai tây vào miệng, thản nhiên nói, đồ ăn ở nhà ăn hôm nay không tệ, xem ra tâm trạng của đầu bếp nhà ăn cũng rất tốt. Khúc Thanh Trúc giơ ngón tay cái cho nàng, chiêu này thực sự tàn nhẫn, gửi cho một nhóm trong cuộc họp, Lạc Nhất Ngôn hoàn toàn ném mặt về đến nhà, hình tượng mà hắn vất vả xây dựng cuối cùng đã bị hủy hoại. Nghe nói giám đốc nhân sự muốn thăng chức cho hắn, để hắn đảm nhận vị trí giám đốc tài chính, chuyện này cơ bản là thất bại, hơn nữa giám đốc tài chính hiện tại nhất định sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ hắn. Nghe nói giám đốc nhân sự còn cầm tài liệu ném vào trán hắn. Mẹ nó, ra nam, quá sảng khoái. Ăn xong, hai người cố ý đến phòng tài chính, mặc dù không nghe được âm thanh, nhưng nhìn vẻ mặt của giám đốc tài chính thì biết Lạc Nhất Ngôn sắp gặp rắc rối rồi. Công ty đã nghị luận vấn đề này cả ngày, đầu tiên là tin đồn về việc Lạc Nhất Ngôn đang tán tỉnh ai, bây giờ, những nữ nhân có mối quan hệ tốt với Lạc Nhất Ngôn khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Để chứng minh mình vô tội, mọi người đều chủ động tránh xa hắn. Bàn tán chuyện này xong, mọi người liền tìm xem ai đã gửi email, người đầu tiên họ suy đoán là Lục Kiều Vi, nhưng sau đó lại cho rằng không phải, nếu là Lục Kiều Vi thì tại sao nàng lại che cho Tiểu Tam? Không phải nên trực tiếp thả ra mà hung hăng đánh mặt Tiểu Tam sao? Đủ loại nghi ngờ xoay quanh, Lục Kiều Vi trước khi tan làm đã bị gọi đến phòng tài chính, nói là để đối chiếu tiền thưởng, nhưng thực chất là Lạc Nhất Ngôn muốn tìm nàng tính sổ. Em gửi email phải không? Lạc Nhất Ngôn đóng cửa văn phòng lại, nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sau tròng kính lóe lên tia sáng sắc bén, nhưng vết bầm trên trán trông rất buồn cười. Lục Kiều Vi biết hắn không dám làm gì nàng, cho nên nàng căn bản không sợ hắn, chỉ chọc vào vết thương của hắn hỏi, có đau không, ra nam. Lạc Nhất Ngôn nghiến răng, Lục Kiều Vi chưa bao giờ chửi thề trước mặt người khác, có thì cũng là vui vẻ, nàng hỏi lại, không phải anh nói anh không ngoại tình sao, tôi lấy ở đâu ra mà gửi. Lục Kiều Vi. Lạc Nhất Ngôn thở phì phò, phun vào mặt Lục Kiều Vi, làm nàng đều nổi da gà. Dùng sức đẩy hắn ra, đừng diễn trước mặt tôi nữa, anh là cái thá gì? Khi tôi phát hiện anh lừa dối thì tôi đã lập tức hiểu rõ mọi chuyện, tốt nhất là anh đừng chọc vào tôi. Lạc Nhất Ngôn đẩy kính trên sống mũi, cho nên em thừa nhận mình đã gửi email sao? Em làm như vậy là muốn hủy hoại tôi có phải không? Lục Kiều Vi chán ghét hắn đến mức lấy khăn giấy lau mặt, nói, tôi hủy hoại anh. Không phải chính anh không biết xấu hổ sao? Lạc Nhất Ngôn, anh đừng có đổ lỗi, là tôi ép anh ngoại tình sao? Mau trả lại tiền đặt cọc cho tôi, nếu không, tôi còn có kế hoạch khác. Nói xong, Lục Kiều Vi mở cửa, cửa đã chật kín người, mọi người đều rướn cổ nhìn vào trong, nàng không quan tâm, nhưng Lạc Nhất Ngôn thì khác, sau khi chỉnh lại quần áo, hắn mới dám đi theo. Lục Kiều Vi đi về phía thang máy, giày cao gót của nàng dẫm xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan lọt vào tai Lạc Nhất Ngôn như đang trào phúng, hắn nắm chặt hai tay. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Lạc Nhất Ngôn đưa tay ngăn nàng lại, nhìn thẳng vào Lục Kiều Vi. Hắn vốn là bộ dáng ôn nhu, nhưng khi lộ ra vẻ mặt như vậy, ở trong thang máy đóng kín lại rất đáng sợ. Vi, em thật sự cho rằng làm như vậy có thể đánh ngã tôi sao? Chỉ là một hai cái email mà thôi, nhiều nhất là có người nói xấu sau lưng tôi thôi. Tôi là trưởng phòng tài chính, em là thiết kế sư, lớn hơn một bậc ác chết người, sau lưng tôi còn có người, em có biết mình đắc tội với ai không? Lạc Nhất Ngôn trầm giọng nói, tôi đối xử không tốt với em sao? Lúc em đến công ty, tôi không chiếu cố em sao? Chúng ta chia tay lâu như vậy tôi có nhắm vào em sao? Còn không phải là em ỷ vào tôi thích em mới có thể vô pháp vô thiên như vậy sao? Nếu tôi không giúp em chẳng là gì cả. Lục Kiều Vi cẩn thận nhìn người trước mặt, từ đầu đến đuôi đều là dối trá. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một kẻ vô liêm sỉ như vậy, mắng hắn cũng chỉ lãng phí nước miếng. Nhưng Lạc Nhất Ngôn còn chưa nói xong câu, không phải tôi chỉ chơi một chút ái muội với người khác thôi sao? Sao em lại tính toán như vậy? Lúc này, điện thoại trong túi của nàng vang lên,
Lục Kiều Vi nhìn tên, cau mày định cúp máy, sau đó nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời cuộc gọi trước mặt Lạc Nhất Ngôn. Người ở đầu bên kia điện thoại vừa nói, Lục thì đã bị Lục Kiều Vi cắt ngang, Lộc cái gì mà Lộc, tôi còn ở công ty đã gọi nhũ danh của tôi, còn gọi tôi như vậy nữa tôi sẽ tức giận nha. Đầu bên kia điện thoại không nói lời nào, nhưng điều đó cũng không ngăn được Lục Kiều Vi nhiệt tình phát huy, ai nha, bên cạnh tôi có người, chị muốn tôi kêu là Honey Thiên Sứ Mèo Con sao, thật là mắc cỡ muốn chết à. Vừa nói, Lục Kiều Vi vừa đưa điện thoại về phía trước, để Lạc Nhất Ngôn nhìn thấy tên trên đó, sau đó lấy lại điện thoại, được rồi, hôn một cái, moa 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 tiểu bảo bối, chị đúng là vật nhỏ nghịch ngợm. Hôm nay lại đến nhà chị ngủ sao? Chị có muốn sang nhà tôi không? Ngoại tình sau lưng chồng sắp cưới chẳng phải rất kích thích sao, chị mua nhiều bao à, cái nào cũng là mùi vị tôi thích, hửng, tôi có muốn nữ nhân hay không sao? Hôm nay tôi sẽ muốn chị đến chết, nữ nhân hư hỏng này. Nói xong một hơi, nàng không cho Văn Cẩn Ngôn kịp phản ứng, nàng hít một hơi thật sâu đè nén xấu hổ, sau đó nhìn sắc mặt Lạc Nhất Ngôn, thưởng thức ánh sáng xanh lục tỏa ra từ trên người hắn. Vẫn chưa hả giận, Lục Kiều Vi chớp mắt, nhẹ giọng nói, anh không ngại đi, tôi cũng chơi một chút ái muội với người khác. Vừa lúc người này chính là tiểu tam của anh. Rõ ràng Lạc Nhất Ngôn đang bị sốc, môi run run, chắc là muốn nói gì đó, nhưng lại bị mũ xanh đột ngột đã kích nên không nói nên lời. Lục Kiều Vi càng đắc ý, nói, tôi nói cho anh một bí mật khác, anh có biết tại sao cô ta lại tiếp cận anh không? Bởi vì cô ta đã muốn ở bên tôi từ lâu rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tam của anh có điều kiện tốt như vậy, thật sự có thể yêu thích một loại không đáng mặt nam nhân như anh sao? Chẳng phải cô ta nên yêu thích một nữ nhân trẻ trung, xinh đẹp cùng tài hoa như tôi sao? Lạc Nhất Ngôn. Lục Kiều Vi chỉ vào chính mình, không biết có tự tin từ đâu, đắc ý nói, người cô ta thích là tôi, không phải anh. Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, nàng bước ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn khuôn mặt xanh lục của Lạc Nhất Ngôn, sau đó cười một tiếng. Ha ha, tức chết mẹ anh đi. Hết phần 1. Bye bye các hữu nữ nha, cảm ơn các tình yêu đã nghe truyện và ủng hộ kênh, GL Radio, xin phép lượng đây, hẹn sớm gặp lại, mãi yêu. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way.